Ai, Mục Thiên Thiên thở dài, không nói gì nữa. Cô ta biết rõ chị họ mình lương thiện tới mức nào, còn không nỡ dẫm chết một con kiến. Nói gì đến người mà chị họ cô ta đã cứu chứ? Chị, nếu chị lấy Lý Tấn thật thì đúng là đáng tiếc, Mục Thiên Thiên nói với vẻ cảm khái. Sau khi hai chị em quay lại phòng bệnh, Dương Thanh vẫn đang nằm trên giường với vẻ mặt đờ đẫn. Thấy hai người bước vào, anh cũng không buồn nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Chào anh, tôi là lục tinh tuyết lục tinh tuyết bước đến bên giường bệnh chủ động giới thiệu thấy dương thanh nhìn mình cô ta hỏi tiếp anh nhớ được tên mình không dương thanh ngơ ngác lắc đầu rồi hỏi cô đã cứu tôi à thiên thiên phát hiện ra anh trên đỉnh ninh sơn trước sau đó chúng tôi cùng đưa anh tới bệnh viện lục tinh tuyết cười khẽ lập tức giới thiệu với dương thanh đây là em họ tôi mục thiên thiên anh cứ gọi em ấy là thiên thiên là được cảm ơn các cô dương thanh nhìn hai cô gái nói một cách chân thành Trừ việc đã mất trí nhớ ra, anh cũng không khác gì những người bình thường hết. Nói đúng hơn, anh cũng không mất trí nhớ, mà mỗi khi anh định nhớ, đầu anh lại đau như búa bổ, như sắp chết đi sống lại. Trong một tuần sau đó, Dương Thanh vẫn ở trong bệnh viện, sáng nào Lục Tinh Tuyết cũng tới thăm anh, kể về những chuyện ở Ninh Châu cho anh biết, cũng mang mấy tờ báo đến để anh hiểu rõ tình hình của Chiêu Châu. Nhưng trong mấy ngày này, Dương Thanh vẫn không thể nhớ lại, mỗi khi định nhớ, anh đều đau đến mức chết đi sống lại, phải nhờ tới sự trợ giúp của thuốc an thần. Cùng lúc đó, trên một đồng cỏ rộng lớn ở vực Tây Châu, Tiêu Tiêu đang chạy theo bầy cừu trên đồng cỏ, trông rất vui vẻ. Còn Tần Y vốn hoạt bát hiếu động thì im lặng ở cạnh Tần Thanh Tâm. Mấy ngày qua, Tần Thanh Tâm luôn rửa mặt bằng nước mắt, Tần Y thấy hết nên rất đau lòng, nhưng cô ta biết làm gì đây. Dương Thanh mới rời khỏi họ có 5 ngày, nhưng họ lại cảm thấy dường như đã 5 năm, năm. Chị, chị đừng lo nữa, chắc chắn anh rể sẽ không sao đâu đối với chúng ta bây giờ không có tin tức gì mới là tin tức tốt chị thấy đúng không tần y ngồi cạnh tần thanh tâm nắm tay chị dịu dàng nói mắt tần thanh tâm đỏ hoe y y chị lo cho anh ấy lắm tần thanh tâm nói rồi nghẹn ngào ai tần đại dũng ngồi bên cạnh cũng thở dài vô cùng lo lắng cách đó không xa đoàn vô nhai và độc du cũng đang ngồi trên bãi cỏ sắc mặt họ vô cùng nghiêm nghị họ đều hiểu lần này dương thanh rất khó sống sót quay về vũ vũ lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc họ vũ còn dương thanh mới đến siêu phàm nhất cảnh hai bên tranh nhau nhiều như thế còn đánh kiểu gì đây giờ đã được một tuần theo lẽ thường dương thanh đã chạm mặt với vũ vũ lan từ một tuần trước nếu dương thanh thắng thì đã quay lại lâu rồi cho dù anh bị thương thì cũng không thể trần trừ lâu như thế chứ bố chắc chắn anh thanh sẽ không sao đúng không mắt đoàn ngữ yên đỏ hoe nhìn dáng vẻ tự trách của con gái đoàn vô nhai cũng rất khó chịu ông ta không muốn lừa con nhưng cũng không muốn con buồn càng không muốn nói sự thật cho đám tần thanh tâm biết thế nên ông ta gật nhẹ đầu nói với vẻ kiên định chắc chắn cậu thanh sẽ sớm đến tìm chúng ta nhưng đã một tuần rồi sao anh ấy vẫn chưa tới tìm chúng ta chứ đoàn ngữ yên hỏi bởi vì lần này cậu ấy phải đối mặt với vũ vũ lan một cao thủ mạnh hơn hẳn cậu ấy không chừng cậu ấy đã đi trốn chứ không đánh với vũ vũ lan đâu đoàn vô nhai nói trốn chắc anh thanh không phải loại người ấy đâu nhỉ đoàn ngữ hiên rất kinh ngạc theo cô ấy thấy dương thanh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chắc chắn không phải hạng ham sống sợ chết đâu đoàn vô nhai cười khổ chỉ về phía đám người tần thanh tâm ở đây còn vợ và con gái cậu thanh sao cậu ấy có thể chết một cách dễ dàng được thiên phú võ thuật của cậu ấy rất cao nếu cho cậu ấy thời gian chắc chắn cậu ấy sẽ đột phá siêu phàm tam cảnh bằng tốc độ nhanh nhất không chừng bây giờ cậu ấy đã trốn đến một nơi không ai biết, đang điên cuồng tu luyện rồi. Ngày cậu ấy đột phá cũng là ngày cậu ấy đến tìm chúng ta. Đoàn Ngữ Hiên mừng rỡ nói: "Bố, bố nói thật à?" Đoàn vô nhai gật đầu: "Bố đã lừa con bao giờ đâu?" Tốt quá, để con đi nói với đám người Chị Tâm, chắc chắn Anh Thanh sẽ quay lại. Đoàn Ngữ Hiên kích động nói rồi vội vàng chạy về phía Tần Thanh Tâm. Chị Tâm, bố em nói, chắc chắn Anh Thanh sẽ quay lại. Nhìn đoàn ngữ yên đang kích động chạy tới chỗ tần thanh tâm, độc du chợt thở dài, điện hạ, chắc ngài cũng biết, e rằng lần này cậu thanh lành ít giữ nhiều. Đoàn vô nhai gật nhẹ đầu với vẻ đau khổ, tôi biết, rất có thể cậu ấy đã chết dưới tay vũ vũ lan. Ông cũng thấy tần thanh tâm đang đau khổ tới mức nào rồi đấy, ngữ yên cũng luôn tự trách, nghĩ mình đã liên lụy tới cậu thanh, nếu nói cho họ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ sụp đổ. Suy đoán của chúng ta cũng chỉ là suy đoán chứ không phải sự thật, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở đây, bảo vệ người thân của cậu Thanh trước khi cậu ấy quay về. Độc Du gật đầu, Điện Hạ cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ họ kỹ càng. Không chỉ có mỗi ông đâu, còn tôi nữa, chúng ta cùng bảo vệ họ. Đoàn Vô Nhai nói với vẻ kiên định. Trong lúc đoàn Vô Nhai đang lo lắng cho Dương Thanh, ở Ninh Châu, một người thanh niên đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Dương Thanh đâu cả. Anh Thanh, rốt cuộc anh đang ở đâu chứ? Anh ta cắn răng, mắt đỏ hoe. Một tuần trước, Mã Siêu tới Ninh Châu, đã tìm kiếm tung tích của Dương Thanh khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy manh mối gì. Như thể Dương Thanh chưa bao giờ tới Ninh Châu. Chẳng lẽ anh Thanh đã rời khỏi Ninh Châu rồi à? Mắt Mã Siêu đỏ hoe. Thật ra anh ta đang lo đến việc khác, nhưng không dám nói. Trước khi nhìn thấy Dương Thanh, anh ta sẽ không bao giờ tin vào khả năng đó đâu. Các ông là ai? Đúng lúc này, hai lão già mặc đồ gấm bỗng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Mã Siêu. Mã Siêu lập tức biến sắc ý chí chiến đấu phun trào không ngờ anh ta lại không cảm nhận được gì khi hai lão già này xuất hiện mã siêu có ảo giác họ như hai ngọn núi lớn đang sừng sững trước mặt anh điện hạ rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được cậu rồi một lão già bỗng kích động nói nước mắt rơi lã chã đúng là điện hạ thật ư một lão già khác cũng có vẻ kích động chắc chắn không nhầm được mã siêu nhíu mày nhìn hai người đang kích động kia rốt cuộc các ông là ai thế điện hạ Chúng tôi tới đón cậu về hoàng tộc cổ xưa. Hai lão già hơi khom người. Hoàng tộc cổ xưa ư? Hoàng tộc cổ xưa nào chứ? Mã Siêu lập tức biến sắc. Hoàng tộc họ Phùng một trong hai hoàng tộc cổ xưa, một lão già kích động nói, chúng tôi đã tìm cậu suốt 20 năm, cuối cùng cũng tìm được rồi, mời điện hạ theo chúng tôi về hoàng tộc họ Phùng ạ. Các ông nhận nhầm người rồi. Mã Siêu bối rối quay người, định rời khỏi đây. Điện hạ, tôi không nhận nhầm đâu." Một lão già kích động nói mỗi khi cậu phá giải phong ấn về sức chiến đấu có phải trên ngực trái cậu sẽ xuất hiện một vết hình tròn không mã siêu vừa đi được mấy bước bỗng khựng lại nhìn lão già với vẻ không dám tin sao ông biết bởi vì đó chính là ký hiệu gia tộc của dòng chính hoàng tộc họ phùng lão già kích động nói thế nên chúng tôi không nhận nhầm đâu cậu chính là cháu đích tôn của phùng hoàng phùng siêu đấy nghe ông lão kia nói vậy mã siêu ngỡ ngàng chỉ vào mình hỏi lại ông nói tôi là người của hoàng tộc họ phùng sao lại còn là cháu đích tôn của Phùng hoàng, anh ta chỉ biết mình là trẻ mồ côi chứ không ngờ lại là người của một gia tộc hàng đầu, đã thế đó còn là hoàng tộc họ Phùng, một trong hai hoàng tộc lớn thời xa xưa. Điện hạ, những lời chúng tôi nói đều là thật, cậu cũng đã xác nhận ở tim cậu có ký hiệu gia tộc của hoàng tộc họ Phùng rồi mà. Điện hạ à, hoàng chủ thật sự nhớ cậu lắm, cậu hãy về cùng chúng tôi đi. Hiện giờ trong cả hoàng tộc họ Phùng thì cậu là người có tư cách trở thành người thừa kế nhất đấy. Hai ông lão liên tục khuyên nhủ sắc mặt mã siêu rất khó coi anh ta không hề hứng thú với thân thế thật sự của mình đã quen với việc một thân một mình nhiều năm rồi có gia tộc hay không cũng không sao cả bây giờ vẫn chưa tìm được dương thanh sao anh ta có thể đi hoàng tộc họ phùng được xin lỗi tôi không phải cháu đích tôn của hoàng tộc họ phùng gì cả dù phải cũng không đi cùng các ông đâu nói xong mã siêu muốn bỏ đi điện hạ cậu phải về với chúng tôi chứ anh ta vừa xoay người thì bị hai ông lão kia chặn đường Mã Siêu sầm mặt xuống đến đáng sợ, lạnh giọng nói, tránh ra. Hai ông lão không quan tâm, chỉ nghiêm túc nhìn anh ta. Theo họ thấy thì Mã Siêu không có lý do gì để không về cả, vì chỉ cần trở về là sẽ được hưởng thụ sự giàu sang và quyền lực vô tận. Thế mà anh ta lại từ chối, điều này làm cho họ rất kinh ngạc. "Thưa điện hạ, hoàng chủ đã ra lệnh chúng tôi nhất định phải tìm cho được cậu và đưa cậu về hoàng tộc, mong cậu đừng làm khó chúng tôi." Một ông lão tận tình khuyên bảo đó là chuyện của mấy người, liên quan gì đến tôi. Nói rồi Mã Siêu bỏ đi. Điện hạ không thể đi được, hai người này bám dai như đỉa, anh ta vừa mới nhích người đã bị cản đường lần nữa. Cút đi, cuối cùng Mã Siêu nổi đóa, tung cú đấm ra. Phịch, ông lão bị đánh trúng, nhưng đáng ngạc nhiên là lão ta không hề động đậy chút nào. Sao, sao có thể? Mã Siêu kinh ngạc thốt lên, rốt cuộc các ông đang ở cảnh giới nào vậy? Với thực lực hiện tại nếu mã siêu dùng hết toàn lực thì có thể bộc phát ra sức mạnh ngang ngửa thần cảnh đỉnh phong, tuy anh ta không dồn hết sức vào đòn tấn công vừa rồi nhưng ít nhất cấp độ của nó cũng là thần cảnh hậu kỳ. Nhưng một đòn đánh mạnh mẽ như thế lại không thể làm ông lão đến từ hoàng tộc họ Phùng này lung lay chút nào. Hai ông lão nhìn nhau, một người mở miệng nói, "Thưa điện hạ, chúng tôi đều là cao thủ siêu phàm cảnh, cậu nên hiểu rằng muốn thoát khỏi chúng tôi chỉ với thực lực bây giờ là không thể nào." Dĩ nhiên nếu cậu trở lại Hoàng tộc Họ Phùng và được Hoàng chủ tự tay dạy dỗ thì không đến 5 năm nữa, cậu chắc chắn sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Hiện giờ cậu chỉ mới 26 tuổi, 5 năm nữa là 31 tuổi, kể cả gia tộc cổ võ lánh đời cũng xem cậu là thiên tài võ thuật đấy ạ. À. Nhưng lúc này thì cậu vẫn chưa phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Nét mặt mã siêu âm trầm, xem ra không có hy vọng chạy trốn khỏi hai lão già này rồi. Dù chỉ có một cao thủ siêu phàm cảnh thôi anh ta cũng không thoát nổi chứ đừng nói là hai chẳng qua là anh ta không muốn đến hoàng tộc họ phùng chưa kể vẫn chưa tìm được dương thanh dù tìm ra thì vợ của anh ta vẫn còn đang ở yến đô chờ một hai tháng nữa thì có luôn một đứa bé cũng không chừng nếu mã siêu đi hoàng tộc họ phùng thật thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra muốn tôi đi theo thì chờ tôi chết đi anh ta cắn răng nói hai ông lão thở dài nhìn nhau rồi cùng gật đầu mã siêu đột nhiên có dự cảm không lành không ổn rồi chạy anh ta bùng nổ sức mạnh muốn rời khỏi đây. Bộp, nhưng chưa kịp làm gì thì một ông lão tiến lên, lấy tay đánh vào gáy làm cho anh ta ngất xỉu. Đi thôi, hai người nhanh chóng đưa mã siêu rời khỏi đây. Cùng lúc đó, có một chiếc xe Rolls-Royce đang lái trên đường phố ở Ninh Châu. "Chị ơi, vừa rồi hình như em thấy có một cậu trai bị hai ông lão đánh ngất." Mục Thiên Thiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì giật mình, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt. "Ở đâu?" Lục Tinh thuyết hỏi. Mục thiên thiên chỉ vào nơi mã siêu vừa bị hai cao thủ của hoàng tộc họ phùng mang đi, lục tinh tuyết nhìn sang, nghi hoặc hỏi, có ai đâu. Dương Thanh đang ngồi trên xe với hai người vô thức nhìn sang, thị lực tốt hơn người thường giúp anh nhìn thấy cảnh hai ông lão đưa một người thanh niên khoảng 26, 27 tuổi vào trong xe. Tình cờ, Dương Thanh nhìn thấy gương mặt của người đang ngất xỉu. Anh không thể rời mắt đi được, cảm giác quen thuộc dâng trào như nước lũ, muốn nhớ ra người thanh niên này là ai nhưng vừa cố gắng nhớ lại thì đầu bốt lên như bị ai cào xé a à, dương thanh không thể không ôm lấy đầu tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong cuống họng hai cô gái đang nhìn ra bên ngoài bị tiếng kêu đột ngột của anh làm cho giật mình này anh anh sao vậy sắc mặt lục tinh tuyết thay đổi thất thanh kêu lên mục thiên thiên cũng bị dọa sợ lớn tiếng nói anh bình tĩnh nào đừng nhớ lại nữa đừng suy nghĩ gì hết hai người đều biết anh bị mất trí nhớ, lần nào nhớ lại quá khứ đầu cũng nhức nhối. Chỉ cần Dương Thanh dừng lại là không thấy đau đầu nữa. Nhưng lúc này lại không có tác dụng gì, anh vẫn đang khổ sở kêu rên, nét mặt nhăn lại vì đau. Giết tôi đi, giết tôi đi, a à, Dương Thanh giữ tợn hét về phía hai người. Sự thống khổ đến tận cùng này thôi thúc anh chết đi cho xong. Chỉ khi chết đi, anh mới được giải thoát. Thấy Dương Thanh đau khổ như thế, hai mắt lục tinh tuyết đỏ hoe, Tính cách lương thiện làm cho cô ta không thể chịu nổi cảnh này. Ngay cả một người rất có thành kiến với anh là Mục Thiên Thiên cũng nôn nóng, anh trai, đừng như vậy mà, cố gắng chịu một chút nữa thôi. "Chị!" Mục Thiên Thiên vừa định lên tiếng thì bị Lục Tinh Tuyết dùng mắt ra hiệu dừng lại, hóa ra Dương Thanh đã thiếp đi trong lòng cô ta. "Ơ?" Ờ, Mục Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm, quá đỗi ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ta lại có cảm giác Dương Thanh đang lợi dụng chị họ mình. Lục Tinh Tuyết ôm chặt Dương Thanh, hai tay không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé mục thiên thiên thầm thở dài lòng khó chịu không nói nên lời cô ta và lục tinh tuyết chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất thân bây giờ lại nhìn thấy chị họ mình vì một người đàn ông xa lạ mà cất công như thế cảm thấy hơi khó chấp nhận nhưng mục thiên thiên cũng biết chị mình tốt bụng đã quyết tâm làm gì thì không ai ngăn cản nổi nhìn lục tinh tuyết rồi lại nhìn dương thanh cô ta chợt thấy rất hài hòa hai người này trông cứ như một cặp đôi trời sinh vậy trước đây không nhìn kỹ, bây giờ cẩn thận quan sát thì Mục Thiên Thiên nhận ra Dương Thanh vô cùng tuấn tú. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng sắc nét, đã thế còn cao chuẩn 1m8. Ngay cả những siêu sao nổi tiếng trên TV cũng không đẹp trai bằng anh. Chị này, em thấy chị và anh ta cũng là một đôi trai tài gái sắc, dù sao chị cũng chưa thích ai, hay là lấy anh ta làm chồng đi, cho anh ta ở rể luôn. Mục Thiên Thiên đột nhiên thì thầm. Lục tinh tuyết sững sờ thật lâu rồi mặt đỏ bừng, thẹn thùng gắt lên, nói linh tinh gì thế hả? Hi hi, mục thiên thiên cười đáp, em nghiêm túc mà, trước đây không để ý, giờ càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi. Thiên thiên, lục tinh tuyết đột nhiên nghiêm túc dặn dò, đừng nói mấy lời thế này nữa, nếu để Lý Tấn biết được thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thấy cô ta nghiêm mặt lại, mục thiên thiên cũng không dám đùa nữa, vội vàng bảo đảm, chị à, em chỉ nói đùa với chị thôi, Đừng lo, em sẽ không đi nói lung tung đâu. Nửa giờ sau, xe chậm rãi lái vào một trang viên, đi thêm 5 phút nữa rồi dừng trước một căn biệt thự. "Anh ơi, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà rồi." Lục Tinh Tuyết cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, sợ lớn tiếng sẽ làm Dương Thanh bị giật mình. Dường như nghe thấy giọng nói của cô ta, anh từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt mỹ miều gần trong gang tấc. Dương Thanh giật cả mình, lùi ra sau như phản xạ có điều kiện ơ ờ, lục tinh tuyết ngẩn người chưa có người đàn ông nào né tránh một người xinh đẹp như cô ta thế này cả thế mà dương thanh vừa tỉnh lại là nhanh chóng tránh xa mục thiên thiên cũng nhìn thấy kinh ngạc nói anh đúng là không biết điều mà chị họ thiên thiên lục tinh tuyết biết cô ta muốn nói gì bèn vội và ngăn cản trên gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng xin lỗi tôi không có ý gì đâu dương thanh đã hoàn toàn tỉnh táo nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá đáng nên mau chóng xin lỗi sau này anh hãy ở đây với chúng tôi nhé lục tinh tuyết mỉm cười nói dương thanh đi theo hai chị em tiến vào căn biệt thự sang trọng bên trong rất nguy nga và lộng lẫy người bình thường vào đây sẽ bị choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này nhưng từ đầu đến cuối dương thanh đều rất thản nhiên dường như tất cả mọi sự rực rỡ sang trọng này đều không là gì đối với anh những bức tranh chữ do chính tay các nhà thư pháp chấp bút treo trên bức tường xung quanh cũng không được anh nhìn lấy một cái sau này anh ở phòng này Tôi và Thiên Thiên ở trên tầng 2, không có việc gì thì không được đi lên, hiểu chưa?" Lục Tinh Tuyết dặn dò. Dương Thanh gật đầu, "Cảm ơn cô, bây giờ có nơi để ở là tuyệt lắm rồi, anh không dám đòi hỏi thêm gì." "Anh đi tắm trước đi, ra ăn cơm rồi cùng đi mua quần áo cho anh." Nói rồi Lục Tinh Tuyết đi xuống phòng bếp, xem ra là muốn đích thân nấu bữa trưa. Về phòng, Dương Thanh tắm rửa bằng nước ấm, kỳ cọ sạch vết bẩn trên người rồi ra ngoài. "Anh này, mục thiên thiên đi đến định gọi xuống ăn cơm thì đúng lúc dương thanh ra khỏi phòng vừa nhìn thấy anh cô ta ngây ngẩn cả người dương thanh tắm rửa sạch sẽ xong cứ như biến thành một người khác vậy mái tóc dài còn ướt nhẹp không ngờ anh đẹp trai thế cơ đấy mục thiên thiên nhìn dương thanh với đôi mắt lấp la lấp lánh cô ta là một người thích ngắm trai đẹp dương thanh lại có khuôn mặt nghiêm chỉnh trước đó trông lôi thôi lếch thếch nên cũng không để ý lắm nhưng giờ đây anh cạo hết đám dâu thật dài đi để lộ ra toàn bộ gương mặt thật sự là ngay cả ngôi sao hay thần tượng cũng không sánh bằng bị đôi mắt nóng bỏng của mục thiên thiên nhìn chằm chằm dương thanh hơi mất tự nhiên thiên thiên tinh tuyết bảo chúng ta xuống ăn cơm a à, à đúng rồi tôi đến gọi anh ăn cơm đi nào nhanh ăn cơm thôi ăn rồi đi mua sắm mục thiên thiên nhiệt tình ôm lấy cánh tay dương thanh kéo xuống phòng ăn vào phòng ăn hai người nhìn thấy trên bàn được đặt ba cặp chén đũa thức ăn là ba món ăn một món canh trông rất ngon miệng lục tinh tuyết đi ra nhà bếp thấy dương thanh sau khi cạo râu thì cũng kinh ngạc chỉ là không khoa trương như mục thiên thiên chị em đã nói rồi mà anh ấy xứng đôi với với chị lắm đấy hai người mà mặc đồ cưới chắc ai cũng hét lên quá trên mặt mục thiên thiên tràn trề mong đợi như đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh dương thanh mặc vest và lục tinh tuyết mặc váy cưới lục tinh tuyết lập tức đỏ mặt tức giận mắng, em mà còn nói linh tinh là lát nữa không cho em đi cùng đâu đấy. Lời đe dọa này vẫn có tác dụng, Mục Thiên Thiên không đùa nữa, lao đầu vào ăn cơm. Nhưng trong bữa ăn, cô ta luôn lén nhìn Dương Thanh, cảm thấy anh rất thuận mắt. Ăn xong, Dương Thanh chủ động mang chén đĩa xuống bếp. Để tôi làm cho, anh đi lên đi. Lục tinh tuyết vội vàng đi xuống đuổi anh ra ngoài. Mặc dù chưa nhớ ra được gì nhưng Dương Thanh vẫn cảm thấy rất ấm áp, biết ơn nhìn theo bóng lưng bận rộn của cô ta không cần biết mình là ai là một người như thế nào bây giờ anh chỉ là một kẻ vô dụng sai đâu làm đấy anh thật sự rất biết ơn vì lục tinh tuyết đã đưa mình về và cho ở lại thế nào có phải chị họ tôi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng không thấy dương thanh ngẩn người nhìn lục tinh tuyết trong nhà bếp mục thiên thiên cười híp mắt nói dù sao thì anh cũng mất trí nhớ quên hết mọi thứ chi bằng ở lại nhà họ lục cưới chị ấy đi mục thiên thiên lục tinh tuyết trong nhà bếp tức tối la lớn dạ em sai rồi, em không nói nữa đâu." Mục Thiên Thiên nhanh chân chạy biến, sợ chọc giận chị họ rồi lát nữa không được đi mua sắm cùng. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng thắng xe, sau đó một người trung niên âm trầm đi vào. "Bác, sao bác lại đến đây?" Thấy ông ta, mặt mày Mục Thiên Thiên tái mét. Lục Tinh Tuyết đi ra, sắc mặt cũng rất khó coi, "Bố tìm con ạ." À. "Tinh Tuyết, con điên rồi sao?" Người đàn ông trung niên phẫn nộ nói ngày nào con cũng lén đến bệnh viện chăm sóc cho thằng nhóc này đã đành, giờ lại còn đưa cậu ta về trang viên nhà họ lục là sao? Con còn dám đưa cậu ta về nhà con, con không sợ người khác lời ra tiếng vào à? Nhớ chuyện này bị truyền đến tai Lý Tấn thì con có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Người trung niên này là Lục Xuyên, bố của Lục Tinh Tuyết và là con trai của chủ nhà họ Lục hiện nay. Mặc dù không muốn con gái mình bị bắt làm vật hy sinh cho gia tộc, phải kết hôn với người đàn ông mình không yêu nhưng ông ta cũng biết đây chính là nỗi bi ai khi sinh ra trong một dòng họ lớn, từ khi chào đời phụ nữ đã bị gông xiềng mang tên số phận trói buộc. Mấu chốt là, kẻ để ý đến Lục Tinh Tuyết lại là một thanh niên xuất sắc của nhà họ Lý, một trong hai gia tộc đứng đầu Ninh Châu. Nếu nhà họ Lục dám phản đối, nhà họ Lý muốn dùng vũ lực để tiêu diệt thì chắc chắn họ sẽ không thoát nạn nổi. Lục Tinh Tuyết rưng rưng nước mắt, "Bố à, anh ấy đang bị mất trí nhớ, chỉ tạm thời ở lại đây thôi." Khi nào anh ấy nhớ lại sẽ đi mà. Đúng đấy ạ, à, bác đừng giận nữa, sau này anh ấy khôi phục trí nhớ mà không chịu đi thì cháu sẽ là người đầu tiên đuổi đi. Mục Thiên Thiên lo lắng lên tiếng, nói đỡ cho chị họ mình, bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này cháu sẽ luôn ở đây, chị họ nhất định sẽ không sao đâu ạ. À. Lục Xuyên hừ lạnh, không đáp lời cô ta mà nhìn Lục Tinh Tuyết, nói, bố không cần biết con nghĩ gì, hôm nay đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lục cho bố. Bố... Hai mắt lục tinh tuyết đỏ hoe, anh ấy được con cứu, bây giờ mất trí nhớ, con phải chờ đến khi anh ấy khôi phục trí nhớ mới để anh ấy đi được. Bố cũng biết con đã quyết định chuyện gì thì sẽ không đổi ý mà, xin bố tha lỗi cho con. Thái độ của cô ta rất kiên quyết. Dương Thanh lặng lẽ nhìn mọi chuyện đang diễn ra, thật sự rất ấm lòng. Tinh Tuyết, cô đừng cãi nhau với bác trai nữa, tôi sẽ rời khỏi đây. Thinh Linh, anh lên tiếng. Tuy không biết mình có thể đi đâu, nhưng Dương Thanh hiểu rằng mình mà tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ mang phiền phức đến cho Lục Tinh Tuyết mà thôi. Dù không được ở đây thì anh cũng đâu đến mức bị chết đói, ra công trường lao động tay chân cũng kiếm được miếng cơm ăn mà. Nói xong, Dương Thanh xoay người muốn ra ngoài. "Này anh." Lục Tinh Tuyết hốt hoảng cản anh lại, quyết đoán nói, "Tôi là người cứu anh, tôi không cho phép anh đi khi chưa lấy lại được trí nhớ." "Tinh Tuyết." Dương Thanh vừa định khuyên bảo thì bị cô ta ngắt lời, "Tôi không cho anh đi đâu." mục thiên thiên nhìn anh rồi lại nhìn lục xuyên đang trên bờ nổi cơn tam bành lòng vô cùng sốt ruột bác à bác cho anh ấy ở lại đây một thời gian đi cháu thể với bác nhất định sẽ không rời chị họ nửa bước mục thiên thiên không biết nên khuyên giải thế nào chỉ đành nói như vậy nhưng lục xuyên không hề để ý đến cô ta thứ bất hiếu ông ta tiến lên giơ tay muốn tát vào mặt của lục tinh tuyết giận dữ hét lên cậu ta phải xéo ra khỏi đây cô ta sững sờ nhìn bàn tay của bố cách mặt mình ngày càng gần từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ bị bố đánh cả cái tát này sắp sửa rơi xuống thì đột nhiên lục tinh tuyết thấy một người xông tới che trước mặt mình chát tiếng bạt tai chát chúa vang lên anh anh lục tinh tuyết và mục thiên thiên thất thanh hét lên lục xuyên cực kỳ kinh ngạc không ngờ dương thanh lại có thể chịu được cái tát này vừa rồi rõ ràng dương thanh còn đứng cách đây mấy mét cơ mà sao lại nhanh như vậy được? điều mà lục tinh tuyết và mục thiên thiên quan tâm thì không phải tốc độ của dương thanh. hai cô gái sốt sáng nhìn về phía dương thanh. nhất là lục tinh tuyết nhìn bóng lưng vững trái trước mặt mình, nơi sâu thẳm nào đó trong lòng như rung động. bác trai, bác muốn đánh thì cứ đánh cháu ạ. À. tinh tuyết cũng vì muốn đợi cháu khôi phục trí nhớ mới đưa cháu về nhà họ lục ở tạm thôi. dương thanh nghiêm túc nói, nếu bác cảm thấy cháu ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy thì cháu sẽ đi ngay dứt lời anh không chờ lục xuyên đáp lại mà bước đi lập tức này anh lục tinh tuyết sốt sắng chạy đến chộp lấy tay dương thanh nghẹn ngào nói tôi đã nói không được tôi cho phép thì anh không thể đi rồi mà hơn nữa bây giờ anh đang mất trí nhớ dù tôi cho anh đi thì anh có thể đi đâu được ra ngoài đó anh biết sống sao nét mặt dương thanh trở nên chua sót cô gái tốt bụng này cái gì cũng tốt cả chỉ là quá cố chấp một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm cô ta đổi ý nhưng nếu anh không đi thì sẽ trở thành rắc rối cho cô gái này. Lục Xuyên không xua đuổi Dương Thanh nữa mà nhìn anh chầm chầm như đang suy tư điều gì. Phịch, ngay lúc này, lục tinh tuyết quỷ xuống dưới chân ông ta. Cảnh tượng này làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Bố à, từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ xin bố điều gì. Lần này con cầu xin bố bỏ qua, cho anh ấy ở lại đây. Cô ta van này, con hứa với bố là anh ấy sẽ không gây ra rắc rối gì khi ở đây đâu ạ. À khi nào anh ấy khôi phục trí nhớ hoặc tìm ra người nhà con nhất định sẽ để anh ấy đi con chỉ cầu xin bố cho con một thời gian thôi audio điện tử võ tấn bền sau khi thăm dò biết được thực lực của dương thanh rất mạnh lục xuyên nhanh chóng rời đi vừa ra khỏi biệt thự ông ta lập tức tìm đến chủ nhà họ lục bố ơi con có một tin tốt cho bố đây lục xuyên hào hứng nói với chủ nhà họ lục ồ tin tốt gì có thể làm con kích động như vậy lục nguyên thông rất ngạc nhiên Lục Xuyên được chính mình chỉ định làm chủ nhân tương lai của nhà họ Lục nên lão biết đứa con trai này chưa một lần nào mất bình tĩnh như bây giờ. Lục Xuyên vội vàng báo cáo, Tinh Tuyết mang về một cao thủ rất mạnh, ít nhất ở vương cảnh trung kỳ, có thể là vương cảnh hậu kỳ nữa đấy ạ. À. Sao cơ? Lục Nguyên Thông đang ngồi trên ghế mây, nghe thế thì thẳng thốt đứng bật dậy. Con nói Tinh Tuyết mang một cao thủ có thực lực ít nhất là vương cảnh trung kỳ, thậm chí còn có thể là vương cảnh hậu kỳ về nhà sao? Thấy lão kinh ngạc như thế, Lục Xuyên gật đầu, chính xác 100% ạ, à, mới vừa rồi thôi, hai cao thủ bố cho con cùng hợp sức mà vẫn bị cậu nhóc đó đánh bại chỉ trong tích tắc, đến bây giờ họ vẫn còn đang hôn mê. Hiện nay nhà họ Lục đang đứng trên bờ sụp đổ, chính vì vậy mà họ không ra mặt khi Lục Tinh Tuyết bị Lý Tấn của nhà họ Lý quấy rối. Không phải không muốn ngăn cản mà là không dám. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc hùng mạnh nhất Ninh Châu, Lý Tấn lại là cháu trai xuất chúng của gia tộc này. Tình thế của nhà họ Lục đã gay gâu rồi mà chọc giận nhà họ Lý nữa thì xem như tiêu đời. Sở dĩ nhà họ Lục còn có thể miễn cưỡng được xếp vào những dòng họ thế phiệt chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia là vì có nền tảng sâu, các gia tộc khác mới chưa dám động vào. Còn về nguyên nhân nhà họ Lục suy sụp trầm trọng như vậy là do đã nhiều năm không bồi dưỡng ra được một cao thủ vương cảnh hậu kỳ nào, cả cao thủ vương cảnh trung kỳ cũng chỉ lác đác mấy người. Giá như bọn họ có một cao thủ vương cảnh hậu kỳ thì đã không lưu lạc đến cảnh ngộ hôm nay. Nếu là trước kia thì không dám nói là ngang ngửa được nhà họ Lý, nhưng ít ra thì có thể giành được vị trí dòng họ quyền thế nhất chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia. Vì vậy nên Lục Nguyên Thông mới thẳng thốt khi biết được Dương Thanh có khả năng là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Lục Xuyên cũng vô cùng kích động, gật đầu liên tục, thưa bố, toàn bộ những gì con nói đều là thật, nếu bố không tin thì con sẽ bảo cậu nhóc đó đến gặp bố ngay. Đừng làm vậy, Lục Nguyên Thông vội vã ngăn cản, nếu cậu ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ thật thì sao lại để cậu ấy tới gặp bố được dẫn bố đi gặp cậu ấy đi vâng ạ à, không lâu sau đó hai bố con đến nhà của lục tinh tuyết ông nội sao ông lại đến đây ạ à? thấy lục nguyên thông và lục xuyên cùng nhau đến lục tinh tuyết rất ngạc nhiên chưa bao giờ ông nội đến nhà cô ta cả tinh tuyết cậu nhóc ấy đâu rồi lục xuyên tươi rói hỏi bác trai bác tìm cháu ạ à. dương thanh ra khỏi phòng lễ phép hỏi ông ta Cậu nhóc, đến đây nào? Lục Xuyên gọi anh đến, giới thiệu với Lục Nguyên Thông, bố, đây là cậu nhóc mà con kể với bố. Lục Nguyên Thông ngẩn người, quan sát Dương Thanh từ đầu đến chân rồi tức giận hỏi ông ta, cao thủ vương cảnh mà con nói với bố là tên nhóc mặt mũi non trẹt này à? Lục Xuyên biết lão thấy Dương Thanh quá trẻ nên không tin. Ông ta bèn giải thích, bố đừng sốt ruột, bảo cậu ấy thể hiện một chút là biết ngay thôi. Tuy hơi bực dọc nhưng Lục Nguyên Thông cũng biết Lục Xuyên không phải loại người ăn nói lung tung, thế là ra lệnh cho cao thủ đang đứng sau lưng mình, ông đi thử xem. Vâng, người đó tiến lên. Ông nội, Lục Tinh Tuyết vừa thấy cao thủ kia thì giật mình, đứng trước mặt Dương Thanh như gà mẹ bảo vệ con, nói: "Anh ấy vẫn chưa khỏe lại mà, ông nội định làm gì vậy?" Cô ta biết cao thủ này là ai, đó là người mạnh nhất nhà họ Lục, nghe nói tu vi đã đến vương cảnh trung kỳ. Mà cao thủ mạnh nhất của nhà họ Lý thì chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ là cùng. Tuy là Dương Thanh đã đánh bại hai vệ sĩ của Lục Xuyên chỉ trong giây lát nhưng hai người đó chẳng là gì so với cao thủ trước mắt cả. Tinh tuyết, con đứng qua một bên đi, Lục Xuyên vội vàng trách móc. Dương Thanh cũng an ủi, tinh tuyết, cô đừng lo, tôi không sao đâu. Hừ, cao thủ nhà họ Lục cười khẩy, nhóc con, cậu cuồng vọng quá rồi đấy. Được vinh danh là người mạnh nhất nhà họ Lục, ông ta cũng có lòng kiêu hãnh dương thanh vốn không có ý gì chỉ có cảm giác cao thủ mạnh nhất trước mặt cũng chỉ tầm tầm như hai tên vệ sĩ do lục xuyên mang đến thôi tinh tuyết cháu tránh ra đi ông chỉ muốn thử cậu ấy một lần thôi sẽ không làm cậu ấy bị thương đâu lục nguyên thông lên tiếng lục tinh tuyết nghe ông nội nói vậy mới lùi lại nhưng trên mặt vẫn có nét lo âu nhóc con đánh trước đi nếu không sẽ không còn cơ hội nào đâu cao thủ nhà họ lục ngạo nghễ nói với dương thanh anh bất đắc dĩ lắc đầu, thôi hay là ông đánh trước đi. Dương Thanh lo mình vừa đấm một phát thì lại làm người ta ngất như vừa rồi. Cậu không biết phải trái như vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Ông ta quát lớn, dậm chân xuống đất sông về phía anh. Mạnh quá, lục xuyên sùng bái nhìn cao thủ kia, ông tề lại mạnh hơn rồi. Lục Nguyên thông cũng hài lòng gật đầu, nếu không có ông ấy thì có lẽ nhà họ lục ta đã bị rớt khỏi hàng gia tộc hàng 2 rồi. Anh cẩn thận nhé, mục thiên thiên hô to nhìn thấy dương thanh sắp bị cao thủ nhà họ lục đánh trúng cô ta nắm chặt tay trong mắt tràn đầy sự lo lắng lục tinh tuyết lo anh sẽ lại bị thương trên đường từ bệnh viện về nhà dáng vẻ đau đớn ôm đầu của dương thanh làm cho cô ta thấy mình như đau lây lục tinh tuyết thật sự rất thương người đàn ông này không muốn thấy ai làm hại đến anh này anh lục tinh tuyết không kìm được hét lên vì cô ta nhận ra dương thanh không hề định tránh né cứ đứng yên tại chỗ ban đầu lục nguyên thông còn rất phấn khởi giờ thì thất vọng lắc đầu, còn tưởng là một cao thủ, bố nghĩ nhiều rồi. Cậu ta còn quên cả việc tránh né, rõ là bị ông tề dọa sợ rồi. Lục Xuyên cũng sững sờ, sao lại vậy? Vừa rồi nhìn thấy Dương Thanh chớp nhoáng đánh bại hai tên vệ sĩ, ông ta đã khẳng định cảnh giới võ thuật của anh ít nhất nằm ở vương cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ có vẻ còn không có cả phản xạ của vương cảnh sơ kỳ nữa. Chẳng lẽ ông ta bị hoa mắt, ầm, um, ngay lúc đó, nắm đấm của cao thủ nhà họ lục hung hãn rơi xuống gì cơ cản được à không thể nào lục xuyên và lục nguyên thông trợn to hai mắt vẻ hoảng sợ hiện lên rất rõ dương thanh vẫn đứng tại chỗ chỉ đưa một tay ra đỡ lấy toàn bộ cú đấm của ông tề thậm chí còn không hề lùi lấy nửa bước anh vẫn đứng yên như thế không nhúc nhích như thể đòn công kích của ông tề chỉ là gãi ngứa ông ta cũng ngỡ ngàng không dám tin trời đất sao lại vậy chứ dương thanh bình tĩnh nói ông không phải đối thủ của tôi đâu không thể nào ông tề tức khắc giận dữ lại dùng sức tung một quyền tới tôi là cao thủ mạnh nhất nhà họ lục sao lại thua trong tay cậu được ông ta gào lên nắm đấm theo sát mà đến phịch nhưng cú đấm này vẫn bị dương thanh cản lại một cách dễ dàng không hề mất sức cho đến lúc này ông tề mới nhận ra dương thanh thật sự rất mạnh ông ta đã nhìn lầm rồi lục nguyên thông và lục xuyên vô cùng chấn động ông tề là người mạnh nhất nhà họ lục với thực lực vương cảnh trung kỳ mạnh mẽ thế mà lại quá yếu đối với dương thanh chấm nghe thấy ông tề thừa nhận mình thua dương thanh lục nguyên thông mới lấy lại tinh thần hồ hởi nói tốt 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 vì quá kích động nên cả người lão đều run lên nhiều năm về trước nhà họ lục mới là gia tộc mạnh nhất ninh châu đến cả nhà họ lý cũng không phải đối thủ của họ nhưng từ khi lục nguyên thông tiếp nhận vị trí chủ gia tộc nhà họ lục càng ngày càng suy sút những cấp dưới trung thành thì phản bội hoặc bỏ đi. Người bằng lòng ở lại hiện giờ chỉ còn lại một mình ông Tề. Chính vì vậy mà Lục Nguyên Thông rất kính trọng ông ta. Chủ gia tộc, tôi xin lỗi. Ông Tề ái náy đi đến trước mặt lão, hơi cúi người xuống. Lục Nguyên Thông vội vàng lắc đầu, ông nặng lời quá, chỉ là một trận so tài thôi, đừng bận tâm về nó. Sau khi an ủi ông Tề, lão lại gần Dương Thanh, vui mừng nói, cậu nhỏ, sau này cứ ở lại nhà họ Lục đi, tôi nhất định không bạc đái cậu đâu lục xuyên cũng nhanh chóng thể hiện lập trường sau này cần tôi giúp gì thì cậu nhỏ cứ nói nhé nét mặt của dương thanh vẫn không đổi khi thấy thái độ của hai bố con trở nên nhiệt tình nhưng dù sao họ cũng là bố và ông nội của lục tinh tuyết nên anh lễ phép đáp vâng cháu cảm ơn bác trai và ông chủ lục ạ à. ông thấy cháu cũng ngang tuổi tinh tuyết gọi ông chủ lục thì xa lạ quá từ giờ cháu cứ gọi là ông nội như tinh tuyết đi lục nguyên thông mau chóng sửa xưng hô lục xuyên nghe thấy lời này của lão thì giật mình nhìn dương thanh rồi lại nhìn lục tinh tuyết bỗng dưng thấy xứng đôi thế nào nhà họ lục hiếm con trai nếu hai người có thể kết hôn thì rất có lợi cho gia tộc rõ ràng lục nguyên thông cũng có suy nghĩ đó mục thiên thiên đang đứng cạnh lục tinh tuyết cũng ngẩn ra đây còn là chủ nhà họ lục và chủ gia tộc tương lai mà họ biết ư thôi bọn ông không quấy dày chuyện của mấy đứa sống với nhau thật vui nhé lục nguyên thông vội vàng kéo lục xuyên rời khỏi đây sau khi họ đi biệt thự trở về với sự yên tĩnh thường ngày chị à trước khi đi ông bảo hai người sống với nhau thật vui có phải là ẩn ý hai người nên hẹn hò rồi không mục thiên thiên chợt hỏi ơ ờ, lục tinh tuyết sững sờ một lát rồi mặt đỏ như gấc giận dỗi nói thiên thiên em lại nói linh tinh rồi chị không cho em đi mua sắm nữa đâu kìa chị em có nói linh tinh đâu ý ông là thế mà mục thiên thiên ấm ức đáp chợt đảo mắt một vòng nhìn dương thanh hỏi anh này tôi hỏi anh trả lời nhé, chỉ cần nói phải hay không phải là được. Dương Thanh không rõ cô ta định làm gì, gật đầu, được. Chị Tinh Tuyết đẹp lắm đúng không? Anh gật đầu ngay, đúng. Chị Tinh Tuyết cũng tốt bụng lắm đúng không? Mục Thiên Thiên lại hỏi. Dương Thanh vẫn gật đầu, đúng. Anh cũng thích chị ấy đúng không? Cô ta chợt nói thật nhanh. Đúng, Dương Thanh đáp lại theo phản xạ. Chị ơi, chị nghe thấy chưa? Anh ấy nói thích chị kia. Mục Thiên Thiên mừng rỡ kéo tay Lục Tinh Tuyết, hào hứng reo lên anh ấy lợi hại như vậy hai người mà kết hôn thì không ai dám bắt nạt chị đâu lý tấn lý tần gì đó chỉ là một hạt bụi so với anh ấy thôi quyết định như vậy đi hôm nào em sẽ nói ông lục tổ chức lễ kết hôn cho hai người giờ chọn ngày lành vào lễ thất tịch năm nay nhá tính ra thì hình như còn một tháng nữa thôi hơi gấp nhưng mà không sao hai người tâm đầu ý hợp thì gì cũng chơi tất mục thiên thiên nói nguyên một tràng không cho dương thanh và lục tinh tuyết cơ hội lên tiếng thiên thiên, em nói gì vậy hả? Lục tinh tuyết lúng túng, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng, thờ hồn hển nói, chị và anh ấy mới biết nhau có một tuần, làm gì tới mức nói chuyện cưới hỏi chứ? Nhưng bản thân cô ta không chú ý đến việc mình lấy lý do là hai người vẫn chưa tiến xa đến mức nói chuyện cưới xin chứ không phải nguyên nhân nào khác. Có sao đâu, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ, một người đàn ông hoàn hảo thế này không phải vừa khớp với đối tượng kết hôn lý tưởng của chị sao? Mục thiên thiên hí hửng cười, hơn nữa còn hơn một tháng mới đến ngày kết hôn mà, hai người có thể vun đắp tình cảm trong thời gian này đó. Được hơn nữa thì tạo em bé cho em chơi cùng luôn. Cô ta nở nụ cười ám muội Lục tinh tuyết cực kỳ xấu hổ, hồng hộc nói, em. Nhưng chỉ được một chữ, không biết phải nói gì tiếp theo. Mà bản thân cô ta cũng không nhận ra mình vừa lén nhìn Dương Thanh. Anh này, anh thấy thế nào về việc này? Mục thiên thiên cười híp mắt nhìn Dương Thanh, hỏi lần này lục tinh tuyết không ngăn cản mà trái lại còn đưa mắt nhìn anh dường như trong ánh mắt mang theo sự mong đợi sinh ra trong một gia tộc lớn cô ta hiểu bản thân không thể tự quyết định hôn nhân của mình mà chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào hai người chỉ mới biết nhau một tuần ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian này cô ta không thấy ở dương thanh có điểm gì đáng ghét cả quả thật là khác một trời một vực so với tên lý tấn cứ mãi dây dưa với cô ta nếu được lựa chọn ai trong hai người lục tinh tuyết nhất định sẽ chọn dương thanh vừa rồi dương thanh bị mục thiên thiên gài bẫy nên ngẩn người thật lâu vội vàng nói thiên thiên à cô đừng nói vậy tôi quý tinh tuyết cũng như quý cô hai người như em gái tôi vậy tôi không có mấy suy nghĩ đó với tinh tuyết đâu những lời này đều là thật lòng mấy ngày nay lục tinh tuyết và mục thiên thiên luôn ở bên chăm sóc cho anh hai cô đều rất tốt bụng đang mất trí nhớ mà được hai người giúp đỡ dương thanh thật sự vô cùng cảm kích nhưng anh không có suy nghĩ kết hôn với lục tinh tuyết. Cho dù muốn lấy vợ sinh con thì ít nhất cũng phải chờ đến khi khôi phục trí nhớ đã. Nghe Dương Thanh nói vậy, sắc mặt lục tinh tuyết cứng lại, ánh mắt trở nên buồn bã, ửng đỏ lên. Tôi về phòng sửa soạn đây, hai người cũng chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài. Lục tinh tuyết dưng dưng nói. Dứt lời, cô ta bước nhanh về biệt thự. Lần này Mục Thiên Thiên không nói gì, nhận ra cảm xúc của lục tinh tuyết không được ổn định sau khi nghe câu trả lời của dương thanh anh đúng là thẳng như ruột ngựa chẳng lẽ anh không biết chị họ tôi có ý với anh mục thiên thiên tiếc rèn sắt không thành thép hung dữ nói sao còn chưa đi an ủi chị ấy dương thanh bình tĩnh đáp thiên thiên sau này đừng nói đùa như vậy nữa tôi và tinh tuyết mới biết nhau một tuần sao cô ấy thích tôi được hơn nữa bây giờ tôi cũng không có ý định yêu đương nói đến đây nét mặt anh trở nên lo lắng dù sao thì tôi cũng đang mất trí nhớ, cái gì cũng quên hết rồi, giờ mà yêu đương với Tinh Tuyết, sau này sực nhớ ra tôi đã kết hôn thì biết làm sao. Vậy chẳng phải tôi hại cô ấy rồi ư? Nghe Dương Thanh nói vậy, Mục Thiên Thiên sững sờ, lúc này cô ta mới hiểu được mình phạm lỗi lớn thế nào. Mục Thiên Thiên cực kỳ sùng bái Dương Thanh, cũng thật lòng muốn thấy Lục Tinh Tuyết được hạnh phúc. Nhưng nếu Dương Thanh đã có vợ, có con như anh giả sử thì sao? Sau này vợ của Dương Thanh tìm đến thì Lục Tinh Tuyết biết làm sao đây? Chẳng qua, Mục Thiên Thiên hiểu một điều rằng có lẽ chính Lục Tinh Tuyết cũng không nhận thấy được mình đã phải lòng anh rồi. Anh đúng là được ông trời phái xuống để hành hạ chị ấy mà. Mục Thiên Thiên bực mình chừng mắt nhìn Dương Thanh rồi xoay người trở về phòng. Anh gượng cười, lắc đầu. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Lục Nguyên Thông. Bố à, con thật sự không ngờ cậu nhỏ lại mạnh đến vậy, ngay cả ông Tề cũng không đấu lại cậu ấy. Lục Xuyên kích động nói. Lục Nguyên Thông gật đầu tán thành, cũng phấn khởi không kém gì ông ta, nói với ông Tề ở bên cạnh, "Ông Tề, ông thấy thực lực của cậu nhỏ nằm ở đâu?" Ông Tề lắc đầu, nghiêm túc đáp, "Tôi mà dùng hết sức thì kể cả cao thủ Vương Cảnh Hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đỡ được, thế mà điều đó lại quá dễ dàng với cậu nhỏ." "Chứng tỏ thực lực của cậu ấy ít nhất nằm ở Vương Cảnh Hậu kỳ, nhưng tôi có cảm giác thực lực thật sự của cậu ấy cao hơn chúng ta nghĩ." Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều cực kỳ ngạc nhiên. "Ông Tề" ý ông là cậu nhỏ có thể là cao thủ vương cảnh đỉnh phong sao lục xuyên ngập ngừng hỏi ông tề gật đầu hô hấp của hai bố con trở nên gấp gáp một cao thủ vương cảnh hậu kỳ là đã có thể đưa nhà họ lục lên vị trí vượt xa hiện nay giả sử thực lực của dương thanh đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong thì mục tiêu nằm trên đỉnh ninh châu không còn xa nữa bố lần này chúng ta nhặt được báu vật rồi lục xuyên kích động nói chỉ cần có thể khiến cậu nhỏ ở lại nhà họ lục thì nhà họ Lý và nhà họ Trương cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Hai mắt lục nguyên thông hơi sáng lên, lão ta im lặng một hồi bỗng hỏi, con nói xem nếu cậu nhỏ và tinh tuyết kết hôn nhà họ Lục sẽ thế nào. Lục xuyên nghe vậy kinh ngạc tổn độ, sau đó lại kích động nói, nếu cậu nhỏ thật sự kết hôn với tinh tuyết dù nhà họ Lý hay nhà họ Trương cũng phải cúi đầu xưng thần. Bởi vì trong gia tộc của bọn họ cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Còn chúng ta, chỉ cần một cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng có thể chèn ép hai gia tộc họ Lý và họ Trương. Trong mắt Lục Nguyên Thông tràn đầy mong chờ, nếu ngay cả ông Tề cũng nghĩ thực lực của cậu nhỏ rất có thể là vương cảnh đỉnh phong vậy chúng ta nhất định phải nghĩ cách giữ cậu ấy ở lại nhà họ Lục. Lục Xuyên gật đầu, "Bố, con sẽ tìm Tinh Tuyết nói chuyện, bảo con bé phải dùng mọi cách để được ở bên cậu nhỏ." Dương Thanh không hề biết anh đã được trong nhà Lục Xuyên xem là con rể của nhà họ Lục lúc này anh đang ở trong phòng khách chờ lục tinh tuyết và mục thiên thiên đi ra trong lúc dương thanh đang ngồi đợi thì mục thiên thiên gõ cửa phòng lục tinh tuyết đi vào chị sao chị lại khóc mục thiên thiên phát hiện hai mắt lục tinh tuyết đỏ hoe rõ ràng là vừa khóc xong lục tinh tuyết vội xoay đầu đi chị không có khóc mối quan hệ của mục thiên thiên và lục tinh tuyết rất tốt đương nhiên cô ta nhận ra tâm trạng khác thường của lục tinh tuyết cô ta đi tới bên cạnh lục tinh tuyết sau đó đột nhiên vươn tay ôm chị họ vào lòng, khẽ nói, "Chị, chị đừng buồn, không phải anh ấy không thích chị, mà vì bây giờ anh ấy đã mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện, cho nên không dám quá gần gũi chị." Anh ấy sợ mình đã kết hôn sinh con, sợ ngày nào đó anh ấy nhớ lại, chắc chắn sẽ khiến chị tổn thương. Vì thế Sở Dĩ anh ấy nói vậy là vì sợ làm chị tổn thương. Nghe Mục Thiên Thiên nói vậy, tâm trạng của Lục Tinh Tuyết tốt hơn rất nhiều, vô thức hỏi, "Anh ấy nói vậy thật sao?" mục thiên thiên gật đầu chị anh ấy nói vậy đấy thấy tâm trạng của lục tinh tuyết đã khá hơn mục thiên thiên cũng yên tâm hơn nhiều cô ta cười híp mắt nói chị có phải chỉ thích anh ấy không thiên thiên lục tinh tuyết đỏ mặt gắt giọng hi hi em hiểu mà mục thiên thiên cười nói biết được sở dĩ dương thanh không muốn yêu đương với mình là vì anh sợ tổn thương mình nên tâm trạng của lục tinh tuyết cũng tốt hơn nhanh chóng trải đầu trang điểm dương thanh ngồi một mình trên sofa trong phòng khách trong lòng hơi lo lắng tuy anh không tự kỷ đến mức cho rằng lục tinh tuyết sẽ thích mình trong thời gian rắn như vậy nhưng lúc nãy khi lục tinh tuyết rời đi hình như tâm trạng của cô ta rất kém vì vậy dương thanh hơi lo đợi đúng nửa tiếng rốt cuộc cũng nghe tiếng bước chân vang lên dương thanh vội đứng dậy chỉ thấy hai cô gái trang điểm xinh đẹp đang dắt tay nhau đi về phía này hai người đó chính là lục tinh tuyết và mục thiên thiên Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên vốn là những cô gái có giá trị nhan sắc siêu cao, lúc này sau khi đã trang điểm tỉ mỉ xong, quả thật càng xinh đẹp tuyệt trần, hơn xa các cô diễn viên được yêu thích trên điện ảnh. Anh đừng nhìn nữa, nếu nhìn nữa chị Tinh Tuyết sẽ xấu hổ chết mất." Mục Thiên Thiên cười hi ha nói. Dương Thanh nhất thời đỏ mặt, cười nói, "Hai chị em cô thật sự rất xinh đẹp." Mục Thiên Thiên cười đắc ý nói, "Đương nhiên rồi, anh cũng không nhìn xem hai chị em chúng tôi là ai chứ?" Có được lời khen của Dương Thanh, Lục Tinh Tuyết vui như Tết. Nửa giờ sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi dừng lại ở quảng trường Ninh Châu. Quảng trường Ninh Châu là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng xa xỉ. Một đoàn ba người có giá trị nhan sắc cực cao này vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh mắt của người khác. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đã quen với cảnh tượng này từ lâu, nên không cảm thấy khác lạ, ngược lại Dương Thanh rất không tự nhiên khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Chị chị thấy bộ vest màu trắng kia thế nào? Lúc đi ngang qua cửa hàng vest xa chê, Mục Thiên Thiên bất ngờ chỉ vào bộ quần áo trên người ma nơ canh ở lối vào cửa hàng, vui vẻ nói. Được đấy, mua đi. Lục Tinh Tuyết cũng rất hài lòng, trực tiếp bảo người phục vụ gói lại. Tinh Tuyết. Dương Thanh vừa muốn ngăn cản nhưng không kịp vì Lục Tinh Tuyết đã quẹt thẻ luôn rồi. Những nhân viên trong cửa hàng nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt rất khác lạ. Giống như Dương Thanh là anh chàng trai bao của Lục Tinh Tuyết đôi giày da này cũng đẹp lắm, mua đi. Sợi dây lưng này mua luôn. Chiếc áo sơ mi này rất đẹp, gói lại đi. Sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trên tay Dương Thanh đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Từ quần áo mặc bên ngoài đến đồ lót bên trong, mỗi thứ đều mua vài bộ. Dương Thanh đã rất cố gắng ngăn cản nhưng không có tác dụng, hễ lục tinh tuyết và mục thiên thiên chấm được món nào là mua liền món đó. Tinh tuyết, thiên thiên, đủ rồi, đủ thật rồi, Quần áo nhiều như vậy, đủ tôi mặc mấy năm rồi." Dương Thanh bất đắc dĩ nói, "Nếu không, mua cho hai người đi." Từ nãy đến giờ hai cô gái này chỉ lo mua đồ cho anh, không mua một món nào cho bọn họ. Dương Thanh cũng thấy rất ngại. Hai cô gái này đã cứu mạng anh, bây giờ anh còn sống trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết, đã vậy lúc này cô ta còn mua đồ cho anh nữa. Nhân viên bán hàng đều coi anh là trai bao rồi. Có bao nhiêu đây sao mà đủ?" Mục Thiên Thiên vội nói. Anh chỉ cần đi theo chúng tôi là được, còn việc tính tiền để chúng tôi lo." Khóe miệng Dương Thanh giật giật, nhưng không nói gì chỉ đành đi theo hai cô gái này tiếp tục mua sắm. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên dường như không biết mệt, bọn họ không ngừng dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng khác cả buổi sáng. Cuối cùng vẫn là do Mục Thiên Thiên đói bụng, lúc này hai cô gái mới chịu dừng lại, dẫn Dương Thanh đi ăn trưa. Sau buổi cơm trưa, lại tiếp tục đi dạo phố, chỉ là lần này đỡ hơn rồi bọn họ không mua đồ cho Dương Thanh nữa, mà là mua cho bọn họ. Lại là một chiều chỉ dành cho việc mua sắm nhưng điều khiến Dương Thanh ngạc nhiên là ngay cả anh cũng thấy mệt mỏi buồn ngủ, nhưng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên không hề biết mệt, lúc nào vẻ mặt cũng bừng bừng sức sống. Này anh, sau này hai chúng tôi ra ngoài không cần lo lắng nữa, bởi vì cuối cùng cũng có người sách đồ giúp chúng tôi rồi. Trên đường trở về Mục Thiên Thiên cười vui vẻ nói. Dương Thanh cạn lời nói, sau này tôi có thể không đi dạo phố với hai người nữa được không? Không thể, không thể. Hai cô gái cực kỳ ăn ý cùng thốt lên. Đúng lúc này, Dương Thanh có cảm giác nguy hiểm, nhất thời trao mày nhìn kính chiếu hậu, lạnh giọng nói, phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Mục thiên thiên nóng này, ai mà lớn gan như vậy, lại dám theo dõi chúng ta, bọn họ chán sống rồi sao? Lục tinh tuyết hơi lo lắng nói, chắc không phải là người của Lý Tấn chứ. Tăng tốc, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Tài xế không nói không rằng, đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao nhanh như bay. Nhưng chiếc xe phía sau cũng bỗng tăng tốc theo. Quả nhiên có vấn đề. "Danh con, tao đã điều tra rồi, mày chỉ là một thằng vô dụng mất trí nhớ được Tinh Tuyết cứu về tuần trước. Cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho mày." Lý Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày có biết Tinh Tuyết là vợ chưa cưới của tao không hả? Mày dám làm ô uế thanh danh của cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu." dứt lời, hắn ta phất tay, đánh phế nó cho tao. Vâng, hai gã vệ sĩ khôi ngô nghe lệnh, lập tức xông về phía Dương Thanh. Ông Vương hoảng hốt vội vàng che chắn trước người anh, cả giận nói, con mẹ nó cậu mau cút đi cho tôi. Ông ta thật sự nổi giận. Bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, Dương Thanh còn dám chọc giận Lý Tấn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Sau đó, ông ta lao vọt lên. Vèo, nhưng tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn ông ta chưa kịp xông tới đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố bịch bịch hai tiếng và đập nặng nề liên tiếp vang lên hai vệ sĩ nghe lệnh lý tấn đánh dương thanh đều phun máu bay ngược ra như đạn pháo cái gì sao lại như thế sao cậu ta lại mạnh như vậy chấm người nhà họ lý đều sợ ngây người vẻ mặt khó tin nhất là lý tấn hắn ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi vệ sĩ của hắn ta đều là cao thủ của nhà họ lý Hai người vừa bị Dương Thanh đánh bay là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Trong nhà họ Lý chỉ có dòng chính như hắn ta mới có tư cách được hai cao thủ vương cảnh đi theo bảo vệ. Vậy mà giờ đây, bọn họ đều bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Ông Vương đang định lao lên nghênh chiến cũng ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ông ta chỉ biết quan hệ của Dương Thanh và Lục Tinh Tuyết rất tốt, nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy có thể dễ dàng đánh bay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thì ít nhất thực lực của anh cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Bản thân ông ta cũng là vương cảnh sơ kỳ. Nếu đối đầu Dương Thanh, chẳng phải ông ta sẽ không chịu nổi một đòn sao? Nghĩ lại mình vừa chế nhạo Dương Thanh, ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Anh vừa nói muốn đánh phế tôi sao? Dương Thanh lạnh lùng bước từng bước về phía Lý Tấn. Toàn thân Lý Tấn run bần bật, có thể xác định thực lực của Dương Thanh là vương cảnh trung kỳ. Tuy trong nhà họ Lý cũng có mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng hắn ta gặp được cũng phải lễ phép chào hỏi. Hắn ta sợ nhất là Dương Thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới vương cảnh trung kỳ. Loại người này sao có thể tầm thường được? Mày, mày định làm gì? Lý Tấn vừa lùi ra sau vừa lắp bắp nói, "Tao cảnh cáo mày, tao là thiên tài võ thuật thế hệ trẻ của nhà họ Lý, vừa đầy 30 tuổi đã đột phá vương cảnh sơ kỳ. Nếu mày dám làm hại tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy." mày đừng tới đây, đừng tới đây. Dương Thanh bỗng tiến lên một bước, tóm lấy một cánh tay của Lý Tấn, dùng sức vặn. Răng rác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. á, à, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả con đường. đám vệ sĩ nhà họ Lý đều khiếp sợ, không dám xông lên trả thù. đến cả Lý Tấn còn bị Dương Thanh vị ý bẻ gãy tay, huống hồ là bọn họ. lần này tạm thời tha cho anh một mạng. nếu còn dám làm phiền tinh tuyết, tôi sẽ phế sạch cả năm chi của anh. Dương Thanh ham dọa một câu rồi quay người lên xe. Ông Vương ngơ ngác hỏi, chỉ có bốn chi thôi mà. Sao cậu nhỏ lại nói là năm chi? Người nhà họ Lý thấy xe của Lục Tinh Tuyết rời đi mới hốt hoảng chạy lại. Mau đưa cậu chủ đi bệnh viện. Vệ sĩ nhà họ Lý cuống quyết nói. Cút, cút hết cho tao. Lý Tấn nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói, vô dụng. Chúng mày đều là lũ vô dụng. Tao bị thằng nhãi kia bẻ gãy tay mà chúng mày chỉ đứng nhìn. Mấy gã vệ sĩ cúi đầu im lặng. Bọn họ cũng chỉ là vệ sĩ nhà họ Lý mà thôi. Nhưng họ lại cảm giác được sát khí dọa người của Dương Thanh. Nếu bọn họ dám ra tay, không ai dám chắc Dương Thanh có giết luôn họ hay không. Bọn họ không ngốc tới mức hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Lý Tấn, biết rõ không đánh lại được còn khiêu khích anh. Trong xe của Lục Tinh Tuyết, Mục Thiên Thiên sùng bái nhìn Dương Thanh, anh đỉnh thật đấy, chỉ cần ra tay đã trấn áp tất cả, ngầu lắm luôn. Tôi muốn bái anh làm sư phụ anh nhất định phải dạy tôi tập võ. Sau này tôi cũng muốn trở thành cao thủ hàng đầu như anh." Lục Tinh Tuyết nhìn Dương Thanh, trong mắt tràn đầy sùng bái và yêu thương. Từ nhỏ cô ta đã biết sinh ra trong gia tộc lớn không thể tự quyết định số phận của mình. Vậy nên cô ta luôn mong mỏi tìm được một người chồng có thực lực mạnh mẽ. Vậy thì gia tộc cũng sẽ không ép cô ta liên hôn nữa. Sau khi gặp được Dương Thanh, cô ta mới thấy anh chính là người chồng cô ta ước mong từ nhỏ. Nghĩ vậy, mặt cô ta đỏ bừng lên. Chị sao thế, sao mặt chị đỏ vậy? Mục thiên thiên đột nhiên lo lắng nhìn lục tinh tuyết, còn sờ chán cô ta, nghi ngờ nói, có sốt đâu. Chị không sao. Lục tinh tuyết càng đỏ mặt, khẽ đẩy tay mục thiên thiên. Đúng lúc này, Dương Thanh cũng nhìn sang cô ta. Khi chạm phải ánh mắt anh, lục tinh tuyết như một chú nai con hoảng sợ vội vàng quay ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh ngờ vực hỏi, cô sao vậy? mục thiên thiên nhìn dương thanh rồi lại nhìn lục tinh tuyết đang ngượng chín mặt lập tức hiểu ra em biết rồi chị đang nghĩ đến yêu đương thiên thiên lục tinh tuyết tức giận nghiến răng nói em còn dám nói linh tinh nữa chị vứt em xuống xe đấy nhé mặt cô ta đỏ đến mức có thể ép ra nước hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào dương thanh ông vương đang lái xe cũng thầm cảm thán xem ra cô chủ thật sự thích cậu này rồi nhưng nghĩ tới thực lực của dương thanh ông ta không khỏi kích động nếu Dương Thanh nên duyên với Lục Tinh Tuyết, tiền đồ sau này của nhà họ Lục sẽ vô cùng sán lạn. Dù rất vui nhưng ông ta vẫn lo lắng. Dương Thanh đã bẻ gãy tay của Lý Tấn, chắc chắn sẽ chọc giận nhà họ Lý. Với thực lực hiện giờ của nhà họ Lục sao có thể chống đỡ nhà họ Lý đang hưng thịnh. Dương Thanh rất mạnh, thiên phú võ thuật cũng không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ. Chút thực lực này không thấm vào đâu so với cao thủ hàng đầu của nhà họ Lý, từ khi Lý Tấn gặp được Lục Tinh Tuyết, hắn ta không ngừng quấy rối cô ta. Nhà họ Lục không dám làm gì hắn ta, thậm chí còn bị ép phải liên hôn với nhà họ Lý. Những chuyện này đều là sự sỉ nhục với nhà họ Lục. Bây giờ Lục Nguyên Thông đã biết thực lực của Dương Thanh rất có thể là vương cảnh đỉnh phong, sao còn phải sợ nhà họ Lý nữa? Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng ít nhất có thể xác định thực lực của Dương Thanh phải từ vương cảnh hậu kỳ trở lên. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Lý cũng chỉ mới đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Nếu nhà họ Lý có gan động tới nhà họ Lục, Lục Nguyên Thông cũng dám liều mạng. Chủ gia tộc, mặc dù thiên phú võ thuật của cậu ấy rất mạnh nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Nếu cho cậu ấy thêm 10 năm, dù là nhà họ Lý cũng chỉ có phải ngước nhìn. Ông Vương vẫn chưa hết lo lắng, nhưng nếu cao thủ đứng đầu nhà họ Lý ra tay, cậu ấy vẫn chưa đủ sức. Ông Vương đang định nói tiếp thì bị Lục Nguyên Thông ngăn lại nhà họ lục im hơi lặng tiếng quá lâu đến lúc liều mạng rồi cậu cứ yên tâm nhà họ lý còn chưa đủ khả năng diệt nhà họ lục chúng ta đâu nghe vậy ông vương không nói gì thêm chỉ là trong lòng vô cùng kinh hãi ông ta không biết lục nguyên thông lấy đâu ra tự tin nhưng cũng hiểu lão đã dám nói vậy thì chắc chắn vẫn còn thủ đoạn tôi hiểu rồi ông vương gật đầu đáp cùng lúc đó ở nhà họ lý trong căn biệt thự ở chính giữa tòa trang viên rộng lớn một người đàn ông trung niên nghe cấp dưới báo cáo, xa sầm mặt nói, cậu nói Lý Tấn bị một người mới 27-28 tuổi bẻ gãy tay. Ông ta là Lý Đồng Hạ, bố của Lý Tấn, đồng thời cũng là người thừa kế nhà họ Lý. Cấp dưới vội vàng nói, hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ bảo vệ cậu chủ cũng bị cậu ta dễ dàng đánh bại. Lý Đồng Hạ lại nói tiếp, thằng nhóc kia đã bẻ gãy một cánh tay của Lý Tấn. Nếu cứ để yên chuyện này, chắc chắn nhà họ Lý sẽ bị các gia tộc khác chê cười còn có thể làm gì đương nhiên là phải lấy lại danh dự rồi lý sơn lạnh lùng nói đôi mắt tinh danh lóe lên sát khí mãnh liệt một lúc lâu sau anh đột nhiên lẩm bẩm mấy ngày này anh cũng tìm hiểu kỹ càng một vài chuyện dù là ông tề cao thủ mạnh nhất nhà họ lục hay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của lý tấn đều không chịu nổi một đòn của anh nhưng bọn họ lại là cao thủ hàng đầu của nhà họ lục và nhà họ lý quan trọng nhất là anh chưa hề đánh hết sức có lẽ còn chưa dùng đến một phần nghìn sức lực. Chẳng lẽ đến cả cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị anh dễ dàng lấy mạng sao? Hay mình là cao thủ của một gia tộc lớn nào đó? Dương Thanh tự nhủ, nhưng nếu là vậy, trước kia ở đỉnh Ninh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là kẻ nào đánh mình bị thương nặng như vậy? Hiện giờ trong đầu anh như đang có 10 vạn câu hỏi vì sao, có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không hiểu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên lục tinh tuyết nói tôi có thể đi vào không cửa không khóa cô vào đi bấy giờ dương thanh mới lấy lại tinh thần lên tiếng đáp cửa phòng mở ra một dáng người yểu điệu cất bước đi vào không thể không thừa nhận lục tinh tuyết thật sự rất xinh đẹp ngũ quan tinh xảo lại là người của gia tộc lớn có thể nói không một người đàn ông nào không thích cô gái này dương thanh cũng không ngoại lệ nhưng cái thích của anh chỉ là sự thưởng thức cái đẹp đơn thuần cô tìm tôi có việc gì à anh nghi hoặc hỏi thăm lục tinh tuyết nhìn dương thanh mặt ửng đỏ đột nhiên cúi đầu xuống hả dương thanh lại càng nghi ngờ không biết tại sao cô ta lại tìm tới mình còn không chịu nói gì lục tinh tuyết cúi đầu thẹn thùng mặt đỏ như gấc tôi mãi lâu sau cô ta mới lấy hết can đảm định tỏ tình ầm um, ngay lúc ấy bên ngoài truyền tới tiếng nổ vang dội dương thanh lập tức cau mày nói sợ là nhà họ lục gặp chuyện rồi tôi phải ra ngoài một chuyến cô và thiên thiên ở yên trong phòng đừng đi ra ngoài dứt lời anh nhảy ra khỏi cửa sổ anh lục tinh tuyết kinh hãi lắp bắp nhưng lúc này dương thanh đã rời đi lục nguyên thông mau giao hung thủ ra đây tôi sẽ tha cho nhà họ lục một con đường sống giọng nói khí thế vang vọng khắp trang viên nhà họ lục lý đồng hạ anh dẫn người xông vào nhà họ lục như vậy hơi quá đáng rồi đấy tiếp đó lại có một giọng nói khác vang lên lục xuyên vội vàng dẫn theo đội quân tinh nhuệ của gia tộc vọt ra rằng co với người nhà họ lý hừ lý đồng hạ cười lạnh một tiếng mắt lóe lên sát khí lục xuyên người nhà họ lục các anh bẻ gãy tay con trai tôi là lý tấn các anh không định chịu trách nhiệm sao chịu trách nhiệm lục xuyên không hề e sợ cười lạnh nói tôi không đòi nhà họ lý các người chịu trách nhiệm các người còn dám tự tìm tới con trai anh chặn xe của con gái tôi định bắt con bé lại bị đánh cũng là tài nghệ không bằng người ta đáng đời Nghe vậy, sắc mặt Lý Đồng Hạ càng tối sầm, anh muốn chết hả? Người muốn chết là anh, Lục Xuyên hét ẩm lên, mau sông lên, ông ta vừa ra lệnh, mười mấy cao thủ nhà họ lục nhau nhau vọt ra. Một nửa trong số bọn họ có thực lực vương cảnh sơ kỳ. Còn phe Lý Đồng Hạ chỉ có một cao thủ vương cảnh trung kỳ, hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ, còn lại đều có thực lực dưới vương cảnh. Anh đã muốn chết, tôi sẽ cho anh toại nguyện, Lục Xuyên hờ hững nói, ánh mắt nhìn Lý Đồng Hạ như nhìn một kẻ đã chết. Lý Đồng Hạ vô cùng khiếp sợ. Ông ta dẫn người tới chỉ để ham dọa, thuận tiện chèn ép nhà họ lục một chút. Nào ngờ nhà họ lục lại dám khai chiến với mình. Ông ta không hề dẫn theo toàn bộ cao thủ của nhà họ Lý, nếu xảy ra xung đột ở đây chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Không chỉ Lý Đồng Hạ mà những tinh anh trong nhà họ lục cũng cực kỳ kinh ngạc, họ biết thực lực nhà họ lục và nhà họ Lý cách xa nhau nhiều đến thế nào. Thế mà bây giờ Lục Xuyên lại muốn khiêu chiến Lý Đồng Hạ. Lục Xuyên là người thừa kế nhà họ Lục, còn Lý Đồng Hạ lại là người thừa kế của nhà họ Lý, Sau so ra thì tranh lệch lớn vô cùng. Lục Xuyên, anh muốn khai chiến có phải không? Mặt Lý Đồng Hạ âm trầm, cắn răng hỏi. Hừ, Lục Xuyên cười khẩy, anh đã dẫn người đến nhà họ Lục kiếm chuyện rồi mà còn hỏi tôi có phải muốn khai chiến không à? Phải là nhà họ Lý các anh muốn khai chiến chứ? Anh, Lý Đồng Hạ không biết làm sao để phản bác lại câu trào phúng này, tức giận đến mức run rẩy cả người. Lý Đồng Hạ, đừng nói nữa thằng con anh đột một chặn đường con gái tôi làm con bé bị sợ hãi liệu mà nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng để xử lý chuyện này đi lục xuyên lạnh giọng nói cho đến lúc này lý đồng hạ mới nhận ra nhà họ lục thật sự muốn trở mặt với nhà họ lý nếu không thì thái độ của lục xuyên không thể nào đanh thép như vậy được trước đây mỗi lần gặp nhau ông ta đều khúm na khúm núm có khi nào dám sắc sược như hôm nay đâu lẽ nào là vì có cao thủ trẻ đó lý đồng hạ thầm suy đoán trong lúc nhất thời, ông ta có hơi lưỡng lự. Tuy nhà họ Lý mạnh hơn nhà họ Lục nhưng cũng chỉ hơn được một chút, nếu như hai nhà thật sự xảy ra tranh chấp thì phe thua cuộc vẫn là nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lý cũng phải trả giá rất lớn. Xưa nay nhà họ Lý và nhà họ Trương luôn tranh đấu ngoài sáng trong tối để giành vị trí bá chủ Ninh Châu, giờ nhà họ Lục và nhà họ Lý mà trở mặt thành thù thì nhà họ Trương sẽ làm ngư ông đắc lợi, thuận đà giành lấy vị trí đó. Nghĩ đến đây, Lý Đồng Hảo ất nghẹn thanh minh, Lục Xuyên, Hôm nay tôi tới đây không có ác ý gì cả, chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai của tôi thôi. Lý Tấn thằng bé bị người của nhà họ Lục các ông đánh cho tàn phế cơ mà. Hơn nữa, hai gia tộc chúng ta đang chuẩn bị liên hôn, nếu vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ quan hệ thì chẳng phải không đáng lắm sao? Nghe Lý Đồng Hạ nói vậy, ai cũng ngạc nhiên. Nhà họ Lý đang cúi đầu trước nhà họ Lục sao? Bản thân Lục Xuyên cũng giật mình, sở dĩ ông ta tỏ ra cương quyết như thế là vì muốn ép Lý Đồng Hạ ra tay trước. Sau đó nhà họ Lục sẽ đáp trả, như thế mới có lý do chính đáng để khơi mào cuộc chiến. Không ngờ Lý Đồng Hạ lại xuống nước trước. Lục Xuyên cũng chần chừ, chưa biết nên làm thế nào. Hừ, ngay lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên, nhà họ Lý dẫn người đến, ngồi trên đầu chúng tôi rồi mà còn muốn liên hôn à? Bố, chủ gia tộc, sự xuất hiện của Lục Nguyên Thông làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Lý Đồng Hạ nghe thấy câu nói của lão thì mặt mày tái mét. Lục Xuyên đứng ra công khai đối đầu với nhà họ Lý đã đành, bây giờ lại thêm cả chủ nhân của nhà họ Lục nữa là sao? Chú Lục, chú hiểu lầm rồi ạ. À. Lý Đồng Hạ vội giải thích, con trai cháu dám đe dọa tinh tuyết đúng là quá đáng thật. Cháu là bố nó, giận quá nên mới dẫn người đến nhà họ Lục đòi lại công bằng, thật sự là cháu đã quá sốc nổi. Mong chú Lục hãy tha thứ cho sự vô lễ của cháu, đừng nói chuyện này cho bố cháu biết, ông ấy mà biết sẽ không tha cho cháu mất. Lý Đồng Hạ chật vật phan nài. Tuy nhà họ Lục không sánh bằng nhà họ Lý nhưng Lục Nguyên Thông là người cùng thời với Lý Sơn, Lý Đồng Hạ chẳng có gì xấu hổ khi cúi đầu trước lão cả. Lúc này, Lý Đồng Hạ phải ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Không phải vì sợ nhà họ Lục mà là ông ta hiểu hai nhà Lý, Lục không thể nổ ra tranh chấp trong tình hình hiện nay được, vì một khi điều đó xảy ra, nhà họ Trương sẽ thừa cơ thống trị cả Ninh Châu. Hừ, Lục Nguyên Thông cười khẩy, chỉ dựa vào cậu mà dám xông vào nhà họ Lục của tôi? Hay là Lý Sơn kêu cậu tới đây ra oai thế? Vừa nghe vậy thì sắc mặt Lý Đồng Hạ thay đổi, lo sợ phủ nhận, chú Lục hiểu lầm rồi, thật sự là do cháu bốc đồng quá mới gây ra chuyện hôm nay, không liên quan gì đến bố cháu đâu ạ, à. nếu chú không tin thì có thể gọi cho bố cháu. Ông ta chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại chợt reo lên. Là Lý Sơn đúng không? Cậu nói không liên quan đến ông ta, vậy cậu có dám mở loa ngoài không? Lục Nguyên thông hùng hổ yêu cầu. Ai nấy đều ngửi được mùi thuốc súng quanh đây. Từ nãy đến giờ Lý Đồng Hạ luôn hạ thấp bản thân, nhưng lão luôn ép ông ta bùng nổ. Nói thế nào thì nhà họ Lý cũng là một trong hai gia tộc đứng đầu Ninh Châu, Lý Đồng Hạ lại là người thừa kế của nhà họ Lý, Lục Nguyên Thông làm vậy không khác nào khiêu khích cả. Mặt Lý Đồng Hạ tái nhợt đi, biết nếu bây giờ không mở loa ngoài như Lục Nguyên Thông yêu cầu thì đừng hòng rời khỏi nhà họ Lục. "Người ông ta lạnh ngắt. Chú Lục muốn nghe bố cháu nói gì thì cháu sẽ làm theo lời chú." Lý Đồng Hạ cắn răng mở loa ngoài, con dẫn người đến nhà họ lục chưa phản ứng của lục nguyên thông thế nào giọng của lý sơn đột nhiên vang lên lý đồng hạ mặt cắt không còn một giọt máu giờ thì những người xung quanh đều hiểu nhà họ lý đang thăm dò nhà họ lục lục nguyên thông diếu cợt nhìn lý đồng hạ cười híp mắt nói giờ cậu muốn nói gì nữa không hừm lý sơn nhận ra tiếng của lục nguyên thông lạnh giọng nói lục nguyên thông ông làm gì con tôi đấy lục nguyên thông nhếch mép Ông chủ lý, ông đang giấy binh hỏi tội đấy à? Hừ. Lý Sơn hừ lạnh, đối với Lý Sơn này, chỉ cần trở bàn tay là tiêu diệt được nhà họ Lục rồi, cần gì phải giấy binh hỏi tội chứ. Như vậy thì chủ gia tộc họ Lý chờ nhặt xác cho con trai của mình đi. Lục Nguyên Thông lạnh lẽo uy hiếp. Bố, bố đừng nói nữa. Lý Đồng hạ vội vàng ngăn cản, ông ta thật sự rất sợ hãi. Lý Sơn không hề biết nhà họ Lục quyết tâm đến thế nào. Lý Đồng Hạ có cảm giác gia tộc này đang chủ động khiêu chiến họ. Nếu là vậy thật thì e là ông ta khó mà rời khỏi đây được rồi. "Đồ vô dụng, tao bảo mày đi đòi lại công bằng cho Lý Tấn mà mày làm cái quái gì vậy?" Lý Sơn giận dữ chất vấn. Lý Đồng Hạ nhanh tay đóng loa ngoài, nói thật nhỏ, "Bố, bố làm ơn đừng nói nữa, lát con về rồi giải thích với bố được không?" "Không được." Nào ngờ thái độ của Lý Sơn cực kỳ cứng rắn quát tháo mấy đứa mày mang theo cũng chiếm một nửa nhà họ lý rồi cơ mà chẳng lẽ nhà họ lục còn dám khiêu chiến chúng ta bố à nhà họ lục dám khiêu chiến thật đấy lý đồng hạ bực mình nói bây giờ bọn con đã bị người của nhà họ lục bao vây rồi nếu khai chiến thì con chết ở đây thật đấy gì cơ đến lúc này lý sơn mới nhận ra đã xảy ra chuyện phẫn nộ quát lục nguyên thông ông ta dám à ông ta dám thật đấy ạ à? xin bố hãy bất giận nếu khai chiến thì nhà họ lý hết hy vọng trở thành bá chủ của ninh châu mất lý nồng hạ nói thật nhanh quả nhiên câu nói này rất hữu dụng lý sơn lập tức bình tĩnh lại thật lâu sau lão ta lên tiếng con đưa điện thoại cho lục nguyên thông đi chú lục bố cháu muốn nói chuyện với chú ạ à. lý nồng hạ khúm núm nói trước giờ có khi nào ông ta ăn nói khép nép với lục nguyên thông như vậy đâu cho dù lão là chủ nhân của nhà họ Lục thì đáng ra vẫn phải giữ phép tắc với người thừa kế nhà họ Lý là ông ta. Nhưng bây giờ, chính người thừa kế nhà họ Lý này lại là kẻ phải hạ mình trước. Tự đem điện thoại đến đây. Lục Nguyên thông lạnh lùng quát. Lý Đồng hạ hơi trần trừ rồi tiến về phía lão, kính cẩn đưa điện thoại cho lão bằng hai tay. Bắt cậu ta quỳ xuống. Lục Nguyên thông ra lệnh, ông Tề lập tức xuất hiện sau lưng Lý Đồng hạ. Bịch, Ông Tề đá một cước vào chân của Lý Đồng Hạ làm cho hai đầu gối của ông ta nặng nề va chạm xuống mặt đất. A. À, Lý Đồng Hạ mở to hai mắt, khuất nhục nhìn chằm chằm ông Tề. Nhưng ông Tề không thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên đứng trước người ông ta. Vừa rồi có Lý Sơn ra mặt nên Lý Đồng Hạ đã tự tin hơn phần nào, giờ lại nghe được Lục Nguyên Thông dám đe dọa bố mình chuyển 50 tỷ, nét mặt ông ta lúc trắng lúc xanh. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc mạnh nhất Minh Châu đương nhiên có thể lấy được 50 tỷ ra. Nhưng đây cũng là một nguồn vốn lưu động không nhỏ đối với bọn họ, nếu đưa nó cho nhà họ Lục thì không khác gì nói rằng nhà họ Lý cúi đầu trước nhà họ Lục cả. Dương Thanh cũng ngạc nhiên đưa mắt về phía Lục Nguyên Thông, không ngờ ông lão gần 80 tuổi này lại cứng rắn như vậy. Anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngốc, dĩ nhiên hiểu nguyên nhân lão tự tin như vậy là vì có mình. Dương Thanh, cháu qua đây với ông, Lục Nguyên Thông chợt gọi anh đến, dặn dò thuộc hạ, nếu 10 phút nữa nhà họ Lý vẫn chưa chuyển 50 tỷ vào tài khoản thanh toán chung của nhà họ Lục ta thì giết Lý Đồng Hạ. Rõ, các cao thủ của nhà họ Lục nhanh nhẹn đáp, nét mặt rất kích động. Mặc dù họ không rõ tại sao Lục Nguyên Thông lại đột nhiên có thái độ cứng rắn với nhà họ Lý như vậy nhưng cũng hiểu lão làm thế là có nguyên do của mình. Xem ra nhà họ Lục sắp quật khởi rồi. Bên kia, Lục Nguyên Thông dẫn Dương Thanh đến phòng của mình. Dương Thanh à, cháu thấy tinh tuyết thế nào? Lão tùm tìm nói với Dương Thanh, anh ngẩn ra, đáp lời, tinh tuyết tốt lắm ạ, cô ấy là một người vô cùng tốt bụng. Chỉ vậy thôi sao, lần này đến lượt Lục Nguyên thông sừng sốt. Dương Thanh lúng túng cười trừ, bổ sung thêm một câu, ngoài ra thì cô ấy còn xinh đẹp nữa ạ, chỉ là bọn cháu mới gặp nhau không lâu, chưa biết nhiều về đối phương. Kha kha, Lục Nguyên thông sảng khoái cười, xảo quyệt nhìn anh, hít mắt hỏi, vậy thì cháu có thích tinh tuyết không? Dương Thanh không ngờ lão gọi anh đến là để hỏi vấn đề này. Nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Lý Sơn, Lý Đồng hạ sực nghĩ đến điều gì bèn nói, "Bố, nhà họ Lục thật sự có một cao thủ rất lợi hại đấy ạ." À? Khi thằng Tấn bị thương, bên cạnh còn có hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ, nhưng theo như lời thằng bé và hai tên vệ sĩ đó nói thì đối phương là một người trẻ tuổi, cậu ta đã đánh bại hai cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ chỉ trong tích tắc. Ông ta đã nói chuyện này với Lý Sơn một lần. Lúc ấy lão ta còn cho rằng Dương Thanh chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Bây giờ lại nhắc đến, sắc mặt của Lý Sơn tối sầm, nhà họ Lục dám lên mặt như vậy chắc chắn là do có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chống lưng, lẽ nào thực lực của người trẻ tuổi mà bố xem thường kia là vương cảnh đỉnh phong sao? Nghĩ đến đây, mặt lão ta lúc trắng lúc xanh. Một người mới 27, 28 tuổi mà có thực lực vương cảnh hậu kỳ đã đủ gây náo động rồi, bây giờ họ lại phát hiện ra đối phương rất có khả năng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Thưa bố, có khi nào người trẻ tuổi này chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ, còn nguyên nhân nhà họ Lục dám tỏ thái độ với chúng ta không phải cậu nhóc đó mà là thế lực sau lưng cậu ta không? Lý Đồng Hà cẩn thận hỏi. Hai mắt Lý Sơn tức khắc sáng ngời. Nếu phân tích theo hướng này thì mọi chuyện đều rõ rồi. Nhất định là vậy. Ban đầu bố còn cho rằng thực lực của người trẻ tuổi đó nằm ở vương cảnh hậu kỳ, bây giờ xem ra không phải. Lý do thật sự phải là bối cảnh hùng mạnh của cậu ta mới đúng. Nói đến đây vẻ lo âu trong mắt lý sơn không những không biến mất mà còn rõ ràng hơn con nghĩ xem trước đó cao thủ trẻ này ngồi trên xe lục tinh thuyết về có phải là cậu ta để ý con bé đó nên nhà họ lục định liên hôn với thế lực sau lưng cậu ta không lý đồng hạ gật đầu chắc chắn là vậy rồi ạ nếu không thì sao cậu ta lại đánh thẳng tấn đến nông nỗi đó được chính là nguyên nhân này bố vậy chúng ta nên làm sao đây ông ta sốt sắng hỏi lý sơn suy tư một lúc rồi trầm giọng nói xem ra lần này nhà họ lục đổi đời thật rồi Lão ta cảm khái, nhà họ Lý và nhà họ Trương cạnh tranh với nhau nhiều năm, không ngờ cuối cùng lại thành giải đường hoa cho nhà họ Lục. Bọn họ chỉ vì có được một cô con gái xinh đẹp mà được con cháu của gia tộc lớn để mắt đến. Nghe vậy, những người khác đều buồn bã, trước giờ nhà họ Lý là gia tộc có khả năng thống trị Ninh Châu nhất, giờ thì mọi hy vọng đều tan biến cả rồi. Bố à, con có một ý tưởng. Lý Đồng Hạ đột nhiên lên tiếng nếu nhà họ lục được gia tộc lớn chống lưng thì sao chúng ta không điều chỉnh ước mơ trở thành bá chủ ninh châu lùi về một bước ý con là lý sơn hỏi lý đồng hạ nói lên ý kiến của mình bây giờ hai nhà lục lý đã có xích mích với nhau nếu nhà họ lục đứng trên đỉnh ninh châu thì nhất định sẽ chèn ép chúng ta lúc đó nhà họ trương cũng sẽ dẫm đạp chúng ta như vậy thì mình nghĩ cách làm mối quan hệ giữa nhà họ trương và nhà họ lục trở nên căng thẳng đi ạ Bây giờ lũ họ trương kia vẫn chưa biết đằng sau nhà họ lục còn có một gia tộc lớn, chỉ cần dùng một mưu kế nhỏ là có thể gây ra mâu thuẫn giữa bọn họ. Một khi sự mâu thuẫn này đến hồi gay gắt nhất thì có lẽ không cần chúng ta ra tay, nhà họ trương đã tự biến mất khỏi Ninh Châu rồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tìm cách hàn gắn quan hệ với nhà họ lục, không đứng nhất được thì chỉ ít cũng phải đứng thứ hai. Nghe Lý Đồng Hạ phân tích, ánh mắt Lý Sơn lộ ra sự hài lòng, lão vỗ vai con trai mình, giỏi lắm. Thế thì bố giao chuyện này cho con, làm tốt thì bố sẽ bỏ qua sơ suất vừa rồi và khen thưởng cho con. Con cảm ơn bố." Lý Đồng Hạ mừng rỡ. Nhà họ Lục không biết rằng nhà họ Lý nghĩ họ có gia tộc lớn làm chỗ dựa, đã bắt đầu kế hoạch âm thầm khơi mào tranh chấp giữa hai gia tộc Lục, Trương. Hôm sau, Lục Nguyên Thông đang ngồi trong phòng uống trà thì Lục Xuyên chợt hốt hoảng xông vào. "Bố, không ổn rồi, nhà họ Trương giết hai cao thủ Vương Cảnh sơ kỳ của chúng ta." Hai mắt ông ta đỏ bừng xoảng tách trà trong tay lục nguyên thông rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh con nói sao chúng ta mất hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ rồi à là nhà họ trương làm lục nguyên thông phẫn nộ hỏi đối với những gia tộc đứng đầu ninh châu mà nói các cao thủ vương cảnh sơ kỳ chính là trụ cột không thể thiếu nhà họ lục chỉ có bốn cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhưng lại bỗng chốc lại bị giết đến hai cao thủ dễ thấy lục nguyên thông giận dữ đến mức nào vâng là nhà họ trương đấy ạ à. Lục xuyên cắn răng nói, bọn họ còn nói rằng nếu nhà họ lục còn dám khiêu khích nữa thì sẽ tiêu diệt luôn. ầm, ừ, Lục nguyên thông đập tay xuống bàn trà, không kìm nổi cơn tức giận. Lão Trương Quỳnh này, ông ta muốn chết rồi à? Trương Quỳnh chính là người đứng đầu nhà họ Trương, cùng thời với Lục nguyên thông, tính cách rất chuyên chế và độc tài. Trước đây, lão ta có một câu nổi tiếng cả Ninh Châu, nhà họ Trương không cần chứng cứ, hoài nghi là giết. Có thể thấy Trương Quỳnh ngạo mạn và điên cuồng đến mức nào. Bây giờ lão ta lại giết hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của nhà họ Lục, rõ ràng là đang nghi ngờ cái gì nên mới làm vậy. Khốn kiếp, bố nhất định sẽ khiến ông ta trả giá đắt, Lục Nguyên Thông nghiến răng nghiến lợi thề. Tổn thất hai cao thủ hùng mạnh, thực lực của nhà họ Lục đã bị giảm sút rồi. Bố, hay là chúng ta nhờ cậu nhỏ đi, cậu ấy mà ra tay thì nhà họ Trương chỉ có nước bị diệt sạch thôi, Lục Xuyên căm tức nói. Lục Nguyên Thông lắc đầu, khoan hãy vội nhà họ Trương đột nhiên có thái độ gay gắt với chúng ta như thế chắc chắn là có nguyên do, điều tra cho rõ đã rồi tính sau. Vâng thưa bố, Lục Xuyên đáp. Lúc này, trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết. Chị họ, chị sao thế? Mục Thiên Thiên nhìn dáng vẻ buồn bực không vui của Lục Tinh Tuyết, có hơi lo lắng. Lục Tinh Tuyết lắc đầu, hai mắt hồng hồng, ông Phương và ông Hồng mới vừa rồi đã bị nhà họ Trương giết. Sao à? Mục Thiên Thiên giật mình thốt lên cô ta biết ông phương và ông hồng mà lục tinh tuyết vừa nói là ai đó là hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của nhà họ lục thế mà lại bị giết rồi nhà họ trương đúng là đáng ghét mà mục thiên thiên không nén nổi cơn giận cắn răng nói chị à nhờ anh ấy ra tay đi anh ấy nhất định sẽ báo thủ giúp chúng ta có chuyện gì vậy hai chị em đang nói chuyện thì dương thanh ra khỏi phòng người của nhà họ trương quá khốn kiếp họ giết hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhà chúng tôi rồi Mục thiên thiên hối hả chạy qua, kích động nói, ông Phương và ông Hồng chăm sóc chị Tinh Tuyết từ nhỏ đến lớn, giờ họ bị giết rồi, chị ấy buồn lắm, anh cũng không muốn nhìn chị ấy buồn đúng không? Dương Thanh Thế mới biết nguyên nhân, nhìn lục Tinh Tuyết đang nghẹn ngào, mở miệng nói, Tinh Tuyết, nén bi thương. Anh này, mặc dù tôi rất muốn nhờ anh đi báo thù cho ông Phương và ông Hồng nhưng nhà họ Trương là một trong hai gia tộc mạnh nhất Ninh Châu, cao thủ nhiều như mây. Hai mắt lục Tinh Tuyết đỏ hoe, Ông nội tôi nhất định sẽ tìm đến nhà họ Trương để yêu cầu họ cho một lời giải thích thỏa đáng, anh đừng đi báo thù, tôi sợ anh sẽ bị thương. Mặc dù cái chết của ông Phương và ông Hồng gây đả kích rất lớn cho Lục Tinh Tuyết nhưng cô ta không phải người không biết suy nghĩ, hiểu rất rõ nhà họ Trương hùng mạnh đến nhường nào. Hiện giờ, nhà họ Lục đã hoàn toàn đắc tội nhà họ Lý, nếu trở mặt với cả nhà họ Trương thì e là gia tộc bọn họ sẽ rơi vào bước đường cùng mất. Quan trọng hơn, Lục Tinh Tuyết rất lo cho Dương Thanh sợ anh sẽ đến nhà họ Trương rồi bị thương. Tôi nghe cô, Dương Thanh gật đầu đồng ý. Tuy biết bản thân rất mạnh nhưng anh chẳng hiểu biết gì về nhà họ Trương, nếu ở đó cũng có cao thủ ngang ngửa anh thì không ổn. Khi đó, không chỉ không thể báo thù giúp cho nhà họ Lục mà còn chọc giận nhà họ Trương, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt hơn. Ngay lúc này, mấy chục chiếc xe hơi sang trọng xông vào trang viên nhà họ Lục. Lục Nguyên Thông, sao người ra đây? Đúng, sao người ra đây? Chấm, toàn bộ nhà họ lục như bị nhấn chìm trong tiếng hò hét. Ngôn tình hài những kẻ này đến từ những gia tộc có cùng cấp bậc với nhà họ lục ở Ninh Châu. Bọn họ cùng nhau xông vào đây yêu cầu lục nguyên thông giao người ra. Lúc này, tiếng la hét đòi giao người ra của các thế lực lớn trong Ninh Châu phủ khắp nhà họ lục. Nhưng không một ai biết những người này muốn họ giao ai ra. Là chủ nhân tương lai của nhà họ lục, lục xuyên nhanh chóng chạy đến, hỏi đám người đang giận dữ kia, các vị xông vào nhà họ lục chúng tôi là có ý gì? Các vị muốn chúng tôi giao ai ra chứ? Lục Xuyên, đừng giả vờ nữa, bọn tôi muốn các ông giao ai ra mà ông không biết à? Người trung niên cầm đầu nói với vẻ mặt bất thiện. Lục Xuyên nhíu mày, ông không nói là ai, tôi biết giao kiểu gì. Hừ, người nọ lạnh giọng nói, không phải nhà họ lục các ông vừa mời một cao thủ trẻ có thực lực cao cường về sao? Nghe nói các ông gọi người đó là cậu nhỏ tối hôm qua gia tộc chúng tôi đều có cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị giết camera theo dõi cho thấy kẻ đã giết họ chính là cậu nhỏ của các ông đấy một người khác đứng ra giận dữ lên tiếng nhà họ lục tưởng chúng tôi dễ ức hiếp thật đấy à các ông dám âm thầm ra tay với nhà họ trương rồi bị họ giết mất hai người không dám làm gì nên quay sang bắt nạt chúng tôi sao lục xuyên hôm nay các ông mà không giao cậu ta ra thì đừng trách chúng tôi hợp lại chèn ép nhà họ lục giao cậu ta ra đây đúng sao ra đây nhanh lên nếu không sẽ giết cả nhà ông đấy cảm xúc của những người này càng lúc càng kích động cả đám la hét đòi nhà họ lục sao người ra giờ phút này lục xuyên mới biết những người kia đến vì dương thanh nhưng ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả lẽ nào dương thanh vì nhà họ lục mà tối hôm qua âm thầm giết mấy tay cao thủ vương cảnh sơ kỳ sao những thế lực này đều ở dưới chướng nhà họ trương cả lục xuyên nghi ngờ lục tinh thuyết bị cái chết của ông phương và ông hồng đả kích nên đã nhờ dương thanh đi báo thù nghĩ đến đây lục xuyên không còn lo lắng nữa hừ ánh mắt lạnh đi ông ta nghiêm nghị nói các ông nghĩ mặt mũi mình lớn lắm à tôi nói cho mà nghe các ông chẳng là gì trong mắt nhà họ lục chúng tôi đâu không phải các ông đến nhà chúng tôi để đòi lại công bằng sao được thôi lấy chứng cứ ra đi nếu các ông chỉ dựa vào bóng người mờ mờ trên camera mà úp cái chậu phân này lên đầu nhà họ lục thì xin lỗi chúng tôi không chấp nhận đâu thái độ của lục xuyên rất cứng rắn trong số những thế lực này có một vài gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ lục nếu thấp hơn thì cũng không bao nhiêu thế nên khi nghe được những lời này của ông ta đám người càng phẫn nộ hơn người trung niên cầm đầu nheo mắt nói lục xuyên vậy nghĩa là nhà họ lục không muốn giao cậu ta ra chứ gì không Lục Xuyên lạnh lùng đáp: Ông không sợ những gia tộc đang ở đây cùng nhau tiêu diệt nhà ông à?" Người nọ nói tiếp: Ông không thấy thế cuộc lúc này đang thế nào hay sao mà vẫn dám lớn lối trước mặt chúng tôi vậy? Mặc dù bên cạnh Lục Xuyên cũng có vài tay đấm nhưng đối phương là lại cả một rừng cao thủ đến từ các thế lực cùng cấp bậc với nhà họ Lục, hai gia tộc Lý, Trương mà gặp phải đội ngũ mạnh mẽ thế này cũng chỉ có nước bị diệt sạch chứ đừng nói là nhà họ Lục chỉ có một mình. "Tôi lại muốn nhìn xem ai dám kiêu ngạo ở nhà của tôi đấy." Lục Xuyên tiến lên một bước, ý chí chiến đấu hừng hực bốc lên, nhìn đám đông bằng ánh mắt đầy uy nghiêm, hít mắt nói: "Không cần biết các ông là ai, bây giờ nếu rời khỏi đây thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được đâu, các ông nên nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định nên đi hay là ra tay với chúng tôi." Thái độ của Lục Xuyên rất kiên quyết, vẻ mặt thì ngạo nghễ, ánh mắt cũng không hề sợ hãi chút nào. Điều này làm cho người của các thế lực đến đây gây chuyện đều nghiêm mặt lại. Trong tình huống này, kể cả có là nhà họ Lý hay nhà họ Trương cũng không thể không xuống nước, nhưng họ lại không thấy chút gì là nao núng trên gương mặt của Lục Xuyên cả. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn là có gì đó khác thường. Lẽ nào nhà họ Lục thật sự có khả năng đồng thời đối chọi với bọn họ ư? Hừ, thấy không có ai hành động, Lục Xuyên khinh thường cười khẩy, cho các ông thêm 5 phút cuối cùng, nếu vẫn không chịu đi thì đều là kẻ địch của nhà họ Lục. Dứt lời, ông ta hét lớn: tất cả những người trong nhà họ lục nghe lệnh, 5 phút sau, hễ người ngoài nào còn ở lại đây thì giết không tha. Rõ, xin cảm ơn, tiếng hét to vang khắp trang viên nhà họ lục, làm rung chuyển cả đất trời. Sắc mặt của những người đến từ các thế lực kia đều rất khó coi. Trong lúc nhất thời, ai cũng đưa mắt về phía người trung niên cầm đầu như đang chờ ông ta quyết định. Người cầm đầu này tên là Lưu Hoan, người thừa cái nhà họ Lưu ở Ninh Châu. Ở nơi này, ngoại trừ hai gia tộc khổng lồ lý và trương gia thì bên dưới còn có một số gia tộc tương đối mạnh các thế lực bên dưới này nhà họ lục và nhà họ lưu là lớn mạnh nhất thấy mọi người đều nhìn mình lưu hoan tiến lên một bước kiêu ngạo nói lục xuyên ông đúng là ngông cuồng tưởng các thế lực liên minh chúng tôi là binh tôm tướng tép thật đấy à nói chung phóc các ông là binh tôm tướng tép thật mà lục xuyên châm chọc phản pháo ầm um, lời này của ông ta làm cho cả lưu hoan lẫn những người khác đều nổi giận nếu ánh mắt có thể giết người thì lục xuyên đã bị giết hàng trăm ngàn lần rồi lục xuyên đang gây hấn với toàn bộ các thế lực đang có mặt ở đây nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ bất kể lục xuyên có phải đang hù dọa hay không thì thực lực của nhà họ lục đích thị là chỉ đứng sau hai nhà lý trương còn một phút cuối cùng lục xuyên nhìn đồng hồ cướp híp mắt nhìn lướt qua đám đông Thời gian gấp rút làm cho nhiều người đổ mồ hôi trên chán, đây quả thật là một áp lực to lớn đối với họ. Nếu thua thì họ sẽ không còn gì cả. Không ít người bắt đầu dao động. Lưu Hoan cảm giác được ý chí của đội ngũ liên minh này đang yếu đi, nhất thời hết sức nôn nóng. Nhà họ Lục đã muốn chết thì vì sao chúng ta không thành toàn cho họ? Sau cùng, Lưu Hoan hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta ra lệnh, xông lên. Nghe lệnh của Lưu Hoan, một cao thủ vương cảnh trung kỳ và vương cảnh sơ kỳ lao về phía lục xuyên hai người này là cao thủ mạnh nhất nhà họ lưu cùng lúc đó ông tề đang đứng sau lưng lục xuyên cũng lập tức nghênh chiến theo sát ông ta còn có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ cuộc chiến bùng nổ ầm 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 chỉ trong một cái trước mắt cao thủ hàng đầu của hai bên lao vào cuộc chiến nhưng điều làm sắc mặt lưu hoan âm trầm đi là ngoại trừ nhà họ lưu không một người nào của các thế lực khác ra tay nói cách khác Đám thế lực liên minh này chỉ còn lại một mình nhà họ Lưu bọn họ muốn đối đầu với nhà họ Lục. Mấu chốt là họ còn đang ở trên địa bàn của người ta, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Khuôn mặt của Lưu Hoan tối sầm, mặc dù ông ta mang người mạnh nhất nhà họ Lưu theo cùng nhưng dù sao cũng liên minh với những thế lực khác để cùng đến nhà họ Lục, thế nên ông ta không dẫn tất cả cao thủ của nhà họ Lưu đến. Nhưng bây giờ, ngoại trừ nhà họ Lưu thì các thế lực còn lại hoàn toàn không có ý định ra tay với nhà họ Lục thế chẳng phải nghĩa là chỉ có hai cao thủ của nhà họ Lưu phải đấu với toàn bộ nhà họ Lục tại đây sao? Các vị có ý gì vậy? Ánh mắt gay gắt của Lưu Hoan lướt qua các thế lực, lạnh giọng nói, chúng ta đã thỏa thuận là cùng nhau đến nhà họ Lục để đòi lại công bằng cơm mà, giờ các vị lại bo bo giữ mình là sao? Lục Xuyên khoanh tay đứng xem kịch hay, tủm tỉm nhìn Lưu Hoan. Nếu không vì muốn ông Tề và những người khác có cơ hội rèn luyện thì chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ hàng đầu của nhà họ Lục đã cùng xông lên giết chết hai người mạnh nhất nhà họ Lưu rồi. Hiện giờ nhà họ Lục đã có Dương Thanh, vì vậy cho dù nhà họ Lý và nhà họ Trương câu kết với nhau thì họ cũng không sợ chứ đừng nói là những thế lực có nguồn lực ngang bằng. Tôi chỉ đồng ý theo anh đến nhà họ Lục thôi, đâu có đồng ý đánh nhau với họ. Lúc này, một người trung niên trột dạ phản bác. Có người đầu tiên, người thứ hai cũng lên tiếng, không sai, chúng tôi có đồng ý đánh nhau với nhà họ Lục đâu. Dứt lời, người đó còn nhìn về phía lục xuyên xếp lục hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để xác nhận xem rốt của kẻ đã giết người của gia tộc chúng tôi có phải thuộc nhà họ lục hay không thôi anh đã nói chuyện này không liên quan đến nhà họ lục thì tôi xin phép đi trước nói rồi ông ta vội vàng mang cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây đúng đấy nếu cái chết của cao thủ trong gia tộc chúng tôi không liên quan đến nhà họ lục thì tôi xin lỗi gặp xếp lục sau nhé tôi cũng đi đây chấm chỉ trong vài giây ngắn ngủi đội ngũ các thế lực liên minh hùng hùng hổ hổ đến nhà họ lục đều thất thiểu đi về, ngoại trừ nhà họ lưu. Sắc mặt lưu hoan xám như cho tàn, còn hai cao thủ mạnh nhất nhà họ lưu đã bị đánh ngã xuống đất. Gió thổi qua, ông ta chỉ cảm thấy người mình lạnh ngắt, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lưu hoan, hai người này đã là cao thủ mạnh nhất trong gia tộc ông rồi đúng không? Lục xuyên cười híp mắt nhìn lưu hoan. Nếu hai người này chết ở nhà họ lục thì ông có thấy nhà họ lưu còn tư cách gì để đòi san bằng gia tộc chúng tôi không? giờ thì hai chân lưu hoan mềm nhún, quỳ phịch xuống đất. Xếp lục, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Ông ta thấp thỏm, lo sợ nói, xin ông hãy nương tình cho nhà họ lưu một con đường sống, họ không thể chết được, họ thật sự không thể chết được. Để đào tạo một cao thủ vương cảnh trung kỳ và một cao thủ vương cảnh sơ kỳ, nhà họ lưu đã gần như tiêu tốn một nửa tài lực. Ở Ninh Châu, nếu không có cao thủ vương cảnh làm trụ cột thì gia tộc nào dám tự xưng là thế phiệt. Cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị đánh gục đã đành, đến cả cao thủ vương cảnh trung kỳ cũng bị thương nặng chỉ cần lục xuyên muốn thì hai người này sẽ chết ngay ngay cả người thừa kế nhà họ lưu là lưu hoan cũng có khả năng bị giết có thể nói rằng hôm nay nhà họ lưu đã bị nhà họ lục áp đảo hoàn toàn nếu không muốn chết thì nói cho tôi biết rốt cuộc là ai đã xúi giục ông mang bọn người đó đến nhà chúng tôi gây chuyện nụ cười trên mặt lục xuyên tắt lịm lạnh giọng chất vấn quả nhiên sắc mặt lưu hoan thay đổi ngay khi nghe được câu hỏi của ông ta xếp lục ông đang nói gì thế lưu hoan giả vờ không biết vội vàng nói do một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của chúng tôi bị người của các ông giết nên tôi mới dẫn người đến nhà họ lục mà ông nói dối lục xuyên quát lên cao thủ vương cảnh sơ kỳ của gia tộc khác bị giết thì tôi còn tin cao thủ vương cảnh sơ kỳ nhà họ lưu các ông bị giết thì tôi không tin đâu xếp lục tôi nói thật mà lưu hoan hốt hoảng muốn khóc tốt thôi vậy thì tôi hỏi ông ông cảm thấy nhà họ lục và nhà họ lưu ai mạnh hơn Lục Xuyên hít mắt, lời lẽ đầy đe dọa, nói đúng sự thật đi, dám nói dối thì tôi giết ông ngay. Người Lưu Hoan run lên, nói liến thoáng, nhà họ Lục và nhà họ Lưu có thực lực ngang ngửa nhau, được gọi là gia tộc mạnh nhất chỉ dưới hai nhà ở Ninh Châu. Tiếp, ông nói tối hôm qua nhà họ Lưu có một cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị giết à. Lục Xuyên tiếp tục hỏi. Lưu Hoan lại gật đầu, đúng vậy, chính miệng ông đã nói nhà họ Lưu và nhà họ Lục ngang ngửa nhau, Vậy mà người của nhà họ Lục sau khi giết một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của các ông vẫn có thể bình yên vô sự chạy thoát à? Ông nói đi, rốt cuộc là an ninh ở nhà các ông quá yếu hay là kẻ thần bí đã giết người đó quá mạnh? Lục Xuyên liên tục chất vấn. Lưu Hoan sững sờ, vội vã nói, là do kẻ thần bí đó quá mạnh. Có thể tự do ra vào nhà họ Lưu, giết được một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của các ông, đã thế còn có thể thoát thân trong khi nhà họ Lưu có cả cao thủ vương cảnh trung kỳ. Người như thế chắc là cũng có thực lực vương cảnh hậu kỳ rồi chứ gì nữa. Chấm. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết, Dương Thanh đang đứng bên cửa sổ trong phòng, ngẩn người nhìn ra ngoài. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều điều, cũng có hiểu biết nhất định về thực lực của bản thân. Hiện giờ, gia tộc có thực lực mạnh nhất Ninh Châu là nhà họ Lý và nhà họ Trương, người mạnh nhất trong hai gia tộc đó có thực lực ở tầm vương cảnh hậu kỳ tuy nhiên loại cấp bậc này mà muốn giết dương thanh thì chỉ có nước bị giết ngược lại mà thôi nói cách khác thực lực của anh tối thiểu là ở vương cảnh đỉnh phong thậm chí thần cảnh cũng có khả năng theo như dương thanh được biết tính trên toàn bộ chiêu châu thì những ai có thể bước vào thần cảnh đều chỉ có thể là cao thủ của các gia tộc và thế lực đứng đầu anh còn biết được rằng gần như không có người nào còn trẻ mà đã có thực lực thần cảnh như mình rốt cuộc mình là ai dương thanh lẩm bẩm nhìn cây tùng ngoài cửa sổ trên đó có hai con sóc nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với nhau chẳng mấy chốc đã chạy mất bóng thời tiết hôm nay khá xấu bầu trời răng đầy mây đen có vẻ sắp có mưa to anh ơi giọng của lục tinh tuyết bất chợt vang lên ở cửa phòng sau khi được cho phép cô ta nhẹ nhàng mở cửa đi vào trên tay còn cầm một tách trà nóng đưa cho dương thanh cảm ơn dương thanh nói vẫn đang cố nhớ mình là ai sao lục tinh tuyết đứng song song với dương thanh Đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh gật đầu, gần đây tôi hay nằm mơ, trong mơ luôn nghe thấy có ai gọi mình là bố, thân thiết lắm, giống như cô bé trong mơ ấy thật sự là con gái của tôi vậy. Nét mặt cứng đờ, Lục Tinh Tuyết quay đầu nhìn Dương Thanh, không hiểu sao cô ta rất muốn khóc khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy. Có lẽ anh có con gái thật. Thật lâu sau, Lục Tinh Tuyết mới lên tiếng, miễn cưỡng cười. Ngay cả bản thân cô ta cũng không biết mình đã phải lòng Dương Thanh từ lúc nào. Trong nửa tháng ngắn ngủi, Lục Tinh Tuyết rất chắc chắn mình đã yêu người đàn ông bị mất trí nhớ này. Phải chăng vào cái ngày bị Lý Tấn cản đường, cô ta đã bị khí thế và lòng dũng cảm khi áp đảo người nhà họ Lý của chàng trai này hấp dẫn? Cũng có lẽ là do bị bố và ông nội cố ý thúc đẩy tình cảm nên mới vậy. Mà cũng có thể là ngày nào bên tai cũng nghe Mục Thiên Thiên nói rằng bản thân và Dương Thanh rất xứng đôi nói chung thì lục tinh tuyết đã hiểu tâm ý của mình giờ chỉ còn việc bày tỏ nó ra tinh tuyết tôi có linh cảm không lâu nữa sẽ khôi phục trí nhớ dương thanh đột nhiên lên tiếng thật ra anh biết lục tinh tuyết có tình cảm với mình anh cũng thừa nhận mình không hề ghét cô ta thậm chí còn có ấn tượng tốt nhưng lý trí lại nói rằng tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm nào với lục tinh tuyết khi chưa nhớ lại mọi chuyện và xác nhận mình đã kết hôn rồi hay chưa nếu ngày khôi phục trí nhớ đến và chắc chắn mình chưa kết hôn có thể dương thanh sẽ chủ động theo đuổi lục tinh tuyết mặc dù chỉ sống chung với nhau trong nửa tháng ngắn ngủi nhưng anh đã hiểu hết con người của cô gái tốt bụng này ai cưới được sẽ vô cùng hạnh phúc nghe dương thanh nói mình sắp khôi phục trí nhớ tâm trạng lục tinh tuyết càng trùng xuống sau khi nhớ lại anh sẽ rời khỏi đây sao giọng cô ta gần như run rẩy khi hỏi câu này nội tâm lục tinh tuyết hết sức mâu thuẫn vừa muốn dương thanh khôi phục trí nhớ lại vừa không muốn anh gật đầu ở nhờ lâu như vậy làm tôi ái náy lắm, nếu đã nhớ lại thì còn lý do gì để tiếp tục ở lại chứ? Nếu như, tôi nói nếu như. Giọng của lục tinh tuyết run thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Dương Thanh, không mảy may trốn tránh, nếu như anh chưa yêu ai, có thể ở lại vì tôi không? Anh giật mình, tuy biết tình cảm mà lục tinh tuyết dành cho mình nhưng không ngờ cô ta lại thẳng thắn như vậy. Trong lúc nhất thời, Dương Thanh có chút do so dự. Anh hiểu câu trả lời của mình sẽ là một hứa hẹn. Mặc dù bản thân đã quyết định chỉ cần biết mình chưa kết hôn sẽ chấp nhận Lục Tinh Tuyết, nhưng nếu nói ra vào bây giờ sẽ cho thấy trong lòng anh có người con gái này mất. Rồi đến khi khôi phục trí nhớ, anh đã kết hôn thật thì sao Lục Tinh Tuyết có thể buông tay tình yêu sâu nặng này được? Xin lỗi. Thật lâu sau, trong ánh nhìn đầy mong mỏi của Lục Tinh Tuyết, Dương Thanh lắc đầu, chỉ nói ra hai chữ lại khiến cho cô ta chết điếng. Nước mắt lặng lẽ ứa ra, rơi đầy mặt. Thì ra là do tôi tự suy diễn, làm phiền rồi nói xong lục tinh tuyết không kìm nén được nữa xoay người chạy ra khỏi phòng của dương thanh ôi anh thở dài tâm trạng nặng nề này anh đã làm gì chị họ tôi thế lục tinh tuyết vừa rời khỏi không lâu thì mục thiên thiên nổi giận đùng đùng chạy vào chất vấn dương thanh đã đoán được cô ta sẽ ra mặt vì lục tinh tuyết cũng đã nghĩ sẵn nên giải thích thế nào tôi không làm gì cô ấy cả chỉ nói cho cô ấy có lẽ không lâu nữa tôi sẽ đi thôi anh bình tĩnh đáp gì cơ, anh sắp đi rồi, anh nhớ lại rồi à? Mục thiên thiên sừng sốt. Dương Thanh lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng tôi có cảm giác không còn lâu nữa. Nghe anh nói vậy, mục thiên thiên thở phào nhẹ nhóm, khuyên nhủ, anh này, anh cũng biết chị họ tôi thích anh mà, từ trước đến giờ chị ấy chưa bao giờ yêu ai cả, anh là người đàn ông duy nhất làm chị ấy động lòng đấy. Anh thật sự vô tình đến nỗi vừa khôi phục trí nhớ là đi liền sao. Hơn nữa, anh cũng chỉ là có cảm giác sắp nhớ lại được thôi mà để tôi nói cho anh nghe rất nhiều người bị mất trí nhớ đều có cảm giác đó nhưng lỡ ai không được như ý thì suốt đời đều không thể nhớ lại được cảm xúc của mục thiên thiên hơi kích động anh đừng nghĩ nhiều nữa ở bên chị ấy có được không anh đừng lo gì cả nếu có một ngày anh thật sự nhớ lại mọi chuyện nếu như anh đã yêu người nào khác thì chị ấy nhất định sẽ không dây dưa với anh đâu sinh ra trong gia tộc lớn là đã khổ lắm rồi ngay cả cơ hội lựa chọn hạnh phúc cũng không có, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, gia tộc đã tán thành nhưng anh lại không đồng ý, chuyện này quá tàn nhẫn với chị ấy. Anh này, chị họ tôi thật sự tốt lắm, tốt vô cùng, sau này cũng sẽ là một người vợ hiền, xem như tôi cầu xin anh, ở bên chị ấy đi, được không? Audio điện tử võ tấn bền cùng lúc đó, ở nhà họ Lý ở Ninh Châu. Bố, Trương Quỳnh đã dẫn tất cả cao thủ vương cảnh trong gia tộc đi về phía nhà họ Lục. Trong khu nhà cấp cao, Lý Đồng Hà cung kính đứng bên cạnh, nói với Lý Sơn: "Hả, Lý Sơn hơi kinh ngạc, không ngờ nhà họ Trương đã dẫn tất cả cao thủ vương cảnh đi à?" Lý Đồng Hạ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Xem ra mưu kế của chúng ta lần này đã thành công rồi. Nhà họ Trương tưởng cao thủ nhà họ Lục giết chết một cao thủ vương cảnh sơ kỳ của bọn họ và cả những thế lực khác đi theo nhà họ Trương đều có cao thủ bị giết chết. Chuyện này đã khiến Trương Quỳnh nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lão ta không ngốc." tất nhiên hiểu rõ ít nhất phải là cao thủ vương cảnh hậu kỳ mới có thể giết chết được nhiều cao thủ vương cảnh sơ kỳ như vậy mà thần không biết quỷ không hay. Cho nên lão ta dẫn tất cả cao thủ vương cảnh trong gia tộc tới nhà họ Lục cũng là chuyện bình thường. Lý Sơn khẽ gật đầu, nhíu mày nói, chuyện này sẽ không điều tra đến chúng ta chứ? Bố yên tâm, con đã xử lý chuyện này vô cùng sạch sẽ, chắc chắn không có ai nghĩ ra do chúng ta làm đâu. Lý Đồng hạ bảo đảm, lại vừa cười vừa nói, qua hôm nay sợ rằng nhà họ Trương sẽ hoàn toàn biến thành lịch sử, cho dù bọn họ có thể còn sống thì căn cơ của gia tộc vẫn sẽ bị tổn thương nặng nề. Nếu có thể làm cao thủ vương cảnh đỉnh phong kia của nhà họ Lục bị thương nặng, vậy nhà họ Lý chúng ta có thể làm ngư ông hưởng lợi. Lý Sơn hừ lạnh nói, con quá coi thường cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Chỉ cần người thanh niên nhà họ Lục kia thật sự là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, đừng nói là nhà họ Trương, cho dù thêm nhà họ Lý chúng ta cũng không phải là đối thủ của nhà họ Lục. Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong tuyệt đối có thể chống đỡ được 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Nhà họ Lý và nhà họ Trương cộng lại cũng không có nổi 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đâu. Lý Đồng Hạ vừa nghe Lý Sơn nói vậy thì lo lắng. Bất kể thế nào, ít nhất có thể bảo vệ được địa vị của nhà họ Lý chúng ta ở Ninh Châu. Nhà họ Lục chỉ có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, cho dù bọn họ có thể thống trị ở Ninh Châu cũng chỉ trên phương diện võ thuật. Bọn họ muốn vượt qua chúng ta trên các phương diện khác cũng chẳng dễ đâu." Lý Đồng Hạ tự an ủi mình, phân phó cho cao thủ Vương Cảnh trong gia tộc lập tức lên đường tới nhà họ Lục. Lý Sơn đột nhiên dặn dò. Lý Đồng Hạ nghe vậy thì chấn động, "Bố, chúng ta cũng phải dẫn theo cao thủ tới nhà họ Lục sao? Ban đầu ông ta tưởng nhà họ Lý chỉ cần đứng ngoài cuộc là được, bây giờ mới biết Lý Sơn định tới nhà họ Lục." Lý Sơn tức giận nói: nói nhảm, đây là cơ hội hiếm có để nhà họ Lý đạp nhà họ Trương xuống dưới chân, nếu chúng ta xác định nhà họ Lục Đại Khái có cao thủ vương cảnh đỉnh phong, rõ ràng nắm chắc phần thắng thì tại sao lại không đi chứ? Bố nói đúng, con đi thu xếp ngay đây, Lý Đồng Hạ vội vàng rời đi. Lúc này, Trương Quỳnh chủ nhà họ Trương đã dẫn theo cao thủ vương cảnh của gia tộc tới trang viên nhà họ Lục. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, một chiếc xe tải lớn lao tới, đâm hỏng cổng lớn. Phía sau chiếc xe tải là đoàn xe gồm 11 chiếc Rolls-Royce lần lượt lái vào. Đi đầu là một chiếc Rolls-Royce bản kéo dài. Chiếc xe đỗ ở giữa trang viên nhà họ Lục, một ông lão tóc bạc mặc trang phục đời đường bước ra khỏi xe. Rõ ràng ông lão tóc bạc này chính là chủ nhà họ Trương, Trương Quỳnh. Trên 10 chiếc xe khác đều có hai cao thủ bước xuống. 20 cao thủ vương cảnh đứng sau lưng Trương Quỳnh phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhất thời, cả trang viên nhà họ Lục đều tràn ngập áp lực khiến người ta thấy khó thở. Lục Nguyên Thông lăn ra đây, Trương Quỳnh quát to. Ha ha, ông chủ Trương đi đường xa đến đây, không biết có chuyện gì vậy. Lục Nguyên Thông bước tới trong sự vây quanh của đám người nhánh chính nhà họ Lục. Ông tề theo ngay sát phía sau lão. Còn có mấy cao thủ vương cảnh sơ kỳ vây xung quanh, cảnh giác nhìn về phía cao thủ nhà họ Trương. Trương Quỳnh thấy Lục Nguyên Thông bình tĩnh như vậy thì xa sầm mặt, lạnh lùng nói, Lục Nguyên Thông, nếu ông giao ra hung thủ đã giết chết cao thủ nhà họ trương tôi chuyện này còn có khả năng hòa hoãn nếu không thì qua hôm nay ninh châu sẽ không còn nhà họ lục nữa thái độ trương quỳnh vô cùng cứng rắn ngang ngược ánh mắt hiện rõ sát khí lục nguyên thông thấy thái độ của trương quỳnh như thế thì cũng xa sầm mặt cười lạnh tôi nể mặt ông thì ông vẫn là ông chủ trương tôi không nể mặt ông thì ông chẳng là cái thá gì đâu ông muốn đối phó với nhà họ lục thì cứ việc nói thẳng cần gì phải tìm mấy lý do bao biện như vậy nhà họ lục chưa từng giết người của nhà họ trương trái lại nhà họ trương đã giết hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ của nhà chúng tôi hôm nay nếu ông không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì đừng mong rời đi được lục nguyên thông vừa dứt lời những cao thủ hàng đầu của nhà họ lục đứng bên cạnh lão đều tỏ ra cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ cần một câu nói của lục nguyên thông bọn họ sẽ xông vào chiến đấu trương quỳnh rất tức giận đôi mắt chim ưng nhìn về phía lục nguyên thông lóe ra sát ý mãnh liệt như có thể giết người. Lục nguyên thông không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Trương Quỳnh với ánh mắt vô dùng kiên định, cũng truyền đạt một tin tức cho lão ta, chỉ cần nhà họ Trương dám ra tay, nhà họ Lục cũng dám liều mạng đánh một trận. Lúc này, không chỉ người nhà họ Lục, người nhà họ Trương cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Mặc dù giữa hai gia tộc lớn có tranh lệch nhưng không tính là lớn, một khi hai bên thật sự muốn quyết chiến, chắc chắn sẽ là tai họa đối với bất kỳ bên nào. Trương Quỳnh, ông đừng mơ dọa được tôi. Người nhà họ lục tôi không sợ chiến đấu. Nhưng tốt nhất ông nên suy nghĩ cho kỹ, một khi quyết định chiến đấu thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Lục Nguyên thông hờ hững nói với ánh mắt khiêu khích, hình như rất muốn nhà họ Trương chủ động tuyên chiến. Lục Nguyên thông, có phải ông cho rằng tôi không dám động vào nhà họ lục không? Bởi vì một khi động vào nhà họ lục, sau này chúng tôi sẽ không còn thực lực tranh đoạt quyền khống chế ninh câu với nhà họ lý nữa trương quỳnh đột nhiên hỏi lục nguyên thông hơi kinh ngạc không ngờ trương quỳnh tự mình nói ra điều này lẽ nào ông chủ trương thật sự dám khai chiến với nhà họ lục tôi lục nguyên thông nhìn trương quỳnh hỏi với vẻ khiêu khích trương quỳnh khẽ nhếch môi xem thường lạnh lùng nói ở trước mặt nhà họ trương tôi nhà họ lục hay nhà họ lý đều chẳng có gì khác nhau lục nguyên thông thấy trương quỳnh ngạo nghễ như vậy không hiểu sao chợt có dự cảm xấu. Ra đây, Trương Quỳnh vừa dứt lời, hai người đàn ông trông vạm vỡ từ đám đông phía sau chậm rãi bước tới, đứng ở hai bên của lão ta. Lục Nguyên Thông cũng là cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng lúc này lại có thể cảm giác được rõ ràng hai khí thế đáng sợ từ trên thân hai người đàn ông bên cạnh Trương Quỳnh phát ra. Hai người đàn ông vạm vỡ giơ chân phải lên và dẫm mạnh xuống. Dầm, rầm, hai tiếng nổ phát ra, mặt đất hình như cũng rung lên. Lục Nguyên Thông đang chấn động, lại thấy vị trí dưới chân của hai người đàn ông vạm vỡ làm trung tâm đã xuất hiện từng vết nứt to bằng ngón tay lan ra giống như mạng nhện. Vương Cảnh Đỉnh Phong, đồng tử của ông Tề đột nhiên co lại, chấn động nói, còn là hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong. Lời này vừa nói ra, các cao thủ nhà họ Lục đều tái mặt. Bọn họ chỉ biết cao thủ mạnh nhất nhà họ Trương có thực lực Vương Cảnh Hậu Kỳ, hơn nữa chỉ có một người. Nhưng bây giờ lại xuất hiện hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong, đừng nói là hai người, cho dù chỉ một người đã đủ để tung hoành trong các thế lực đứng đầu Ninh Châu. Bây giờ, không ngờ đột nhiên xuất hiện tới hai người. Lục Nguyên thông loạn trọng lùi lại mấy bước, nói với vẻ khó tin, chuyện này, sao có thể như vậy được? Lão thấy thực lực của Dương Thanh mạnh nhất cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong nhưng Trương Quỳnh lại dẫn đến hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cho dù anh có ra tay, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ, nhà họ Lục đã hoàn toàn đắc tội nhà họ Trương, không có cơ hội thương lượng nữa chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày tàn của nhà họ Lục sao? Trương Quỳnh cười lạnh khi thấy Lục Nguyên Thông hoảng sợ, hổ không ra uy thì các người thật sự xem thành con mèo bệnh à? Chỉ một nhà họ Lục nhỏ nhoi cũng dám uy hiếp nhà họ Trương sao? Lục Nguyên Thông tái mặt, cũng chỉ có gia tộc cùng cấp với bốn vương tộc lớn ở Chiêu Châu mới có thể có tới hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Bây giờ hai người này xuất hiện ở nhà họ Trương, có thể tưởng tượng được nhà bọn họ lợi hại thế nào. Cho đến giờ phút này. Lục Nguyên Thông mới ý thức được nhà họ Lục ở trước mặt nhà họ Trương cũng chẳng là gì cả. Ông chủ Trương, xin lỗi. Lục Nguyên Thông cúi đầu nói với vẻ không cam lòng. Lão biết bây giờ mình giải thích gì cũng chỉ là vô nghĩa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, nhà họ Lục không hề có phần thắng nào. Có lẽ xin lỗi còn có thể có chút hy vọng mong manh. Trương Quỳnh cười diễu cợt, Lục Nguyên Thông, không phải vừa rồi ông còn rất kiêu căng, muốn tôi có tới mà không thể về à. Sao bây giờ lại biết sợ rồi? lưng lục nguyên thông còng xuống như lập tức già đi mười mấy tuổi lục xuyên đứng bên cạnh lão cũng lộ ra sắc mặt khó coi ông ta nhìn bố mình cúi đầu xin lỗi hai mắt đỏ hoe và siết chặt hai nắm tay mỗi người nhà họ đều cảm giác như ngày tàn sắp đến trên mặt chỉ thấy sự tuyệt vọng ông chủ trương lúc trước tôi đã đắc tội nhiều vẫn mong ông rộng lượng bỏ qua cho nhà họ lục một cơ hội sống lục nguyên thông với đôi mắt đỏ hoe chật ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người nhà họ lục cuối cùng nói với Trương Quỳnh, ông chủ trương muốn chém muốn giết vì ông. Nhưng tôi cầu xin ông hãy tha cho nhà họ Lục. Tôi là chủ nhà họ Lục, mọi quyết định đều do tôi đưa ra, có gì ông cứ việc nhầm vào tôi. Lão biết rõ Trương Quỳnh không thể tha cho mình. Bố, Lục Xuyên quá kích động, mắt đỏ hoe kêu lên một tiếng. Lúc này, cơ thể già nua chắn trước mặt Lục Xuyên hơi còng xuống, làm ông ta thấy vô cùng chua sót. Bây giờ, lão vì gia tộc mà một mình gánh lấy tất cả. Hừ, Trương Quỳnh lạnh lùng nói, tôi giữ lại nhà họ lục, chờ sau này nhà họ lục trưởng thành lại tới tìm nhà họ trương chúng tôi báo thù à. Lão ta vừa nói dứt lời đã vung tay lên, tàn nhẫn nói, giết. Không chừa một tên, lời này vừa nói ra, người nhà họ lục đều tuyệt vọng. Với đội hình như vậy, đừng nói là nhà họ lục, cho dù là gia tộc quyền thế nhất Yến Đô cũng không có cách nào chống đỡ. Tôi xem ai dám, trong lúc chỉ mảnh treo chuông này, một tiếng hét lớn chợt vang lên, chỉ thấy một đoàn xe hơi sang trọng xuất hiện, trong mỗi chiếc xe đều có mấy cao thủ bước ra. Người vừa hét lớn là lão già bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng dẫn đầu. Lý Sơn, Trương Quỳnh nhìn về phía Lý Sơn, hai mắt hơi nheo lại. Lục Nguyên thông vốn đang tuyệt vọng, sau khi nhìn thấy Lý Sơn xuất hiện thì đôi mắt chợt sáng lên như nhìn thấy hy vọng. Bây giờ chỉ có nhà họ Lý mới có hy vọng chống đỡ được cơn thịnh nộ của nhà họ Trương. Nhưng nghĩ đến hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong do Trương Quỳnh dẫn đến, Lục Nguyên thông lại tuyệt vọng. Rõ ràng Lý Sơn mới vừa tới đây nên không biết chuyện nhà họ Trương xuất hiện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. "Tôi chờ ông rất lâu rồi." Trương Quỳnh cười híp mắt, nhìn về phía Lý Sơn nói. Lý Sơn khẽ nhíu mày. Hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ đi theo hai bên lão ta, phía sau còn có hơn 10 cao thủ vương cảnh sơ kỳ và trung kỳ. "Trương Quỳnh, ông kiêu ngạo quá nhỉ." không ngờ ông lại muốn tiêu diệt nhà họ Lục đấy. Lý Sơn lạnh lùng nói, nhà họ Lục là bạn của nhà họ Lý chúng tôi, ông muốn động vào bọn họ thì phải bước qua nhà họ Lý chúng tôi trước. Sở dĩ lão ta muốn dẫn theo cao thủ hàng đầu trong gia tộc tới nhà họ Lục là vì cao thủ vương cảnh đỉnh phong của nhà họ Lục. Giờ phút này, cho dù là hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ bên cạnh Lý Sơn cũng cảm giác được uy áp đáng sợ, lập tức biến sắc. Lý Sơn là chủ nhà lại càng chấn động hơn, nhìn hai cao thủ bên cạnh Trương Quỳnh với vẻ khó tin, cao thủ vương cảnh đỉnh phong, còn là hai người à. Ở Ninh Châu, nhà họ Lý và nhà họ Trương đều là hai gia tộc lớn hàng đầu có tiếng tăm, bọn họ biết rõ nội tình của đối phương. Nếu nhà họ Trương thật sự có cao thủ vương cảnh đỉnh phong sẽ không thể chờ tới bây giờ mới hiện thân, sợ rằng đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu rồi. Về phần tranh đấu giữa nhà họ Lý và nhà họ Trương lại càng không có. Vậy nói cách khác, hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bên cạnh trương quỳnh không thuộc về nhà họ trương chẳng lẽ có một gia tộc siêu cấp nào đó ngầm ủng hộ nhà họ trương lý sơn đã bắt đầu suy nghĩ lung tung ông chủ lý bây giờ ông vẫn định ra mặt cho nhà họ lục sao trương quỳnh cười híp mắt nhìn lý sơn hỏi lý sơn lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng lắc đầu ông chủ trương ông hiểu nhầm rồi tôi dẫn người đến đây không phải để giúp nhà họ lục tôi nghe nói ông muốn đối phó với nhà họ lục nên tới giúp đỡ thôi ồ thật sao trương quỳnh nheo mắt hỏi sâu trong đôi mắt lóe lên sát khí thật chắc chắn là thật rồi lý sơn vội vàng đáp và nói với vẻ thấp thỏm lo âu chỉ là tôi không ngờ bên cạnh ông chủ trương còn có cao thủ vương cảnh đỉnh phong nếu biết trước thì tôi đã không tới ông chủ trương nếu ông có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ lục vậy nhà họ lý không nhúng tay vào nữa tôi dẫn người đi ngay đây Lý Sơn vừa nói dứt lời đã chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Trương Quỳnh phẫn nộ quát, ông thật sự xem tôi là thằng ngu dễ lừa gạt sao. Bịch, Lý Sơn sợ đến mức quỳ xuống nói, ông chủ trương, tôi làm sao dám lừa ông chứ. Sau này, nhà họ Lý sẽ là tay sai của nhà họ Trương, sẽ xem ông chủ trương là người đứng đầu Ninh Châu. Ninh Châu chưa bao giờ xuất hiện cao thủ vương cảnh đỉnh phong, cho dù mạnh nhất cũng chỉ là vương cảnh hậu kỳ. Nhưng bây giờ nhà họ Trương xuất hiện tới hai cao thủ Vương cảnh đỉnh phong chứng tỏ phía sau có thể có gia tộc hàng đầu nâng đỡ. Nhà họ Lục có khả năng tồn tại một cao thủ Vương cảnh đỉnh phong đã làm nhà họ Lý thấy tuyệt vọng, thậm chí phải dẫn cao thủ trong gia tộc tới định lấy lòng. Bây giờ, nhà họ Trương xuất hiện hai cao thủ Vương cảnh đỉnh phong, Lý Sơn đâu dám phản kháng nữa. Lục Nguyên thông tuyệt vọng khi nhìn thấy Lý Sơn quỳ xuống xin tha. Ban đầu, lão thấy Lý Sơn dẫn người xuất hiện còn tưởng nhà họ Lục có hy vọng. Nhưng bây giờ, ngay cả Lý Sơn cũng quỳ xuống xin tha, nhà lão còn có hy vọng gì nữa. Bịch, hai chân lục nguyên thông mềm nhún, quỳ xuống đất, sau này, Ninh Châu sẽ lấy ông chủ trương làm người dẫn đầu, nhà họ lục bằng lòng thần phục. Lục Nguyên Thông quỳ xuống tương đương với gia tộc hàng đầu của cả Ninh Châu đều quỳ. Nhưng Trương Quỳnh lại cười híp mắt nhìn Lý Sơn nói với vẻ trêu tức, Lý Sơn, ông vẫn không hiểu ý của tôi. Ông chủ trương, nếu ông đã biết nhà họ lục chúng tôi không liên quan tới chuyện cao thủ nhà họ trương bị giết, có phải bây giờ nên tha cho nhà họ lục không? Lục Nguyên Thông vội nói ngay. Lão nhìn về phía Trương Quỳnh với mặt mong chờ. Trương Quỳnh cười híp mắt nói, tôi nghe nói nhà họ lục xuất hiện một cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều kinh ngạc. Vẻ mặt Lục Nguyên Thông trở nên ngượng gạo. Lão biết Dương Thanh rất mạnh lại chỉ biết đại khái về thực lực của anh nhưng nhà họ trương đã xuất hiện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong cho dù dương thanh có mạnh hơn nữa thì có thể làm thế nào ông chủ trương đó chỉ là tin đồn nhảm thôi sao nhà họ trương có thể có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chứ lục nguyên thông vội vàng phủ nhận lão biết rất rõ nhà họ trương muốn thì có thể dễ dàng tiêu diệt được nhà họ lục bọn họ muốn giết dương thanh cũng rất dễ chẳng qua dương thanh là cơ hội duy nhất của nhà họ lục nếu bây giờ anh bị giết cho dù nhà họ Trương không tiêu diệt nhà họ Lục, cũng sẽ có rất nhiều gia tộc khác giúp nhà họ Trương tiêu diệt bọn họ. Đây chính là hậu quả khi đắc tội gia tộc đứng đầu. Nếu vậy, sao lão phải khai ra Dương Thanh? Thật sao, mắt Trương Quỳnh hơi nheo lại, sâu trong đôi mắt ánh lên sát ý mãnh liệt. Lão ta dẫn người đến nhà họ Lục chính là muốn nhằm vào cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong lời đồn đại của nhà họ Lục. Chuyện tiêu diệt nhà họ Lý là ngoài ý muốn, bởi vì lão không ngờ lý sơn sẽ đích thân dẫn cao thủ trong gia tộc tới đây ban đầu lão ta còn không hiểu được lý do lý sơn phải dẫn cao thủ trong gia tộc tới nhà họ lục cố gắng giúp đỡ chung đối phó nhà mình nhưng bây giờ lão ta đã biết rồi rõ ràng lời đồn kia là sự thật nhà họ lục có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong xuất hiện nhà họ lý muốn mượn dao giết người nên mới tự biên tự diễn ra vở kịch gây xích mích như vậy chính là muốn mượn tay cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhà họ lục tiêu diệt nhà họ trương nhưng lý sơn không ngờ được trương quỳnh đã dẫn đến hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong nếu ông không biết vậy có thể chết được rồi trương quỳnh đột nhiên ra lệnh một tiếng giết một cao thủ vương cảnh đỉnh phong bước thẳng tới một chân đạp về phía lục nguyên thông bố chủ gia tộc người nhà họ lục đều tái mặt hét lên chói tai lục nguyên thông tuyệt vọng lão vốn định mượn sự trợ giúp của dương thanh để đưa nhà họ lục lên vị trí bá chủ ninh châu nhưng không ngờ hôm nay sẽ phải chết Phụt, trong sự hoàng sợ của mọi người, khi chân của tên vương cảnh đỉnh phong kia sắp va chạm vào lục nguyên thông, giữa chân mày của ông ta xuất hiện một lỗ máu làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cơ thể ông ta theo quán tính vẫn lao tới mấy mét mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Yên tĩnh không một tiếng động, giờ phút này, nhà họ lục rộng lớn yên tĩnh một cách đáng sợ. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn thi thể nằm trong vũng máu kia. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy một cao thủ vương cảnh đỉnh phong chết như vậy. Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong khác đứng bên cạnh Trương Quỳnh cũng đang run rẩy, ánh mắt đầy khiếp sợ. Không ngờ ông ta đã mạnh đến tầm này mà vẫn cảm nhận được một luồng áp lực ghê người đang vây quanh mình. Bịch, ông ta không có cách nào chịu được áp lực khủng khiếp này, cơ thể mềm nhũn và quỳ xuống. "Tiên, Tiền Bối, tôi, tôi không có ý xúc phạm, vẫn, vẫn mong Tiền Bối tha chấm TSA cho tôi, tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Ông ta sợ tới mức nói năng lộn xộn một cao thủ cùng cảnh giới với ông ta đã bị giết chết trong nháy mắt mà ông ta thậm chí còn chẳng biết là ai giết ông ta đâu còn dám ở lại đây nữa ông ta vừa dứt lời đã đứng dậy lảo đảo chạy đi phụt chấm nhất thời các cao thủ nhà họ trương đều quỳ xuống không ngừng dập đầu xin tha trái lại người nhà họ lục vẫn đứng yên tại chỗ vẻ mặt chấn động đầu óc đờ đẫn bọn họ không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ thấy người mạnh mẽ như thần tiên lần lượt chết ở nhà họ lục lục nguyên thông thoáng ngây người rồi mới lấy lại tinh thần lập tức mừng như điên lão không biết rốt cuộc là ai đã âm thầm ra tay giải quyết cao thủ nhà họ trương nhưng lão biết đối phương đang giúp nhà họ lục bây giờ lý sơn bị giết nhà họ lý cũng tương đương với bị tiêu diệt trương quỳnh bị dọa cho xón ra quần quỳ xuống xin tha sau này còn ai ở ninh châu dám đắc tội nhà họ lục nữa trương quỳnh ông cũng có ngày hôm nay à lục nguyên thông đắc ý phá lên cười. Lúc này Trương Quỳnh mới nhìn về phía Lục Nguyên Thông. Ban đầu lão ta tới là vì cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong trong lời đồn đại của nhà họ Lục, nhưng bây giờ còn chưa gặp được đối phương. Sợ rằng cao thủ nhà họ Lục không phải thực lực Vương Cảnh Đỉnh Phong mà là thần cảnh. Trương Quỳnh nghĩ tới đây, vội vàng cầu xin Lục Nguyên Thông, "Ông chủ Lục, tôi biết sai rồi, cầu xin ông nói giúp với vị đại nhân kia, sau này nhà họ Trương chúng tôi bằng lòng thần phục nhà họ Lục, Ninh Châu đều do ông định đoạt." vừa rồi còn là lục nguyên thông quỳ xuống xin trương quỳnh tha nhưng bây giờ đã ngược lại lục nguyên thông không mấy kích động lão biết rõ nếu cao thủ vừa âm thầm ra tay giúp đỡ nhà họ lục không hiện thân thì rõ ràng không muốn để cho bọn họ biết thân phận hơn nữa lão không biết thái độ của đối phương thế nào sao dám nói tha cho nhà họ trương về phần dương thanh lão chưa từng nghĩ tới anh dù sao dương thanh quá trẻ lão thấy thực lực của anh cùng lắm là vương cảnh đỉnh phong Tuyệt đối không thể là thần cảnh được. Hừ, có bằng lòng tha cho ông hay không không phải do tôi quyết định mà là do vị đại nhân kia." Lục Nguyên Thông lạnh lùng nói. Cho dù lão muốn giết Trương Quỳnh nhưng người trong bóng tối kia không ra tay, lão cũng không dám. Qua 10 phút vẫn không thấy người trong bóng tối giết cao thủ nhà họ Trương, Trương Quỳnh mới ý thức được đối phương chỉ giết hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong và có thể đã tha nhà họ Trương. Xem ra, vị đại nhân kia đã bỏ qua cho chúng ta rồi. Trương Quỳnh tự an ủi, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Thông nói: "Ông chủ Lục, vậy tôi có việc phải đi trước, nếu sau này có gì cần nhà họ Trương chúng tôi giúp đỡ, ông cứ việc nói." Lão ta vừa dứt lời, không chờ Lục Nguyên Thông nói gì đã vội vàng rời đi. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Trương đều đi hết. Lục Nguyên Thông đứng yên tại chỗ và cảm giác như mình đang nằm mơ. Không ngờ hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong bị giết chết ngay trước mắt lão như vậy. "Bố!" Lục Xuyên đi tới, kích động nhìn về phía Lục Nguyên Thông, "Bố, qua hôm nay, còn ai dám động vào nhà họ Lục chúng ta nữa?" Lục Nguyên Thông bảo mọi người rời đi, sau đó dẫn theo Lục Xuyên quay vào phòng. "Con nói xem, rốt cuộc là ai giúp chúng ta giết hai cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong nhà họ Trương?" Sau khi vào trong phòng, Lục Nguyên Thông nói với vẻ nghiêm trọng. Lục Xuyên nghiêm mặt, "Bố, bố nói xem có phải là cao thủ của gia tộc phía sau cậu nhỏ không?" "Hả?" Lục Nguyên Thông hơi kinh ngạc. Vừa rồi Lục Xuyên cũng nghi ngờ, rốt cuộc là ai có thể giết chết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, đã thế còn không hề xuất hiện. Cậu nhỏ trẻ đã nắm giữ thực lực vương cảnh đỉnh phong, thế lực sau lưng cậu nhỏ chắc chắn không đơn giản. Con đoán chắc chắn là gia tộc sau lưng cậu nhỏ đã tìm được cậu nhỏ nên vừa rồi mới ra tay, hẳn là cao thủ âm thầm bảo vệ cậu nhỏ đã làm. Lục Xuyên nghiêm mặt nói. Lục Nguyên thông chợt hiểu ra, thì ra là thế cùng lúc đó trương quỳnh đã dẫn người quay về gia tộc trong trang viên nhà họ trương hai thi thể của cao thu vương cảnh đỉnh phong được đặt trong một đại sảnh trong đại sảnh còn có ba lão già tóc bạc trắng đang ngồi trên vị trí chủ tọa lúc này ai nấy đều phẫn nộ trương quỳnh quỳ trước mặt ba người thấp thỏm lo âu nói ba vị đại nhân tất cả những lời tôi nói đều là sự thật nhà họ lục có một cao thủ thần bí đối phương còn chưa hiện thân đã giết chết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong Ba người im lặng rất lâu. Lão già ngồi phía bên trái đột nhiên nhìn lão già ngồi giữa, nghiêm giọng nói, "Bạch Phương, sợ là nhà họ Lục này có cao thủ thần cảnh thật, cho dù không phải thần cảnh thì thực lực của đối phương ít nhất cũng là bán bộ thần cảnh." Ông nói xem, tiếp theo liên minh Tam Vương chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào? Ông lão phía bên phải lạnh lùng nói, "Tiết Phương, còn phải hỏi Bạch Vương nên xử lý chuyện này thế nào à? Chỉ là một gia tộc nhỏ ở Ninh Châu làm sao có thể có cao thủ thần cảnh được?" Mã Vương, ý ông là sao?" Tiết Vương lạnh giọng hỏi. Mã Vương lạnh lùng đáp, cho dù nhà họ Lục có cao thủ che chở, nhiều nhất cũng chỉ là bán bộ thần cảnh. Bây giờ cả ba vương chúng ta đều đã bước vào bán bộ thần cảnh, chúng ta cứ dẫn cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong của Liên Minh Vương tộc cùng tới nhà họ Lục. Tôi không tin ba vương của Liên Minh Vương tộc chúng ta ra tay, nhà họ Lục còn có thể ngăn cản được." Bạch Vương ngồi ở vị trí chủ tọa không nói gì nhưng sắc mặt hơi thâm trầm. Trương Quỳnh quỳ dưới đất không dám thở mạnh. Dù sao cũng là lão ta dẫn theo hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của Liên Minh Vương tộc tới nhà họ Lục, bây giờ bọn họ đều chết mà lão ta còn sống sót quay về. Lão ta sợ Liên Minh Vương tộc sẽ trút hết tội lên đầu mình. Sau khi im lặng rất lâu, Bạch Phương đột nhiên nhìn về phía Trương Quỳnh hỏi, ông nói cao thủ thần bí của nhà họ Lục còn chưa xuất hiện đã giết chết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong nháy mắt à. Trương Quỳnh vội vàng gật đầu, đại nhân, lời tôi nói đều là sự thật nếu đại nhân không tin có thể hỏi những người đi cùng tôi bạch vương không nghi ngờ trương quỳnh vì biết lão ta không có cái gan đó ông lui xuống trước đi bạch vương chợt nói đến giờ phút này trương quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm và vội nói cảm ơn đại nhân sau khi trương quỳnh rời đi trong phòng chỉ còn lại có ba vị vương của liên minh vương tộc sắc mặt ai nấy đều rất khó coi ban đầu tôi còn tưởng muốn nắm được ninh châu nhỏ này sẽ không cần tốn bao nhiêu sức lực không ngờ chỉ một nhà họ lục lại có cao thủ thực lực ít nhất là bán bộ thần cảnh. Bạch Vương chợt nói. Bạch Vương, chẳng lẽ ông sợ rồi sao? Mã Vương nhíu mày hỏi với vẻ không vui. Tiết Vương cũng nhìn về phía Bạch Vương, ở địa phương nhỏ như Ninh Châu này sẽ không thể có cao thủ thần cảnh xuất hiện được. Bạch Vương gật đầu, không sai, ở đây quả thật không nên xuất hiện cao thủ thần cảnh nhưng chẳng may có thì sao. Trước đây, Liên minh vương tộc chúng ta huy hoàng tới mức nào? nhưng bây giờ liên minh năm vương tộc lớn ban đầu chỉ còn ba vương tộc lớn chúng ta còn liên minh. Bây giờ, triều châu dung chuyển, rất nhiều cao thủ lánh đời liên tục xuất hiện, chút thực lực của chúng ta đã không đủ sức rồi. Chẳng ai có thể bảo đảm ở Ninh Châu không xuất hiện cao thủ thần cảnh. Chúng ta thậm chí đã mất đi tư cách tranh vương ở Yến Đô, chỉ sợ lại xảy ra chuyện ở Ninh Châu thì liên minh vương tộc chúng ta sẽ sụp đổ mất. Bạch Vương lo lắng, không còn vẻ sắc bén như trước nữa. Từ khi bọn họ âm thầm liên hệ với lưu lão quái ở Miêu Thành, cố gắng nhờ lão ta giúp bọn họ khống chế Yến Đô nhưng thất bại, bọn họ mới ý thức được bây giờ các hoàng tộc lớn đã phái cao thủ thần cảnh đến chia cắt Yến Đô. Vương tộc tất nhiên không còn tư cách chia một chén súp ở Yến Đô nữa. Vì vậy, bọn họ quyết định rời khỏi Yến Đô tới Ninh Châu trước, dự định lấy Ninh Châu làm trung tâm, không ngừng khống chế các địa phương khác, cũng mở rộng sức ảnh hưởng của vương tộc. Nhưng bọn họ không ngờ mình mới tới Ninh Châu được mấy ngày đã mất tới hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Hừ, Mã Vương nghe Bạch Vương nói vậy, hừ lạnh nói, "Bạch Vương, bây giờ ông càng lúc càng nhát gan rồi." Với thực lực bán bộ thần cảnh của ba người chúng ta, cho dù là cao thủ thần cảnh sơ kỳ cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, ở Ninh Châu không thể có cao thủ thần cảnh. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không trấn áp được một gia tộc nhỏ ở Ninh Châu. Thấy vẻ mặt Bạch Vương khó coi, Tiết Vương vội vàng nói, Mã Vương, Bạch Vương lo lắng như vậy cũng không phải không có lý. Vương tộc đã không thể thua được nữa, một khi bị tổn thương quá nặng, sợ rằng ba vương tộc lớn chúng ta sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Vậy các ông nói xem nên làm gì bây giờ? Mã Vương kích động nói, bây giờ liên minh vương tộc đã mất quá nhiều cao thủ hàng đầu, đã có cao thủ vương cảnh đỉnh phong trong nhà họ Mã chúng tôi định rời đi. Nếu còn không thể nắm được Ninh Châu, chúng ta cứ cút luôn về vương thành của mình là được rồi. Rõ ràng những lời này của lão ta chỉ là lời nói lấy. Bạch Phương và Tiết Phương liếc nhìn nhau, Bạch Phương trấn an, Mã Vương, ông đừng nóng giận, tôi chỉ nói ra lo lắng của mình thôi. Liên Minh Vương tộc là liên minh của ba vương tộc lớn chúng ta chứ không phải do một mình tôi quyết định. Hơn nữa, tôi chưa từng nói sẽ không tới nhà họ Lục. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang thương lượng sao? Tiết Phương cũng vội nói, Bạch Phương nói rất đúng. Liên Minh Vương tộc không phải của riêng ai trong chúng ta mà là liên minh của ba vương tộc lớn có gì thì mọi người cùng nhau thương lượng đừng vì chút chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với nhau nghe bạch vương và tiết vương nói vậy sắc mặt mã vương mới dịu xuống nhưng vẫn kiên quyết nói nhà họ lục dám giết cao thủ của liên minh vương tộc chúng ta thì phải trả giá đắt đây chính là quan điểm của tôi tiết vương trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu tôi cũng cho rằng nhà họ lục nên trả giá đắt ninh châu là trạm thứ nhất để liên minh vương tộc chúng ta mở rộng thế lực nếu trạm thứ nhất thất bại, vậy sau này còn tiếp tục mở rộng thế nào? Theo ý tôi, Ninh Châu không thể có cao thủ thần cảnh, cho dù thật sự có cũng chắc chắn không giúp đỡ nhà họ Lục. Tôi biết rất rõ tình hình của nhà họ Lục, nhà đó không thể tiếp xúc được với cao thủ thần cảnh. Cao chủ vương cảnh trung kỳ đã là tồn tại mạnh nhất trong nhà họ Lục rồi. Bạch Vương nói, vậy phải giải thích thế nào về chuyện hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của chúng ta bị giết ở nhà họ Lục? Đây mới là điều lão ta lo lắng nhất. Mã Vương và Tiết Vương lập tức im lặng. Bọn họ không hiểu được điều này. Bây giờ bọn họ gần như có thể xác định nhà họ Lục đang che giấu một cao thủ hàng đầu, ít nhất là thực lực bán bộ thần cảnh. Nếu đã vậy, chúng ta biểu quyết xem có nên liên thủ trấn áp nhà họ Lục không. Bạch Phương trần nói, ai đồng ý đi tới nhà họ Lục thì giơ tay. Mã Vương giơ tay lên mà không hề do dự. Tiết Vương suy nghĩ một lát cũng giơ tay lên, tôi muốn đánh cược một lần. Bạch Phương gật đầu. Nếu Tiết Phương và Mã Vương đã quyết định sẽ liên thủ trấn áp nhà họ Lục, vậy thiểu số phục tùng đa số, chúng ta lập tức lên đường tới nhà họ Lục thôi. Được, chấm. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Lục Tinh Tuyết ở nhà họ Lục. Dương Thanh đứng một mình trong phòng đang nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn cố nhịn xuống, không để cho mình phát ra tiếng kêu rên nào. Trước đó, nhà họ Lục bị nhà họ Trương bao vây tấn công, anh đều nhận biết được. Cả nhà họ Lục đều ở trong phạm vi cảm nhận của anh. Cho nên khi Lục Nguyên Thông sắp bị giết, anh đã ra tay giết người ngoài ngàn mét. Anh chỉ dùng có hai hòn đá. Nhưng anh không ngờ sau lần ra tay này, bệnh đau đầu của anh lại tái phát, đầu anh đau đớn dữ dội như muốn vỡ ra. Thật lâu sau, cảm giác đau đớn này mới dần biến mất. Dương Thanh lau mồ hôi trên chán, sợ hãi nói, xem ra mình không thể dùng sức quá mức, nếu không có thể lại bị như vừa rồi. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Anh này, ông nội và bố tôi tới đang chờ anh ở đại sảnh giọng nói của lục tinh tuyết vang lên ở ngoài cửa được tôi ra ngay đây dương thanh đáp anh thay bộ quần áo sạch sẽ và đi ra ngoài chẳng mấy chốc dương thanh đã ra ngoài đại sảnh lục nguyên thông và lục xuyên đều đang ở đây cậu nhỏ thấy dương thanh đi ra hai người vội vàng đứng lên nhìn anh với ánh mắt cung kính ông lục chú lục hai người tìm cháu ạ à. dương thanh bình tĩnh bước tới trước mặt hai người và hỏi hà ha ha đúng là ông có chút việc cần làm phiền cháu lục nguyên thông giả vờ xấu hổ giọng điệu rất cung kính lục tinh tuyết và mục thiên thiên đều kinh ngạc trước cảnh tượng này cho dù trước đó lục nguyên thông có khách sáo với dương thanh nhưng chưa từng khách sáo như vậy là thế này ngay vừa nãy nhà họ trương dẫn cao thủ tới gây sự tuy chúng ta đã đuổi được họ về nhưng ông vẫn lo lắng vì nhà họ trương có thế lực rất mạnh nâng đỡ vẻ mặt lục nguyên thông càng lúc càng nghiêm trọng nói tiếp Ông lo lắng thế lực phía sau nhà họ Trương sẽ gây rắc rối cho nhà họ Lục nên hy vọng cháu có thể ra tay giúp đỡ. Cái gì? Sau khi Lục Tinh Tuyết nghe được tin này thì chấn động, "Ông nội, ông nói nhà họ Trương đã dẫn người tới gia tộc gây sự ạ?" Lục Nguyên thông gật đầu, "Là Trương Quỳnh tự mình dẫn cao thủ tới. Nhưng thật may vì có một cao thủ thần bí đã âm thầm ra tay giải quyết cao thủ do ông ta dẫn đến, ông ta mới đành dẫn người rời đi." Ông đã thương lượng với bố cháu rồi. Nhà họ Trương không thể có cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong, nếu có thì nhà họ Trương đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu. Cho nên hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong bên cạnh Trương Quỳnh chắc chắn đến từ thế lực mạnh hơn. Bây giờ có cao thủ thần bí âm thầm ra tay giải quyết hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong, thế lực phía sau Trương Quỳnh chắc chắn sẽ không bỏ qua nhà họ Lục. Lúc này, Lục Nguyên Thông rất lo lắng, Lục Xuyên cũng vậy. Ban đầu, sau khi hai cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong bên cạnh Trương Quỳnh bị giết, bọn họ còn rất vui mừng cho rằng sau này nhà họ Lục có thể có cơ hội nắm lấy Ninh Châu. Nhưng sau khi bình tĩnh, bọn họ suy nghĩ kỹ mới ý thức được chuyện này không hề đơn giản. Nhà họ Trương và nhà họ Lý là hai gia tộc lớn hàng đầu ở Ninh Châu, vẫn luôn tranh vị trí đứng đầu Ninh Châu. Nếu nhà họ Trương có cao thủ Vương Cảnh đỉnh phong từ trước, đừng nói là hai người, cho dù chỉ một người cũng đã tiêu diệt nhà họ Lý từ lâu, đâu cần phải chờ tới bây giờ vậy chỉ có thể nói rõ hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong này không phải là cao thủ nhà họ trương mà hai bố con lục nguyên thông và lục xuyên vẫn cho rằng cao thủ thần bí ra tay trước đó là người âm thầm bảo vệ dương thanh bất kể dương thanh có thể đối phó được với thế lực phía sau nhà họ trương hay không bọn họ tin tưởng thế lực đó vẫn sẽ đối phó với anh tới lúc đó cao thủ phía sau anh tuyệt đối không bỏ qua cho đám người này cho nên bọn họ nghĩ dương thanh là người duy nhất có thể cứu được nhà họ lục hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong Lục Tinh Tuyết hoảng sợ. Trong thế giới của cô ta, ông tề với thực lực vương cảnh trung kỳ đã là người rất mạnh rồi. Cô ta chưa từng gặp cao thủ vương cảnh hậu kỳ, cũng chỉ nghe nói nhà họ Lý và nhà họ Trương có. Nhưng bây giờ Lục Nguyên Thông lại nói hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong do Trương Quỳnh dẫn đến vừa bị một cao thủ thần bí giết chết. Mục Thiên Thiên cũng chấn động, thật lâu sau mới không nhịn được nói, cao thủ vương cảnh đỉnh phong mạnh tới mức nào? Không ngờ người lợi hại như thế lại bị giết chết dương thanh bình tĩnh nhìn về phía lục nguyên thông nói ông yên tâm nếu nhà họ lục thật sự gặp nguy hiểm cháu sẽ ra tay ha ha được vậy cảm ơn cháu lục nguyên thông kích động vội vàng nói cảm ơn chỉ cần dương thanh bằng lòng ra tay nhà họ lục chắc chắn có thể đối phó được với thế lực phía sau trương quỳnh đến lúc đó bọn họ lại có cơ hội đứng đầu ninh châu không được nào ngờ lục tinh tuyết lập tức phản đối ông nội ông cũng nói hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của thế lực phía sau nhà họ trương đã chết nếu bọn họ tới nhà họ lục chắc chắn sẽ phái ra cao thủ càng lợi hại hơn dù anh ấy rất lợi hại nhưng không thể là đối thủ của họ được ông bảo anh ấy ra tay là đang hại anh ấy đấy mục thiên thiên cũng vội vàng gật đầu đúng vậy đúng vậy cháu nghe nói mạnh hơn vương cảnh đỉnh phong là bán bộ thần cảnh lên nữa chính là cao thủ thần cảnh ông lục vừa nói một cao thủ thần bí giết hai cao thủ vương cảnh đỉnh phong của thế lực phía sau nhà họ trương vậy thực lực của cao thủ thần bí này ít nhất phải là bán bộ thần cảnh thậm chí là thần cảnh thế lực phía sau nhà họ trương không thể không nghĩ tới điểm này nếu họ muốn tới nhà họ lục thì chắc chắn sẽ phái ra cao thủ bán bộ thần cảnh thậm chí là cao thủ thần cảnh sao anh ấy có thể đối phó được chứ hai chị em ra sức phản đối các cô tuyệt đối sẽ không để cho dương thanh phải mạo hiểm sắc mặt lục nguyên thông và lục xuyên rất khó coi bọn họ khó khăn lắm mới nhận được sự đồng ý của dương thanh kết quả không ngờ lục tinh tuyết và mục thiên thiên lại đưa ra ý kiến phản đối bọn họ sợ rằng dương thanh đổi ý lục xuyên tức giận quát câm miệng hai đứa biết cái gì chứ hai đứa hoàn toàn không biết gì về sự lợi hại của cậu ấy bây giờ nhà họ lục đang trong lúc sống chết tồn vong nếu cậu ấy không ra tay thì nhà chúng ta sẽ bị tiêu diệt đấy Lẽ nào hai đứa muốn trơ mắt nhìn người nhà họ Lục bị thế lực phía sau nhà họ Trương giết sạch à? Sau khi quát mắng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên, Lục Xuyên vội vàng nhìn về phía Dương Thanh nói với vẻ cầu xin, "Chú đoán cháu có lai lịch không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, bây giờ chỉ có cháu mới có khả năng cứu được nhà họ Lục thôi. Chú xin thầy cháu tình mấy ngày qua mà ra tay che chở cho nhà họ Lục, nhà chú sẽ vô cùng biết ơn." Lục Nguyên Thông cũng vội vàng cầu xin. Hai mắt Lục Tinh Tuyết đỏ hoe, môi mím chặt cô ta không muốn dương thanh bị kéo vào cuộc tranh đấu của nhà họ lục mà anh không ra tay thì nhà bọn họ sẽ bị tiêu diệt nhưng dù dương thanh ra tay lẽ nào có thể cứu được nhà họ lục sao ông nội hay là chúng ta từ bỏ ninh châu vậy nhân lúc thế lực phía sau nhà họ trương còn chưa tới chúng ta cho người trong gia tộc rời khỏi ninh châu lục tinh tuyết đột nhiên nói đây là cách tốt nhất mà cô ta có thể nghĩ ra được không chỉ người nhà họ lục có thể tránh bị giết cũng có thể giúp Dương Thanh khỏi bị thế lực phía sau nhà họ Trương để mắt tới. Câm miệng, chấm. Sau khi Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên rời đi, Mục Thiên Thiên vội nói, anh, nếu thế lực phía sau nhà họ Trương dẫn người đến, anh tuyệt đối đừng ra đấy. Ngay cả cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn bị giết, cho dù anh có ra tay cũng không làm được gì đâu. Anh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Lục Tinh Tuyết cũng đỏ mắt nói, anh, em biết anh rất lợi hại nhưng lần này nhà họ Lục phải đối mặt với kẻ địch rất mạnh. Cô ta nói xong, đột nhiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Dương Thanh, nước nở nói, anh, trong tấm thẻ này là tất cả số tiền em có được, chắc được tầm 4, 5 triệu đấy. Anh cầm số tiền này và rời đi, tuyệt đối đừng quay về. Mục Thiên Thiên cũng vội vàng lấy ra một thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Dương Thanh, anh, em có hơn một triệu, anh cũng cầm lấy. Dương Thanh rất cảm động khi thấy Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên sốt ruột rục mình rời đi. Anh mau đi đi, lục tinh tuyết thấy dương thanh vẫn đứng yên thì lập tức sốt ruột vội vàng dục hai mắt mục thiên thiên cũng đỏ hoe nói với dương thanh anh ơi anh nhất định phải rời đi bình an không cần lo cho bọn em đâu anh đi mau đi dương thanh lắc đầu trả tấm thẻ ngân hàng lại cho lục tinh tuyết và mục thiên thiên rồi dịu dàng nói sao anh có thể bỏ các em lại mà đi được chứ anh đừng làm chuyện ngu ngốc bọn em không có cách nào rời đi nhưng với thực lực của anh muốn rời khỏi đây vẫn rất dễ dàng Lục Tinh Tuyết còn chưa nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời, "Được rồi, các em không cần khuyên nữa, anh sẽ không rời đi đâu. Các em yên tâm, nếu thế lực phía sau nhà họ Trương thật sự dám đến nhà họ Lục, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng." Lúc này, vẻ mặt Dương Thanh ngạo nghễ, trên người lộ ra sự uy nghiêm. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên nhìn tới ngây người, dường như có thể thấy trên người Dương Thanh phát sáng. "Anh," Lục Tinh Tuyết vẫn muốn khuyên nhưng bị Dương Thanh ngắt lời, "Các em tin anh không?" đương nhiên bọn em tin anh nhưng bây giờ không phải là vấn đề tin hay không anh không biết cao thủ vương cảnh đỉnh phong mạnh tới mức nào đâu lục tinh tuyết đỏ mắt nói em nghe nói cho dù là chủ của năm vương tộc lớn chiêu châu cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong lần này đối thủ thật sự rất mạnh đấy nhưng mặc kệ lục tinh tuyết và mục thiên thiên khuyên thế nào dương thanh vẫn không chịu rời đi anh không biết tại sao luôn thấy buồn bực cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi là ký ức của mình sẽ khôi phục giống như gà con sắp phá vỏ chui ra vậy vỏ trứng đã có vết nứt chỉ cần anh cố gắng thêm một chút là có thể phá vỡ vỏ trứng nhưng anh không có cách nào dùng sức chỉ cần vừa dùng sức là đầu đau như muốn vỡ ra không sao chịu nổi tới rồi đúng lúc này dương thanh đột nhiên nhìn về phía lối vào của trang viên nhà họ lục và nói ông chủ không xong rồi trương quỳnh lại dẫn người đến một người giúp việc hoảng sợ xông vào trong phòng của Lục Nguyên Thông và kêu to. Cuối cùng vẫn phải đối mặt sao, vẻ mặt Lục Nguyên Thông nghiêm trọng, chậm rãi đứng dậy và nói, chúng ta đi thôi. Lục Xuyên và ông Tề đi theo hai bên người lão. Cao thủ nhà họ Lục đều tập trung ở bên ngoài. Lục Nguyên Thông đứng phía trước, sau lưng còn có rất nhiều người. Bọn họ chỉ thấy từng chiếc xe Rolls Royce lần lượt chạy vào và đỗ lại trong trang viên nhà họ Lục. Ngay sau đó, Trương Quỳnh từ trong một chiếc xe bước ra. Lục Nguyên Thông hoảng sợ khi thấy lão ta vội vàng chạy tới một chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh, tự mình mở cửa xe ra, người hơi cúi xuống nói với vẻ nịnh nọt: Bạch Phương, chúng ta đã tới nhà họ Lục rồi. Ngài bước chậm thôi. ầm, giờ phút này đầu óc Lục Nguyên Thông chấn động mạnh, vẻ mặt tuyệt vọng. Trương Quỳnh là một trong hai chủ gia tộc mạnh nhất ở Ninh Châu, bây giờ lại đi mở cửa cho người khác giống như một con chó nhật. Quan trọng hơn, Trương Quỳnh còn gọi đối phương là Bạch Phương khắp cả chiêu châu có mấy người có thể được gọi là vương bạch vương đó không phải là chủ của vương tộc họ bạch một trong năm vương tộc lớn ở chiêu châu sao lục xuyên cũng tuyệt vọng và hoảng sợ nói sao sao có thể như vậy được chấm lúc này dương thanh cực kỳ bá đạo thẳng thừng yêu cầu ba vị vương của liên minh vương tộc tới gặp mình lục nguyên thông sợ tới suýt khóc cháu trai à cháu hẳn không biết thế lực sau lưng trương quỳnh chính là ba vương tộc nằm trong năm vương tộc lớn nhất của chiêu châu này hiện bọn họ đã hợp thành liên minh vương tộc trong khắp chiêu châu thực lực của vương tộc chỉ đứng sau hoàng tộc thôi đấy ông biết cháu có lai lịch hơn người nhưng mấy vị đại nhân kia đã chỉ đích danh muốn gặp cháu bọn họ là ba vị vương của liên minh vương tộc đấy cháu có biết vị trí của bọn họ ở chiêu châu này là như thế nào không bọn họ là chủ của vương tộc chiếm cứ cả một tòa thành chứ chẳng phải người thường đâu lục nguyên thông đau khổ cầu khẩn vẻ mặt đáng thương cháu trai coi như ông xin cháu cháu đi với ông ra gặp bọn họ đi, nếu không nhà họ Lục sẽ thực sự bị hủy diệt mất thôi. Cầu xin cháu nể tình nhà họ Lục có ơn cứu mạng cháu, giúp nhà ông lần này đi, được không? Chớ thấy Lục Nguyên Thông cầu xin thảm thiết thế mà thấy đau lòng dùm lão, Dương Thanh biết rõ, Lục Nguyên Thông đang muốn anh đi chịu chết thay để giảm lửa giận của Liên Minh Vương tộc kia. Ông chủ Lục, người cứu cháu là Tinh Tuyết và Thiên Thiên, không liên quan gì đến nhà họ Lục ông cả. Dương Thanh lạnh lùng nói, cháu chỉ nói một lần nữa nếu bọn họ muốn gặp cháu thì bảo bọn họ tự lăn tới đây. Mày, rốt cuộc, Lục Nguyên Thông cũng không nhịn nổi nữa bèn giữ dần quát lớn, danh con, mày đừng tưởng có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Lần này, người muốn gặp mày chính là các vị vương của liên minh vương tộc, mày còn dám bảo bọn họ tự tới gặp, thật đúng là chán sống. Nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ giúp mày một tay, để tao đi nói lại với họ, cho họ biết mày ngung cuồng cỡ nào. Dứt lời, lão hầm hầm bỏ đi lục nguyên thông vừa nhấc chân đi lục tinh tuyết và mục thiên thiên lập tức nóng ruột anh đi mau đi tranh thủ lúc bọn họ còn chưa tới anh vẫn còn cơ hội trốn đi lục tinh tuyết cầm tay dương thanh kích động nói mục thiên thiên cũng lộ vẻ sốt ruột khuyên bảo anh chịu khó nghe chị tinh tuyết mau rời khỏi đây đi vương tộc rất mạnh người thường như chúng ta không thể nào đối phó được đâu dương thanh khẽ lắc đầu đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về một phía nói nếu anh rời khỏi đây, các em đều sẽ phải chết. Yên tâm đi, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào gây thương tổn cho các em. Anh đã cảm nhận được sự dao động của những hơi thở võ thuật rất mạnh từ bên ngoài. Nhưng tất nhiên, nói mạnh chỉ là so với các cao thủ bình thường mà thôi, nếu so với anh thì có gộp sức mạnh của tất cả những người đó lại cũng không thể động tới một sợi tóc của anh. Nói gì thì nói, Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều có ơn với anh, trong tình huống này mà rời khỏi đây sẽ là hại hai người họ. Lúc này, Lục Nguyên Thông đã xông ra ngoài, quỳ trước mặt ba vị vương, cầu xin: "Thưa các vị đại nhân, thằng danh kia không chịu nghe tôi, nó nói các vị muốn gặp nó thì tự lăn đến đó." "Cái gì?" Mã Vương nổi giận đùng đùng, quát: "Khốn kiếp, nó muốn chết rồi sao?" Tiết Vương và Bạch Vương cũng sa sầm mặt xuống, với thân phận của bọn họ lúc này, tuy không thể so sánh với người của hoàng tộc nhưng ở một Ninh Châu nho nhỏ, trong một gia tộc còn con lại có người dám đối xử với họ như thế thì thật không thể chịu được để tôi đi giết thằng danh kia mã vương hầm hừ nói sau đó cất bước muốn đi tìm dương thanh tính sổ chờ chút bạch phương quát gọi lại nếu muốn đi chúng ta cùng đi tiết phương gật đầu hít mắt nói tôi thật muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám bảo chúng ta lăn tới gặp nó dẫn đường đi bạch phương ra lệnh lục nguyên thông vội vàng đi trước dẫn đường mặc dù vẫn hơi lo lắng về vị cao thủ thần bí của nhà họ lục liệu có lai lịch lớn thế nào nhưng dù sao bọn họ cũng là chủ của các phương tộc bị làm nhục thế này quả thật rất mất mặt dương thanh vẫn bình thản ngồi đợi trong nhà lục tinh tuyết lục tinh tuyết và mục thiên thiên vẫn không ngừng khuyên bảo anh đi mau người tới rồi giờ có muốn đi cũng không đi được đâu dương thanh bỗng nói bọn họ tới rồi lục tinh tuyết và mục thiên thiên đều giật nảy mình dầm một giây tiếp theo một tiếng động lớn vang lên cửa chính của biệt thự bị đá văng thưa các vị đại nhân thằng danh ngông cuồng kia đang ở trong này ạ. À. Ngay sau đó, giọng nói của Lục Nguyên Thông vang lên ngoài cửa. Tôi muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám lớn lối đến mức muốn ba vị vương chúng tôi lăn tới gặp mặt. Mã vương dẫn đầu đoàn người bước vào nhà. Nhưng lão ta vừa mới xông vào phòng khách đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên sofa, bình thản nhìn về phía mình. Thấy rõ gương mặt đó, chân mã vương lập tức cứng đờ, sợ hãi tột cùng, thân thể cũng run lên lẩy bẩy như không thể khống chế. Mã Vương, ông làm sao thế? Chớ có cản đường, đi nhanh lên." Tiết Phương bất mãn nói, sau đó lướt qua bên cạnh Mã Vương tiến vào. "Mã Vương, Tiết Phương còn đang muốn nói gì đó, mắt cũng đã thấy rõ gương mặt dương thanh." Trong một tích tắc, Tiết Phương cảm thấy như vừa bị sét đánh trúng đầu, toàn thân cứng đờ, không thể nhấc chân. "Các ông đứng ngẩn ra đó làm gì?" Lúc này, Bạch Phương cùng bước vào, nhìn Mã Vương và Tiết Phương đứng ngây người tại chỗ, nghi hoặc hỏi. Lục Nguyên Thông còn nịnh nọt nói: "Thưa Bạch Phương đại nhân, đây chính là thằng danh không biết trên dưới dám bảo các vị lăn tới gặp nó đấy ạ. À? Nó chỉ là một thằng vô dụng được cháu gái tôi cứu về mà thôi, ngài không cần nể mặt chúng tôi làm gì, có giết nó cũng không liên quan gì đến nhà chúng tôi đâu ạ." À. Bạch Phương cười nhạt một tiếng, "Thế hả?" Nhìn theo tay Lục Nguyên Thông chỉ, lão ta thấy một bóng người quen thuộc, lập tức, nụ cười như đóng băng lại trên mặt lão ta, một cảm giác lạnh lẽo khủng bố từ gót chân chậm chậm leo thẳng lên đỉnh đầu Bạch Phương cậu, cậu Thanh, Bạch Phương sợ đến sắp khóc, lão ta nhìn Dương Thanh như vừa nhìn thấy quỷ. Mới trước đó bọn họ còn đang nói với nhau, trừ Dương Thanh ra, trước nay chưa từng thấy vị cao thủ nào chưa tới 30 đã có thể bước vào cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Vốn còn tưởng sắp được thấy vị thiên tài võ thuật thứ hai trên đời, nào ngờ vị thiên tài võ thuật này lại chính là Dương Thanh. Bạch Phương, các ngài mau giết nó đi ạ, à, không cần nể mặt nhà họ lục chúng tôi đâu, thằng danh này dám ỉ vào thực lực cao cường mà ngang ngược làm sằng làm bậy trong nhà chúng tôi, tôi đã chướng mắt với nó lâu nay. Lục Nguyên Thông vẫn chưa nhận ra ba vị vương đang sợ hãi thế nào, còn luôn miệng chỉ trích Dương Thanh. Vừa thấy ba người kia, Dương Thanh lập tức nhíu chặt mày, không biết vì sao, anh cứ có cảm giác mình đã từng quen biết ba người đó. Người khác có thể không nghe ra, nhưng vừa rồi anh nghe rõ mồn một, một, lão giả Bạch Vương kia vừa gọi anh là cậu Thanh. Mình tên là Thanh sao? Thấy Dương Thanh chỉ nhìn mình không nói câu nào, ba vị vương đều có cảm giác bị một áp lực cực lớn đè lên trái tim. Từ lần trước, khi tổ chức cuộc đấu tranh ngôi vương của Yến Đô, bọn họ tính tới Yến Đô tính tranh cướp quyền thừa kế đế thôn, nhưng lại nghe nói Dương Thanh đấu với cao thủ siêu phàm cảnh mà không bại, bọn họ đã hoàn toàn gạt bỏ lòng hận thù Dương Thanh rồi. Chớ nói gì đến cao thủ siêu phàm cảnh, chỉ một cao thủ mới bước vào thần cảnh thôi cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt liên minh vương tộc này bịch, 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 ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của nhà nhà họ Lục, Bạch Vương, Tiết Vương và Mã Vương đều quỳ hai gối xuống đất. Cậu Thanh, chúng tôi không biết cậu đang ở đây, không có ý dám mạo phạm thần uy của cậu, xin cậu thứ tội. Thưa cậu Thanh, chúng tôi biết tội rồi, thực sự biết tội rồi ạ, à. chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ cút khỏi Ninh Châu ngay bây giờ. Không chỉ cút khỏi Ninh Châu, chúng tôi có thể về ngay Vương Thành của chúng tôi, thề không bao giờ bước chân ra khỏi Vương Thành nữa, chỉ cầu xin cậu Thanh có thể tha cho chúng tôi một lần. Ba vị vương của liên minh vương tộc đều đồng thanh cầu xin, ai nấy đều sợ hãi ra mặt. Ầm, cảnh tượng này khiến những kẻ còn lại đều sợ ngây ra. Lục Nguyên Thông còn đang hăng say chỉ trích Dương Thanh, tính đẩy Dương Thanh ra gánh lửa giận của ba vị vương thay cho gia tộc mình, thấy thế bèn trợn to mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi. Lục Xuyên cũng trợn trừng hai mắt, tưởng mình đang nằm mơ. Đối với họ, vương tộc chẳng khác nào những gia tộc lớn chỉ có trong truyền thuyết, nhưng lúc này, những vị đứng đầu các gia tộc lớn trong truyền thuyết ấy lại đang quỳ dưới chân Dương Thanh, khẩn khoản cầu xin. Lục tinh tuyết và mục thiên thiên cũng mở to mắt nhìn, há hốc miệng vì quá khiếp sợ. Thấy ba vị vương như vậy, đáy mắt Dương Thanh thoáng lóe lên một tia mừng rỡ tột cùng, bọn họ nhận ra mình, vậy chẳng phải anh sắp có thể biết được thân phận của mình rồi. Các người nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi là ai? Dương Thanh nhìn ba vị vương quỳ dưới chân mình, kích động hỏi. Dương Thanh vừa hỏi, ba vị vương lập tức trợn mắt nhìn nhau, lát sau mới hoảng hồn bừng tỉnh, chợt nhớ ra, vừa rồi Lục Nguyên Thông đã nói với bọn họ, Dương Thanh mất trí nhớ. Chẳng lẽ, cậu ấy thực sự mất hết ký ức rồi, ngay cả bọn họ là ai cũng không nhớ. Nghĩ tới đây, cả ba đều lộ vẻ mừng rỡ. Dẫu sao hai bên cũng có oán thủ rất lớn, nếu Dương Thanh nhớ rõ mọi chuyện, bọn họ hẳn sẽ chết chắc rồi. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên cũng nhìn về phía ba vị vương, ánh mắt đầy mong đợi, tuy hai cô không rõ vì sao ba vị đại nhân này lại quỳ trước mặt Dương Thanh xin tha, nhưng so với nguyên nhân việc này, các cô càng muốn biết thân phận chân thật của Dương Thanh, muốn biết liệu anh đã lập gia đình hay chưa. "Cậu Thanh, cậu không nhận ra chúng tôi ạ?" À? Bạch Phương thận trọng dè dặt hỏi. Tiết Phương và Mã Vương cũng chờ mong nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, "Trả lời câu hỏi của tôi đi." Bạch Vương hoảng sợ, vội vàng thưa, "Tôi nói, tôi xin nói ngay." Cậu Thanh, tên cậu là Dương Thanh, 6 năm trước cậu mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Tuy cảm thấy may mắn vì Dương Thanh đã mất trí nhớ nhưng Bạch Vương cũng không dám giấu giếm điều gì, Thanh thật thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến Dương Thanh từ sau khi tốt nghiệp đại học. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên biết Dương Thanh đã kết hôn và có một đứa con gái thì đều lộ vẻ thất vọng lắm. Nhất là Lục Tinh Tuyết, nước mắt đã chảy ướt mặt. Cô ta đã sớm nhận ra, mình có tình cảm với người thanh niên mới gặp chưa lâu này, Chẳng ngờ Dương Thanh đã kết hôn. Còn Lục Nguyên Thông, sau khi biết thân phận của Dương Thanh, lão đã tuyệt vọng hoàn toàn. Nghĩ tới vừa rồi mình còn gào thét mắng chửi Dương Thanh, thậm chí còn dọa nạt anh, lão sợ trắng mặt. Bịch, Lục Nguyên Thông quỳ phịch xuống, thấp thỏm nói, "Cậu Thanh, tôi không biết cậu lại là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, tôi không nên sằng bậy xúc phạm cậu, tôi biết lỗi rồi, xin cậu nể mặt tinh tuyết tha cho tôi lần này." Lục Xuyên cũng quỳ xuống, Cậu Thanh, bố tôi cũng là bị ép đến đường cùng mới mạo phạm đến cậu, xin cậu cho nhà chúng tôi một con đường sống. Trương Quỳnh, người đứng đầu nhà họ Trương cùng đi vào đây với bọn họ lúc này cũng đã khiếp sợ tột cùng. Một người thanh niên có thể khiến cho ba vị vương của ba vương tộc quỳ xuống cầu xin như vậy, người này phải có thân phận lớn cỡ nào? Dương Thanh lúc này hoàn toàn không có tâm trạng nghe bọn họ lại nhảy, anh chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về mình. Anh chỉ vào ba người bọn bạch vương, nói, ngoài ba người họ. Những người khác ra ngoài hết đi. Vâng, Lục Nguyên thông vội vàng thưa, sau đó dẫn người nhà mình rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, Lục Tinh Tuyết còn nhìn Dương Thanh thật chăm chú một lát mới cất bước ra ngoài. Đợi sau khi những người đó đều đã ra khỏi phòng, trong biệt thự chỉ còn lại Dương Thanh và ba vị vương. Ba vị vương đều lộ vẻ căng thẳng, không biết Dương Thanh giữ bọn họ lại để làm gì. Những điều các ông vừa nói vẫn còn chưa đủ, đúng không? dương thanh nheo mắt nhìn về phía ba người lạnh lẽo nói nếu tôi đoán không nhầm giữa tôi và các ông hẳn có mối ân oán nào đó chỉ cần các ông kể lại toàn bộ những việc liên quan đến tôi cho tôi biết những ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ nghe vậy ba vị vương đều thoáng do dự không phải bọn họ không tin lời dương thanh lúc này mà chỉ lo sợ về thái độ của dương thanh sau khi khôi phục ký ức nếu bây giờ lừa dối một chút bọn họ còn có thể rời khỏi đây về vương thành của mình cũng có thể an tâm sống nốt quãng đời còn lại nhưng nếu bây giờ kể lại hết cho dương thanh dương thanh thật sự sẽ bỏ qua cho bọn họ sao như thể đã nhìn ra suy nghĩ của bọn họ một luồng uy lực võ thuật khủng bố đột nhiên tràn ra từ trên người dương thanh nháy mắt đã bao trùm ba vị vương nếu không chịu nói tôi sẽ giết các ông ngay bây giờ dương thanh đe dọa nói xong luồng khí thế kia lập tức biến mất ba vị vương như vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng há miệng ra sức hô hấp con người tràn đầy sợ hãi thực ra vừa rồi chúng tôi có giấu một ít chuyện. Bạch Phương không dám tiếp tục giấu giếm, đành phải kể tỉ mỉ cho Dương Thanh nghe. Lão kể lại toàn bộ sự việc, cả chuyện liên minh vương tộc bọn họ bắt tay với lưu lão quái của Miêu Thành, nỗ lực giết Dương Thanh, sau đó bọn họ ở giữa ngư ông đắc lợi. May mắn thay, dù đã kể toàn bộ mọi chuyện, Dương Thanh vẫn không hề nổi giận, sắc mặt vẫn bình thản như trước. Cậu Thanh, trước kia chúng tôi quá ngu xuẩn, không biết cậu mạnh đến thế, hiện chúng tôi đã biết rồi, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không gây chuyện phiền phức với cậu nữa đâu. Bạch Vương vội bảo đảm, xin cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi một lần. Sau này, liên minh vương tộc chúng tôi sẽ chỉ tuân theo lệnh của cậu mà làm việc. Đúng đúng đúng, từ nay chúng tôi xin được quy thuận cậu, tuyệt đối sẽ không phản bội. Xin cậu hãy thu nhận chúng tôi ạ. À. Tiết Vương và Mã Vương cũng vội vàng lên tiếng phụ họa. Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ có thể tạo mối quan hệ với Dương Thanh nếu như có thể bắt được cơ hội này thành lập quan hệ tốt đợi khi dương thanh khôi phục ký ức có lẽ sẽ không làm khó bọn họ chưa biết chừng còn có thể trọng dụng bọn họ dương thanh không đáp chỉ trầm mặc suy tư không rõ là đang nghĩ gì hồi lâu sau anh mới lên tiếng vậy các ông có thể liên lạc với vợ và anh em của tôi không ba người kia đều lắp đầu mấy ngày nay những chuyện về dương thanh bọn họ cũng được nghe khá nhiều tuy vậy chuyện nghe được cũng chỉ là dương thanh có xích mích với một nhân vật siêu phàm cảnh quan trọng nào đó sau phải mang theo người thân trốn đi người thân của anh đang ở nơi nào đúng là bọn họ không biết thấy bọn họ lắc đầu dương thanh cũng hơi thất vọng nhưng vẫn còn may nay đã biết được thân phận của mình chỉ cần trở lại yến đô từ từ sẽ tìm được người thân thưa cậu thanh tôi đề nghị tạm thời cậu không nên trở về bỗng tiết phương lên tiếng không trở về dương thanh nhíu mày Nhìn Tiết Phương. Tiết Phương vội giải thích, bây giờ cậu còn chưa khôi phục ký ức, rốt của cậu đã mất trí nhớ ra sao cũng còn chưa rõ lắm. Hơn nữa, trước kia vì sao cậu phải mang những người thân bên cạnh mình đi? Tôi đoán là, nhất định cậu đã có xích mích với một người rất mạnh, mà những người này đã mạnh đến độ ngay chính cậu cũng không thể đối phó, cho nên mới phải đưa người thân rời khỏi yến đô. Nếu lúc này cậu trở về, người thân của cậu hay tin, nhất định cũng sẽ quay về đó. Nói đến đây, Tiết Phương lại im bặt, nhưng lão ta tin Dương Thanh đã hiểu ý mình. Dương Thanh cũng trầm mặc, nét mặt thoáng vặn vẹo, như là đang cực kỳ đau đớn. Ngay vừa rồi, trong đầu anh chợt lóe lên một bóng người, ở đỉnh Ninh Sơn, anh thấy một bà lão muốn giết anh. Chỉ có điều, bóng người này mờ ảo quá, anh không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cậu Thanh, cậu có sao không? Một lúc sau, Bạch Phương mới rẻ giặt hỏi. Dương Thanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường, anh nhìn tiết phương nói cảm ơn tiết phương hơi giật mình kinh sợ vui mừng thưa cậu khách sáo rồi các ông đã có lòng muốn đi theo tôi vậy tôi sẽ cho các ông một cơ hội trong thời gian này tôi sẽ tiếp tục ở lại ninh châu về tung tích của tôi tuyệt đối phải bảo mật dương thanh trầm giọng dặn nghe thấy dương thanh đồng ý cho bọn họ đi theo ba vị vương lập tức hồi hộp đến thở gấp những người khác có lẽ không rõ nhưng bọn họ lại biết rằng dương thanh là cao thủ có thể đánh ngang tay với bậc siêu phàm cảnh Loại cao thủ đẳng cấp cỡ này, dù là hoàng tộc cũng phải ngưỡng vọng. Nếu lúc này có thể đi theo Dương Thanh, ngày sau, địa vị của Liên Minh Vương tộc sẽ lên như diều gặp gió. Cậu Thanh, xin cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để tin này truyền ra ngoài. Ba vị vương bảo đảm. Chỉ có điều, người nhà họ Lục hiện đã biết thân phận của cậu. Mã Vương bỗng lên tiếng, phát biểu một cách tùy tiện, "Cậu Thanh, hay là để tôi đi diệt sạch bọn họ?" Hừ. Dương Thanh lập tức cau mày, lạnh lẽo nhìn mã vương nói ông dám tổn thương một người của nhà họ lục tôi sẽ tự tay lấy mạng ông nghe vậy mã vương hoảng sợ thấp thỏm vội quỳ xuống cậu thanh tôi nói sai rồi đứng lên đi dương thanh lạnh nhạt bảo lúc này bên ngoài biệt thự bố thật không ngờ cậu ấy lại có thân phận cao quý đến như vậy lục xuyên kinh ngạc nói lục nguyên thông đến giờ vẫn nóng ruột như ngồi trên đống lửa lão vội nhìn lục tinh tuyết nói tinh tuyết Ông xin cháu đó, lát cháu hãy cầu xin cậu thanh tha cho ông lần này đi. Trước đấy, ông cũng bị ép bất đắc dĩ mới đối xử với cậu ấy như vậy, cháu nhất định phải giúp ông, nếu không, ông sẽ bị giết thật đấy. Lục Tinh Tuyết nhìn Lục Nguyên Thông, đỏ mắt lên, nói, ông nội, lần này, ông thật sự sai rồi. Nhưng ông yên tâm, cháu sẽ cầu xin anh ấy cho ông. Đúng lúc này, giọng Dương Thanh bỗng vang lên, tất cả vào đi. Vừa nghe Dương Thanh nói vậy, cửa biệt thự chợt mở tung, lục nguyên thông và lục xuyên khẩn trương nhìn lục tinh tuyết một cái vội vã bước vào bịch vừa đi vào phòng khách hai bố con lục nguyên thông và lục xuyên đã quỳ phịch xuống đất cậu thanh chúng tôi biết tội rồi cầu xin cậu nể mặt tinh tuyết tha cho nhà chúng tôi một lần hai bố con vội vã cầu xin các ông đứng lên đi dương thanh bình thản nói đối với thái độ trở mặt như lật sách của hai bố con nhà này dương thanh rất không ưa nhưng bọn họ dù sao cũng là ông và bố đẻ của lục tinh tuyết cậu thanh vậy là cậu chịu tha thứ cho chúng tôi rồi lục nguyên thông kích động nói dương thanh nhíu mày nếu các ông không hy vọng tôi bỏ qua thì cứ tiếp tục quỳ đi nghe vậy hai bố con kia nào dám quỳ tiếp đều hấp tấp đứng lên lục tinh tuyết và mục thiên thiên đều nhìn về phía dương thanh ánh mắt cực kỳ phức tạp hai cô biết đời này mối quan hệ giữa họ và dương thanh đã không thể giống như trước kia nữa khi hai cô gái nhìn về phía mình dương thanh cũng nhìn lại lục tinh tuyết lát sau anh mới nói, xin lỗi. Hai chữ này như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Lục Tinh Tuyết. Có lẽ người ngoài không hay vì sao Dương Thanh lại nói lời xin lỗi với Lục Tinh Tuyết, nhưng Lục Tinh Tuyết lại hiểu rất rõ, anh nói vậy, có nghĩa là giữa họ đã hoàn toàn không còn hy vọng gì. Anh Thanh, anh quá lời rồi. Lục Tinh Tuyết lắc đầu, viền mắt đỏ lên, sắc mặt đau buồn, nói, giữa hai chúng ta vốn chỉ là tình cờ gặp gỡ, ngày ấy, dù em và Thiên Thiên không cứu anh xuống núi, hẳn anh cũng sẽ không sao, đúng không? Tuy cô ta không phải người học võ nhưng cũng biết, một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chỉ cần còn thở được là nhất định có thể sống sót. Cô ta vẫn cho rằng mình đã cứu mạng Dương Thanh, nhưng đến hôm nay mới biết, dù không có mình cứu, Dương Thanh cũng sẽ không sao. Dương Thanh cũng rất khó chịu trong lòng, nhất là khi nghe Lục Tinh Tuyết gọi mình bằng giọng điệu cực kỳ xa lạ. Mục Thiên Thiên cũng đã đỏ mắt lên, vươn tay đỡ Lục Tinh Tuyết đang lảo đảo, rốt cuộc cũng không nhịn được bèn bật khóc, anh vẫn là anh của chúng em, đúng không? Dương Thanh thoáng nở một nụ cười nhẹ, gật đầu, anh vẫn luôn là anh của các em. Dứt lời, anh cất bước rời khỏi đó. Ba vị vương cũng đi theo sau anh. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên nhìn theo bóng Dương Thanh rời đi, mãi khi không còn thấy anh nữa, Lục Tinh Tuyết mới hoàn toàn tan vỡ, khóc hòa lên. Chị, Mục Thiên Thiên ôm chặt lấy Lục Tinh Tuyết. Cậu Thanh, bây giờ cậu định đi đâu? Lên xe, Bạch Vương mới hỏi. Dương Thanh suy nghĩ một lát, mới nói tới khu vực gần ninh sơn tìm một chỗ yên tĩnh tạm thời ở lại một thời gian ngắn vâng bạch vương vội thưa xe chậm rãi rời khỏi nhà họ lục đã đi rất xa dương thanh bỗng thở dài một tiếng dặn tuyên bố ra một tin sau này nhà họ lục ở ninh châu đã xưng vương ai dám không theo giết không tha vâng ba vị vương vội vàng đáp dương thanh biết đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho lục tinh tuyết nửa tiếng sau xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh ninh sơn nơi này cực kỳ yên tĩnh bốn phía không một bóng người rất hợp để dương thanh ở tạm cậu thanh cậu còn điều gì cần sai bảo không ạ à? trong phòng ba vị vương đứng trước mặt dương thanh cung kính hỏi dương thanh lắc đầu các ông đi trước đi tôi ở tạm chỗ này một thời gian ba vị vương nhìn nhau sau đó nhanh chóng rời đi chỉ lát sau trong biệt thự thanh thang này chỉ còn lại một mình dương thanh anh đứng trên một tảng đá lớn, chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phương xa, đáy mắt lại dâng lên đôi chút lo lắng. Anh phải rời khỏi nhà họ Lục ngay là vì không muốn làm liên lụy nhà bọn họ, bởi khi anh vẫn còn ký ức đã cố tình sắp xếp cho người bên cạnh rời xa mình, như vậy chắc chắn là vì anh đã động đến một nhân vật nguy hiểm nào rồi. Hôm nay anh còn sống, một khi kẻ thù của anh biết, bọn chúng nhất định sẽ tới báo thù. Nếu anh còn tiếp tục ở lại nhà họ Lục thì chỉ e đến khi đó gia tộc bọn họ sẽ bị diệt sạch cùng lúc này ba vị vương đã rời khỏi đỉnh ninh sơn bạch phương bây giờ chúng ta nên làm gì đây mã vương nghiêm nghị hỏi bạch phương không nói gì chỉ đưa mắt nhìn sang tiết phương tiết phương trầm tư một lát mới nghiêm giọng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta nối lại mối quan hệ với dương thanh các ông thấy sao mã vương càng thêm lo lắng nói tôi lại không cho đây là một cơ hội tốt hiện dương thanh đã mất ký ức hầu như không nhớ rõ mọi thứ trong quá khứ nhưng nếu có một ngày cậu ta khôi phục ký ức chị e cũng sẽ khôi phục sự căm thù đối với chúng ta dù bây giờ chúng ta có ân cần nịnh bợ hơn nữa tôi chỉ sợ sau khi nhớ lại cậu ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu tiết phương nhíu mày vậy theo ý mã vương chúng ta nên làm thế nào là hợp lý nhất đáy mắt mã vương thoáng lóe lên một tia sáng lạnh lão ta nghiến răng nghiến lợi nói tiêu diệt luôn khỏi để họa sau này tiết phương và bạch vương đều hít mạnh một hơi Xem ra, Mã Vương vẫn còn rất nặng lòng với ý tưởng giết Dương Thanh. Nay thực lực của Dương Thanh đã bước vào siêu phàm cảnh, chúng ta đến thần cảnh còn chưa tới, làm sao có thể giết cậu ta? Tiết Vương chất vấn. Bạch Vương cũng nói, đúng thế, ngay cả Hoàng tộc còn chẳng làm gì được cậu ta, với thực lực liên minh Vương tộc chúng ta mà đòi giết cậu ta, khác gì nằm mơ. Mã Vương nheo mắt, tôi chưa nói tự chúng ta phải ra tay. Hử, Bạch Vương và Tiết Vương giật mình hiểu ra ý Mã Vương ý ông là mượn tay người khác giết cậu ta tiết phương hỏi mã vương gật đầu nay dương thành đã xích mích với quá nhiều thế lực có lẽ rất nhiều thế lực còn chưa biết cậu ta còn sống chỉ cần chúng ta tung tin này ra chúng ta không cần tự mình ra tay cũng sẽ có rất nhiều người tới giết cậu ta nhất là lưu lão quái của miêu thành nếu để lão ta biết dương thanh còn sống các ông nói xem lưu lão quái liệu có đích thân tới giết dương thanh không tôi đã nghe nói lần trước sau khi được cao thủ siêu phàm cảnh của miêu thành cứu về Lưu Lão Quái đã khôi phục trạng thái rất nhanh, thậm chí còn có khả năng đột phá tới siêu phàm cảnh rồi. Tiết Phương và Bạch Phương cũng có nghe tin này, sắc mặt hai người cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Rõ ràng Mã Vương không tin Dương Thanh sau khi lấy lại trí nhớ sẽ xóa bỏ mọi ân oán, cho dù họ đã nịnh nọt anh. Bạch Phương và Tiết Phương nhìn nhau, Bạch Phương lên tiếng: Tôi thấy chuyện này phải suy xét thật cẩn thận, tôi đề nghị để xem thế nào đã rồi tính sau. Tiết Phương cũng tán thành, tôi đồng ý với ý kiến của Bạch Phương chúng ta vốn có thủ oán với dương thanh bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của cậu ta nếu nắm chắc một đòn có thể giết chết thì làm nếu không đến ngày cậu ta có cơ hội trở mình tự tay giết ba vương tộc chúng ta là cái chắc nghe bạch vương và tiết vương nói vậy mã vương cười lạnh hai người sợ đấy à mã vương ông đừng hành động theo cảm tính dương thanh vốn dĩ không phải người bình thường chỉ dựa vào liên minh vương tộc chúng ta thì không thể cản nổi lửa giận của cậu ta đâu bạch vương lạnh giọng nói hơn nữa, nếu cậu ta thật sự muốn tiêu diệt chúng ta thì đã làm từ lâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa làm gì cả? Tôi nói cho hai ông nghe, đó là vì cậu ta cảm thấy không đáng. Nghe thì như sỉ nhục thật, nhưng đó cũng là cơ hội cậu ta cho mình cơ mà. Hai bên đúng là có ân oán với nhau thật, nhưng nếu lần này chúng ta phục tùng thì sau khi lấy lại trí nhớ cậu ta sẽ không làm khó đâu. Tiết Vương gật đầu, Mã Vương ông bình tĩnh lại đi, so với việc làm tung tích của Dương Thanh bị bại lộ thì có khi việc chúng ta giữ bí mật cho cậu ta còn giúp có được một cao thủ siêu phàm cảnh chống lưng đấy. Theo như tôi được biết thì trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, Dương Thanh không chỉ chọc giận Miêu Thành mà còn chuốc oán với cả hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp. Đây là cơ hội cho chúng ta, nếu hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp dám gây hấn với Dương Thanh thì cách kết cục bị tiêu diệt không còn xa nữa. Một khi hai hoàng tộc này bị tiêu diệt, đó sẽ là thời cơ cho chúng ta ánh mắt tiết phương tràn đầy tham vọng thái độ của mã vương cũng rất kiên quyết lão ta cắn răng nói tôi nói cho các ông biết dương thanh phải chết nếu không thì khi cậu ta nhớ lại mọi chuyện đó sẽ là thời điểm liên minh vương tộc biến mất tiết phương và bạch vương không nói gì nhưng ai cũng tỏ ra không vui mã vương rốt cuộc bạch vương không chịu nổi nữa tức giận quát lên gì tôi nói gì sai à thật lâu sau ba người đã lấy lại bình tĩnh tiết phương lên tiếng vừa rồi Bạch Vương nói một câu rất đúng, bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Bất kể là ở Vương Thành Bạch, Vương Thành Mã hay Vương Thành Tiết thì ba vương tộc của chúng ta đều là gia tộc mạnh nhất, nhưng điều đó không có nghĩa mỗi vương tộc đều có khả năng chấn áp toàn bộ gia tộc hàng đầu trong Vương Thành. Sở dĩ mấy gia tộc kia đã dục dịch nhưng vẫn chưa hành động là vì họ biết ba vương tộc chúng ta hợp lại thành liên minh, thế nên mới không dám bắt tay đối phó. Đúng lúc này, ba vị vương của liên minh vương tộc lên đỉnh núi và tình cờ chứng kiến hình ảnh Dương Thanh giải quyết cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Diệp chỉ trong tích tắc. Bọn họ đứng xứng tại chỗ, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nhất là Tiết Vương, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng và sợ hãi. Thực lực của ba vị vương chỉ nằm ở bán bộ thần cảnh, trong khi đó người yếu nhất trong số mười mấy cao thủ kia cũng là cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Những cao thủ thần cảnh kia cũng cực kỳ bàng hoàng, huống gì là bọn họ giờ mấy người còn muốn mời tôi đến hoàng tộc họ diệp nữa không dương thanh đưa mắt nhìn những người kia lạnh giọng hỏi toàn bộ đỉnh ninh sơn yên lặng không một tiếng động không một ai dám đáp lời chỉ có tiếng gió thổi vù vù thấy chẳng có ai lên tiếng dương thanh xoay người định vào nhà dù có chết bọn tao cũng phải bắt mày về cho bằng được hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã chết một chỉ còn lại cao thủ của hoàng tộc họ long lão ta nhìn bóng lưng của dương thanh trầm trầm nghiến răng nghiến lợi nói Lão ta là một trưởng lão của hoàng tộc họ Long, đã chứng kiến trăm năm phồn vinh của hoàng tộc, lúc này sự phát triển của hoàng tộc đang đến thời điểm mấu chốt nhất, mọi biến cố xảy ra đều có thể mang lại tai họa cho bọn họ. Thực lực Dương Thanh vừa thể hiện ra rất mạnh, cho thấy anh là một mối đe dọa rất lớn đối với hoàng tộc họ Long. Bây giờ có thể Dương Thanh vẫn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng nếu cho Dương Thanh thêm thời gian tĩnh dưỡng thì đến khi hoàn toàn khôi phục sợ là càng mạnh hơn nữa đã có thủ oán với dương thanh rồi thì đành liều chết một trận thôi cho dù không thể giết thì làm bị thương cũng được như thế hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp sẽ giảm bớt một kẻ địch đáng gờm vừa bước đến cửa thì nghe đối phương nói vậy bước chân dương thanh lập tức dừng lại anh từ tốn xoay người hít mắt nhìn cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ long kia đừng quên từ khi được phái tới ninh sơn tìm dương thanh chúng ta không được quan tâm đến vấn đề sống chết nữa Chúng ta đang cống hiến cho tương lai của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp." Người của hoàng tộc họ Long lên tiếng, "Dương Thanh đã bị thương nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến vậy, nếu để cậu ta hoàn toàn khôi phục thì tháng ngày của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp sẽ chấm dứt. Chúng ta phải dốc hết toàn lực để giết Dương Thanh, không giết được thì làm cậu ta bị thương nặng, vậy cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các anh em, sông lên." Theo tiếng hiệu lệnh này, 11 cao thủ thần cảnh đồng loạt bùng nổ sức chiến đấu mạnh nhất vừa xông về phía Dương Thanh vừa hét to, giết. Dương Thanh vẫn đứng yên ở cửa như không ý thức được những cao thủ mình đang phải đối mặt kinh khủng đến nhường nào, chỉ đứng tại chỗ, nhưng đôi mắt lại toát lên sự thương hại. Như đang thương hại những cao thủ thần cảnh đang xông lên để giết mình. Ba vị vương của Liên Minh Vương tộc đều hoảng hốt, 11 người này đều là cao thủ thần cảnh, bất kỳ ai trong số họ đến bất kỳ thành phố nào cũng có thể thành lập một tổ chức cho riêng mình. Vậy mà giờ đây, những cao thủ ấy lại hợp sức với nhau chỉ để đi giết một người chưa đầy 30 tuổi. Mấy người đã chọn cái chết thì tôi sẽ thành toàn. Nói xong, Dương Thanh bất chợt giơ chân lên rồi dẫm xuống thật mạnh. uynh tiếng chấn động vang lên, lấy vị trí đặt chân của anh làm điểm xuất phát, từng khe nứt rộng bằng cánh tay lan tràn về phía những cao thủ thần cảnh kia. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển kịch liệt như có động đất. Cả ngọn núi như đang lung lay. Những người đang lao tới đều lảo đảo ngã nghiêng đứng còn không vững thì lấy gì để tiếp cận anh. Đi, người ta thấy Dương Thanh lại dậm chân xuống đất, một loạt các cục đá bị tung lên bắn thẳng về phía 11 cao thủ thần cảnh với tốc độ nhanh khủng khiếp. Xẹt xẹt xẹt, trong sự ngỡ ngàng của ba vị vương, những cao thủ có thực lực thần cảnh sơ kỳ và thần cảnh trung kỳ đều chết sạch. Thân thể họ như thước phim bị ấn nút rừng, sau đó cả đám ngã xuống đất. Những cao thủ thần cảnh hậu kỳ và thần cảnh đỉnh phong tuy vẫn chưa ngã xuống nhưng ngực mỗi người đều bị viên đá nhỏ đâm thùng, Hơi thở võ thuật yếu đi thấy rõ. Mặt đất trở lại với sự tĩnh lặng thường ngày, bụi bặm rơi hết xuống đất. Trong số 11 người muốn giết Dương Thanh, có 6 cao thủ thần cảnh sơ kỳ và 2 cao thủ thần cảnh trung kỳ đã bỏ mạng. Chỉ còn một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc họ Long còn có thể đứng, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ thì ngồi dưới đất, tuy chưa chết nhưng thoi thóp, sống không được bao lâu nữa, cũng không còn sức chiến đấu. Từ lúc 11 cao thủ thần cảnh xông về phía Dương Thanh cho đến toàn quân bị hạ gục, Mọi thứ chỉ xảy ra trong mấy giây. Từ đầu đến cuối, anh chỉ làm một động tác nhấc chân đạp xuống. Lần thứ nhất, làm cho cả ngọn núi rung chuyển. Lần thứ hai, chỉ duy nhất cao thủ thần cảnh đỉnh phong trong số 11 cao thủ thần cảnh là còn đứng được. Ba bị vương nhìn khung cảnh đầy máu me như địa ngục trần gian trước mắt, run bần bật, trong con người tràn trề sợ hãi. Họ là người đứng đầu của vương tộc nên có kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như lúc này giữ lại mạng cho ông, cút về hoàng tộc nói cho chủ của mình biết nếu còn dám quấy dày thì tôi không ngại tự mình đến tận nơi đâu. Dương Thanh lạnh lùng đe dọa. Cho đến lúc này, ba vị vương mới hiểu rằng hóa ra không phải Dương Thanh không thể giết chết cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia, mà là cố ý giữ mạng để ông ta gửi lời nhắn của mình về hoàng tộc. Người có thực lực thần cảnh đỉnh phong thuộc hoàng tộc họ Long cảm thấy cực kỳ nhục nhã, không cam lòng, rốt cuộc ông ta cũng nhận ra hoàng tộc họ Long đã chuốc oán với một người kinh khủng đến nhường nào. Có thể nói, dù đối thủ có là hoàng tộc thì Dương Thanh cũng vẫn vô địch. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc thì bây giờ cậu đang ở cảnh giới nào? Người của hoàng tộc họ Long đột nhiên hỏi. Ban đầu lão ta cho rằng thực lực của Dương Thanh đã giảm đi đáng kể sau cuộc chiến với cao thủ siêu phàm cảnh của hoàng tộc cổ xưa vào nửa tháng trước, bây giờ xem ra không phải. Ông không có tư cách biết, cút đi, Dương Thanh lạnh lùng quát. Cậu nhất định sẽ hối hận vì đã không giết tôi, nhớ cho kỹ, tên của tôi là Long Huy Hoàng. Long Huy Hoàng gần giọng đe dọa rồi tập tính bỏ đi. Dương Thanh không hề quan tâm với sự uy hiếp của lão ta. Với thực lực hiện giờ, dù có là cao thủ siêu phàm nhất cảnh thì cũng chỉ có đường chết chứ đừng nói là hoàng tộc họ Long. "Anh ơi, lúc này, đột nhiên có tiếng gọi đầy lo lắng vang lên. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên chạy tới. Nhìn thấy Dương Thanh đang đứng trước một căn nhà nhỏ, không bị thương gì, hai người mới thôi căng thẳng. "Chị họ, em đã nói anh ấy sẽ không sao rồi mà." Mục thiên thiên mỉm cười rất tươi, tuy đang cười nhưng nước mắt lại không kìm được chảy ra. Lục tinh tuyết cũng vậy, nhìn Dương Thanh mà khóc mãi. Long Huy Hoàng vừa đi mấy bước thì nhìn thấy lục tinh tuyết và mục thiên thiên, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hai cô gái này đang ở ngay cạnh ông ta, dù tốc độ của Dương Thanh có nhanh cách mấy cũng không thể cứu được. Long Huy Hoàng dậm chân xuống đất, nháy mắt xuất hiện trước mặt lục tinh tuyết và mục thiên thiên, hai tay nắm cổ hai chị em, cười phá lên như điên, Dương Thanh, tôi đã nói cậu sẽ phải hối hận vì đã không giết tôi rồi mà, ha 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 ha. Dương Thanh cực kỳ ngỡ ngàng khi thấy Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên chạy lên đây, lại càng không ngờ mình đã bỏ qua cho Long Huy Hoàng rồi mà lão ta vẫn dám dùng hai cô để uy hiếp. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều không luyện võ, trên người không có một chút hơi thở võ thuật nào, một cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng có thể giết họ dễ như trở bàn tay. Huống gì là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, một tay Long Huy Hoàng bóp cổ Lục Tinh Tuyết, một tay bóp cổ mục thiên thiên, chỉ hơi dùng sức mà hai cô gái đã bị dơ lên lơ lửng giữa trời. Hai chị em đều có cảm giác mình sắp chết, vô cùng tuyệt vọng nhưng vẫn nhìn Dương Thanh bảo anh đừng bận tâm đến mình. Ông muốn chết à, anh nổi giận gầm lên. Cục đá cứng dưới chân hóa thành phấn, sát ý khủng bố bộc phát ra khỏi cơ thể. Dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của ba vị vương, hai mắt Dương Thanh đỏ như máu, mái tóc đen cũng từ từ hóa thành màu trắng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà anh như biến thành một con người khác, đằng đằng sát khí. Ơ, ờ, Bạch Phương và những người khác đều hoảng hốt như thấy một con ác quỷ đến từ địa ngục. Sự thay đổi này của Dương Thanh làm cho Long Huy Hoàng cảm thấy sợ hãi nhưng kiên quyết không chùn bước, từ khi được phái tới đây giết Dương Thanh, lão ta đã chuẩn bị tinh thần để chết. Rõ ràng hai cô gái này có quan hệ đặc biệt với Dương Thanh, nếu không thì anh đã không giận dữ thậm chí xảy ra biến hóa lớn đến vậy. Ầm ầm cả ngọn núi đều chấn động dữ dội thả họ ra dương thanh nghiến răng nói giọng lạnh đến tột cùng thật sự rất rông ác quỷ bước ra từ địa ngục chỉ là giọng nói thôi đã khiến người người ta không rét mà run dương thanh chắc là hai đứa con gái này đặc biệt với mày lắm nhỉ long huy hoàng cố ghìm sự sợ hãi xuống run rẩy đe dọa mày mà dám nhúc nhích một bước là tao giết hai đứa nó ngay dương thanh dừng chân đôi mắt đỏ ngầu nhìn long huy hoàng lạnh thấu xương quỳ xuống Long Huy Hoàng quát tháo, "Tao kêu mày xuống, quỳ với những người bị mày giết đi." Dương Thanh đứng sừng sững như cây tùng, không hề có ý định quỳ xuống, lạnh giọng nói, "Thả họ ra thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không, kể từ hôm nay, Triều Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long nữa." Một câu nói đầy hời hợt lại khiến cho Long Huy Hoàng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Sở dĩ lão ta buộc phải dùng hết mọi nhân lực để giết chết Dương Thanh cho bằng được là vì cảm nhận được áp lực quá lớn từ anh. Lúc này Long Huy Hoàng lợi dụng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên để uy hiếp Dương Thanh là để khiến Dương Thanh bị thương nặng, từ đó tạo cơ hội cho hoàng tộc họ Long giết Dương Thanh. Nhưng giờ đây, sự uy hiếp của Dương Thanh làm lão ta do dự. Long Huy Hoàng không biết nếu thả Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên ra thật thì liệu Dương Thanh có xem như chưa có chuyện gì xảy ra như anh đã nói hay không. Nhưng có một điều Long Huy Hoàng có thể khẳng định là, nếu không làm Dương Thanh bị thương nặng, hoàng tộc họ Long thật sự sẽ bị diệt tộc. Lúc này đây, trên người Dương Thanh như xảy ra một số thay đổi, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trước đây Dương Thanh đã có thể giết cao thủ thần cảnh đỉnh phong dễ dàng, bây giờ sẽ mạnh đến mức nào đây? "Dương Thanh, tao kêu mày quỳ xuống cơ mà." Long Huy Hoàng giận dữ hét, "Quỳ xuống, tự phế tu vi của mình đi. Nếu không tao sẽ giết hai đứa này." Dứt lời, ông ta bỗng dùng sức. Trong mắt của Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đã sắp rơi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau nhưng khi nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt của hai người vẫn tràn đầy kiên cường, không cách nào nói thành lời, chỉ có thể chuyển động mắt để nói với Dương Thanh rằng đừng để ý đến mình. Tuy nhiên, Dương Thanh thật sự đành lòng mặc kệ bọn họ sao. Tôi thề, từ nay về sau Chiêu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long. Dương Thanh gần như gần từng chữ nói ra câu này. Long Huy Hoàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, lão ta lờ mờ nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi nhưng lúc này không còn cơ hội quay đầu lại nữa, đã lựa chọn đánh trọng thương Dương Thanh thì chỉ đành đâm lao theo lao thôi. Quỳ xuống cho tao, quỳ xuống, Long Huy Hoàng hét toáng lên, quỳ xuống, tự phế tu vi. Đừng ép tao, tao cho mày 10 giây cuối cùng, 10, 9, chấm, 3, 2, chấm, Long Huy Hoàng liên tục đếm ngược, vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh đổ đầm đìa làm ướt hết cả người. Xong, từ đầu đến cuối, Dương Thanh không hề động đậy như thể không xem lão ta ra gì, một, cuối cùng, đếm hết 10 giây, Long Huy Hoàng biết Dương Thanh quyết tâm không quỳ xuống và tự phế bỏ tu vi của mình, nổi cơn thịnh nộ, Dương Thanh, mày không quan tâm đến hai đứa con gái này như thế thì tao sẽ giết bọn nó. Tao nghe nói lúc trước mày được hai đứa con gái cứu sống, nếu tao không đoán sai thì đó là hai đứa này đúng không? Dương Thanh, mày đúng là nhẫn tâm, ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm mà mày cũng không màng đến. Tao biết hôm nay tao chết chắc rồi, nhưng không sao, trên đường đến địa ngục còn có thêm hai cô gái xinh xắn trẻ trung làm bạn, quá hời rồi. Ha 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 ha, Long Huy Hoàng điên cuồng cười phá lên, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, chết đi cho tao. Nói xong, ông ta lại bóp mạnh thêm. Một khi dùng sức, lục tinh tuyết và mục thiên thiên chỉ còn đường chết. Hai cô gái tuyệt vọng nhìn Dương Thanh, ánh mắt đong đầy tình cảm. Dường như muốn nói cho anh biết rằng dù có chết họ cũng không trách anh, nên mong Dương Thanh đừng tự trách. Thật là hai cô gái thiện lương. Dù đến lúc chết vẫn nghĩ cho Dương Thanh. Ầm, um, ngay thời điểm Long Huy Hoàng định dùng sức nắm chặt tay thì một tiếng động vang lên, trong nháy mắt một viên đá bắn về phía giữa lông mày của lão ta. Anh đã ra tay, vừa rồi Long Huy Hoàng luôn dùng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên để che trước mặt nên dù có muốn thì Dương Thanh cũng không làm gì được. Nhưng ngay vừa rồi, Long Huy Hoàng định giết hai chị em, rốt cuộc để lộ sơ hở, bị Dương Thanh bắn một phát vỡ đầu. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên ngã xuống đất theo Long Huy Hoàng được hô hấp không khí mới mẻ thật là một điều tuyệt vời thật lâu sau hai cô gái mới từ từ lấy lại sức nét mặt cũng hồng hào trở lại nhưng vào lúc này họ đột nhiên phát hiện ra dương thanh có gì đó khác thường chỉ thấy dương thanh đứng tại chỗ cơ thể không ngừng run rẩy bùng nổ một luồng sát ý kinh khủng anh anh thanh lục tinh tuyết run rẩy gọi dương thanh mục thiên thiên cũng nghẹn ngào hét lên anh thanh anh sao thế đừng làm bọn em sợ mà Song dương thanh vẫn như không nghe thấy gì cứ đứng tại chỗ toàn thân run lập cập hai mắt thì đỏ như máu trông không còn giống một con người thấy dương thanh có sự thay đổi lớn như thế ba vị vương của liên minh vương tộc đều hoảng sợ cậu ta mất kiểm soát rồi bạch vương nuốt nước miếng khó nhọc nói ra câu này dì cơ tiết vương và mã vương đều giật mình bên cạnh đó còn có sự sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng Tuy đây là lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ này của Dương Thanh, nhưng cũng từng nghe nói anh đã suýt mất kiểm soát trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Mỗi lần sắp mất lý trí, Dương Thanh đều bùng nổ sức chiến đấu vượt xa thực lực vốn có của mình. Bây giờ, ở đỉnh Ninh Sơn, ngoại trừ ba vị vương có thực lực bán bộ thần cảnh là bọn họ ra thì chỉ còn lại hai cô gái không biết võ. Làm sao họ có thể đối phó với Dương Thanh đang trong trạng thái này chứ? Không ổn rồi chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Tiết Vương hối hả nói. Ba vị vương nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy xuống núi. Anh à, rốt cuộc là anh sao vậy? Đừng làm bọn em sợ. Lục tinh tuyết hốt hoảng đến sắp khóc, không kiềm được run rẩy. Mục thiên thiên nắm chặt tay cô ta, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, run giọng nói, anh chấm ANS có nghe thấy bọn em nói gì không? Đi đi, Dương Thanh ngẩng phát đầu lên, mắt đỏ như máu nhìn hai cô gái, cuồng nộ hét khi nhìn thấy gương mặt của anh cả người lục tinh tuyết và mục thiên thiên sụi lơ vì quá sợ hãi nên không động đậy được chút nào anh anh thanh hai cô gái cực kỳ sợ hãi dương thanh lúc này vô cùng đáng sợ trong mắt đỏ ngầu nét mặt dữ dằn như ma cà rồng xảy ra biến hóa khi lên cơn khát máu gào anh ngửa mặt lên trời gào to âm thanh như tiếng gầm của dã thú khí thế khủng bố tỏa ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt toàn bộ ninh châu đều bị luồng khí thế này bao phủ các cao thủ trong Ninh Châu đều kinh hoàng nhìn về phía Ninh Sơn. Ầm ầm, ngọn núi nơi Dương Thanh đang ở đột nhiên chấn đông cực mạnh, còn căn nhà nhỏ của anh thì ầm ầm sụp xuống do ảnh hưởng từ động đất. Những khe nứt rộng bằng cánh tay từ dưới chân Dương Thanh lan tràn ra xung quanh. Chị họ, Mục Thiên Thiên và Lục Tinh Tuyết ôm chầm lấy nhau, Mục Thiên Thiên nhắm mắt lại, hét lên. Giờ đây, dương thanh không thể kiểm soát được nguồn năng lượng cuồng bạo như đang muốn phá tan cơ thể mình để thoát ra ngoài chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ từng gương mặt quen thuộc từng hình ảnh quen thuộc như thước phim không ngừng lướt nhanh trong đầu dương thanh như trở lại thời điểm vừa biết ghi nhớ mọi chuyện ở gia tộc vũ văn tại yến đô anh thường xuyên bị hắt hủi và bị vợ bé của bố đâm thọc rồi đến một ngày bố đuổi cả anh và mẹ anh ra khỏi gia tộc kể từ lúc đó anh bắt đầu hận bố mình và nỗi hận thù ấy bị đẩy đến đỉnh điểm khi mẹ Lâm bệnh nặng rồi qua đời. A, à, Dương Thanh la lên, hai tay ôm đầu, đau đớn không chịu nổi. Trong đầu vẫn đang có nhiều hình ảnh xuất hiện. Anh vừa tốt nghiệp đại học thì bị người khác hãm hại, xảy ra quan hệ với người con gái thầm mến từ lâu, vì bảo vệ danh dự nên gia tộc của cô ấy yêu cầu anh ở rể. Từ ngày ở rể, anh chịu đủ loại coi thường và sỉ nhục, biết chỉ có vào chiến trường rèn luyện thì mình mới có thể xứng với nữ thần trong lòng. Thế là không lâu sau khi kết hôn, Dương Thanh lặng lẽ rời nhà đến biên giới phía bắc. Anh dùng 5 năm để tạo nên huy hoàng cho chính mình, trở thành chiến thần của biên giới phía bắc. Dương Thanh trở về quê hương với niềm vinh quang ấy, lại phát hiện ra vợ đã sinh cho mình một cô con gái. Vì vợ, anh chịu hết mọi khuất nhục. Kế hoạch của Dương Thanh là sống một cuộc đời bình yên với vợ, không nghĩ rằng những kẻ đó lại không muốn anh được như ý, khiêu khích hết lần này đến lần khác, tranh đấu hết lần này đến lần khác. A, à, 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 Dương Thanh giận dữ hét lên, khí thế kinh khủng khiếp nhấn chìm cả Ninh Châu, thậm chí các thành phố lân cận cũng cảm nhận được khí thế khủng bố đến từ Ninh Sơn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên Ninh Sơn đã xảy ra cuộc chiến của các cao thủ siêu phàm cảnh ư? Chấm, hầu như ai cũng hướng mắt về phía Ninh Sơn ở Ninh Châu. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân Dương Thanh nháy mắt vỡ vụn. Đi đi, anh cố gắng giữ một tia lý trí cuối cùng, giận dữ hét với Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên còn đang kinh hoàng. Hai cô gái sợ hãi đến choáng váng, sững sờ ngồi dưới đất mặc cho Ninh Sơn đang không ngừng rung chuyển. Mãi đến khi nghe thấy tiếng giống của Dương Thanh, bọn họ mới giật mình hoàn hồn. "Thiên Thiên, em chạy khỏi đây nhanh lên." Lục Tinh Tuyết chợt nhìn về phía Mục Thiên Thiên, ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ có kiên định. "Chị họ, còn chị thì sao?" Mục Thiên Thiên run rẩy hỏi, cô ta có cảm giác Lục Tinh Tuyết như biến thành một con người khác vậy, trong mắt chị ấy chỉ có sự quyết tuyệt. Đưa mắt nhìn Dương Thanh đang ôm đầu và tức giận gầm thét, nét mặt của Lục Tinh Tuyết đầy kiên định, không có chút lưỡng lự nào như mang quyết tâm của thiêu thân chuẩn bị lao đầu vào lửa. "Chị phải ở bên anh ấy." Hai mắt Lục Tinh Tuyết đỏ hoe. "Chị, chị điên rồi à? Mục Thiên Thiên la lớn, anh ấy sắp mất lý trí rồi, nếu không rời khỏi đây thì anh ấy sẽ giết chúng ta mất." "Em cũng như chị, cũng không sợ chết, nhưng nếu anh ấy giết bọn mình rồi lại tự trách sau khi tỉnh táo trở lại thì sao?" hơn nữa chỉ có một mình chị thì sao có thể giúp anh ấy được chị ơi mình cùng nhau rời khỏi đây thôi vừa nói mục thiên thiên vừa lấy tay kéo lục tinh tuyết em cứ đi đi lục tinh tuyết nức nở nói thiên thiên à em biết chị rất yêu anh ấy mà chỉ có thể chết vì anh ấy chị chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi chỉ vậy thôi thiên thiên à chị cầu xin em hãy chạy khỏi đây đi mục thiên thiên bật khóc nước mắt rơi đầy mặt điên cuồng lắc đầu chị à chị đừng ngốc nghếch như thế anh ấy đã kết hôn rồi, đã có con rồi, chị làm như vậy là không đáng đâu, chị đi cùng em đi. Thiên thiên, tạm biệt, lục tinh tuyết thình lình đưa tay đẩy em họ mình. Mục thiên thiên lăn từ trên đỉnh núi xuống. Nơi bọn họ đang đứng là một cái bục của đỉnh Ninh Sơn, bên dưới cái bục này là một dốc thoải, xuống tiếp là một cái bục khác. Trên đồi cũng trải đầy cỏ xanh nên cho dù mục thiên thiên lăn xuống cũng chỉ ngã trên cái bục thứ hai chứ không bị thương, vì vậy lục tinh tuyết mới dám đẩy cô ta xuống. Chị ơi! lúc này lục tinh tuyết không thèm để ý gì nữa chỉ muốn gọi dương thanh tỉnh lại trong cơn cuồng bạo cô ta chạy tới trước mặt anh ôm chặt anh ánh mắt không hề e ngại mà ngập tràn hạnh phúc dường như được nhào vào lòng anh dù có phải chết cô ta cũng không sợ đi ra dương thanh đột nhiên bị lục tinh tuyết ôm lấy lập tức gầm lên em không đi không đi lục tinh tuyết bật khóc nói em chỉ muốn anh tỉnh táo lại nhất định anh sẽ kiên trì được nếu đến cả anh cũng không tin chính mình sao có thể đấu tranh với tâm ma. Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, nhìn Lục Tinh Tuyết như đang nhìn kẻ địch, có gì đó thôi thúc anh giết người con gái đang ôm chặt mình. Đồng thời, trong đầu lại có giọng nói khác, cô gái này vô tội, không thể giết được. Nếu anh giết cô ta, đời này sẽ không làm lại được nữa. A a a, Dương Thanh ngẩng đầu nhìn trời hét lớn. Sau khi bị Lục Tinh Tuyết ôm lấy, anh không hề chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm nóng nảy muốn xé nát cô ta thành từng mảnh. Cút, cút ra cho tôi, Dương Thanh bỗng dùng sức. Lục Tinh Tuyết phun máu nhuộm đỏ vạt áo, cơ thể rơi thẳng xuống núi như đóa hoa hồng lụi tàn. Phía trước Ninh Sơn được người ta san bằng nhưng phía sau lại là vách núi dựng đứng cao chót vót. Nếu rơi từ phía sau sẽ đáp thẳng xuống đường quốc lộ từ độ cao vài trăm mét. Mà Lục Tinh Tuyết đang rơi xuống từ phía sau Ninh Sơn. Vĩnh biệt anh, cô ta như một chiếc lá yếu ớt rơi tự do. Đúng lúc này, trái tim Dương Thanh chợt quặn thắt như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. "Đừng, đừng mà." Rốt cuộc anh cũng khôi phục lại lý trí, đỏ bừng mắt nhìn Lục Tinh Tuyết đang chậm rãi rơi xuống. "Tinh Tuyết!" anh gào lên, không hề do dự nhảy bổ xuống về phía Lục Tinh Tuyết. Từ lúc rơi khỏi đỉnh núi, Lục Tinh Tuyết đã nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt chảy dài cùng cô ta rơi xuống vực sâu. Lúc Dương Thanh nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt kiên định Tốc độ rơi của anh cực kỳ khủng bố, ngày càng tới gần lục tinh tuyết. 10m, 5m, chấm, 1m, ngay khi cơ thể của anh và lục tinh tuyết ngang bằng, anh bỗng ôm chặt cô ta vào lòng. Lục tinh tuyết đang rơi tự do bất thình lình bị ôm, lập tức bừng tỉnh. Cô ta mở mắt ra, trông thấy một gương mặt quen thuộc đang dịu dàng nhìn mình. "Anh, anh?" Lục tinh tuyết mừng rỡ hỏi, "Em đang nằm mơ sao? Hay là em đã xuyên tới một thế giới song song khác, nơi có thể có được anh rồi?" Tinh tuyết, ôm chặt anh, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Lúc này, hai người chỉ cách chân núi hơn 100 mét, sắp rơi xuống đất. Dù Dương Thanh có thực lực siêu phàm cảnh nhưng rơi từ đỉnh núi cao mấy trăm mét xuống, không chết cũng phải bị thương nặng. Lục tinh tuyết vô thức ôm chặt anh. Khi cô ta cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt đất cách mình ngày càng cần liền sợ chết khiếp. Anh, bấy giờ cô ta mới ý thức được, không phải bản thân xuyên sang thế giới khác, mà là Dương Thanh cũng nhảy xuống với mình. Sao anh lại ngốc như vậy?" Lục Tinh Tuyết đỏ mắt nói. Cô ta vốn không ôm hy vọng sống sót, trong lòng chỉ có ái náy. Nếu không vì cô ta tùy hứng, có lẽ Dương Thanh vẫn còn cơ hội sống. Nhưng bây giờ, anh đã nhảy theo cô ta, rơi xuống từ đỉnh Ninh Sơn cao mấy trăm mét chỉ có một con đường chết. Dương Thanh không còn tâm trạng để ý tới cô ta, trông thấy mặt đất ngày càng gần bèn tìm kiếm một điểm mượn lực trên vách núi đá. Nhưng vách núi quá trống rỗng, không có lấy một gốc cây nào anh vẫn có thể sống sót sau khi nhảy từ đỉnh núi cao như vậy nhưng lục tinh tuyết chắc chắn sẽ chết lục tinh tuyết bị anh đánh rơi xuống không thể để cô ta chết được nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời ôm chặt anh dương thanh hét ầm lên không cần anh nhắc nhở lục tinh tuyết vẫn luôn ôm chặt lấy anh trong giây phút ngàn cân xeo sợi tóc dương thanh bỗng tóm lấy một tảng đá lớn ở bên cạnh uyên lực rơi khủng khiếp khiến tay anh như sắp đứt ra tảng đá lập tức nứt vỡ hai người tiếp tục rơi xuống. May thay, nhờ tóm lấy tảng đá kia, tốc độ rơi của hai người đã giảm mạnh. Lúc này, bọn họ chỉ cách đường cái dưới chân núi chừng 5, 6 mét. Tinh tuyết, ôm chặt anh, Dương Thanh lại lên tiếng nhắc nhở. Ở dưới không còn chỗ nào để mượn lực, anh chỉ có thể mạnh mẽ đáp xuống đất. Lục tinh tuyết ôm chặt Dương Thanh, hai mắt nhắm nghiền, hoảng sợ chờ đợi nguy hiểm ập tới. ầm, um, giây phút rơi xuống đất, Dương Thanh đã chuẩn bị tốt từ trước, hai chân bỗng cong lại dùng hết sức bật ra xa. Anh ôm lục tinh tuyết lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại. Lục tinh tuyết bị va chạm nặng nề, đã ngất xỉu. Dù sao cô ta cũng chỉ là người bình thường, ngã từ đỉnh núi cao mấy trăm mét, được Dương Thanh bảo vệ, giữ được mảng đã quá may mắn rồi, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường. Dương Thanh nằm trên mặt đất, hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳng.